chương 301 đến cùng là đã gặp chuyện gì? Adan thấp giọng lẩm bẩm vấn đề này, nhưng lại nhớ không nổi mấy ngày gần đây mình đã làm cái gì. Hắn như mộng du nhìn quanh một vòng, sợ hãi, khủng hoảng, mê mang hỏi, anh là ai? Đây là nơi nào? Đây là phòng vệ sinh nhà cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra được sao? Tôi là thám tử tư phụ trách bảo vệ cho cậu. Glenn nhìn cậu trai trẻ còn chưa biết rõ tình huống đối diện, cười nhẹ một tiếng rồi nói. Nhà của tôi thám tử bảo vệ tôi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì adan ngạc nhiên nhìn xung quanh lẩm bẩm tự nói đột nhiên cậu ta tạm dừng xuống sắc mặt vốn đã tái nhợt vẫn khó có thể che giấu sợ hãi có lẽ có lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ hồn thật sự có quỷ hồn thanh âm của cậu ta có chút run run nhưng glenn lại nghe ra sợ hãi hưng phấn hai loại hoàn toàn cảm giác khác nhau mà cái đó cùng màu sắc cảm xúc hiện ra hoàn toàn ăn khớp hưng phấn đây là một cậu nhóc vì tìm kiếm kích thích mà cố ý trêu chọc oan hồn. Thật sự là trẻ tuổi gan lớn không sợ chết mà. Glenn bước đầu đưa ra một suy đoán, mặt ngoài lại mê hoặc hỏi ngược lại, quỷ hồn. Sau khi trở thành ma thuật sư, linh thị của hắn hơi có tăng lên, nhưng biên độ không lớn, vẫn không thể thấy chỗ sâu trong tinh linh thể, không thể từ cái này mà phán đoán mục tiêu có phải người phi phàm hay không. Adan à sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên có chút đỏ lên, đúng vậy, quỷ hồn. Hắn vung cánh tay, bổ sung ở ngoài cảm quan của chúng ta còn có thế giới rộng lớn hơn thật sự tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng của tất cả cái lời kịch này quả nhiên là thời kỳ thiếu niên trưởng thành nhưng lời nói cùng loại mình hình như đã thấy qua ở nơi nào đó glenn cười cười nói tôi càng tin tưởng một câu khác ở trước mặt thời gian so với xa xưa càng xa xưa hơn cho dù bản thân tử vong cũng sẽ trôi đi không đợi a nói gì hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi mở ra nhìn thoáng qua rồi nói cho nên cậu đến cùng là làm thế nào mà biến bản thân thành bộ dáng như thế này tựa như một người bị chứng tinh thần sụp đổ tôi a à, đan nghiêng đầu suy tư vài giây rồi nói tôi gia nhập một xã đoàn cái này không phải xã đoàn bình thường chúng tôi đều tin tưởng tử vong không phải điểm cuối lợi dụng mật khế thậm chí có thể trực quan cảm ngộ được tử vong rõ ràng tất cả đều có thể đảo ngược đúng vậy chúng tôi cho rằng người chết là có thể sống lại Glenn mới từ phần mộ đi ra chừng hơn một tháng cười gượng hai tiếng rồi nói các cậu đang thử hồi sinh người chết Tử vong không phải điểm cuối ở ngoài thế giới cảm quan. Tất cả đều có thể xoay chuyển cảm ngộ mật khế. Cái này không phải là giáo lý linh giáo đoàn sao. Đây đều là sáng tạo ra vì sống lại tử thần. Hắn có chút giật mình tự nói vài câu ở trong lòng. Ừm. Adan ánh mắt tỏa sáng lại khó nén sợ hãi gật đầu. Thi thể là các ngươi lấy ra từ nơi nào? Glenn truy hỏi. Chúng tôi, chúng tôi sẽ. vụng trộm đào mộ, vừa trôn chưa bao lâu, hoặc là mua từ bệnh viện. Adan nhớ lại quả nhiên là tội sẽ bị đưa vào ngục giam. Khó trách logo cây lâu ư man không muốn báo cảnh sát chơi cũng thật lớn mật mà. Glenn vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, chuyển hỏi, vậy các cậu có thành công không? Còn chưa có ở lần tụ hội đó, bọn họ thấy ánh mắt của tôi, tựa như, tựa như đang nhìn một tử thi, tựa như suy nghĩ vị trí người nào có thể sắp đặt mật khế đối ứng. Tiếp theo, chúng tôi nhảy linh vũ, câu thông thế giới ở ngoài cảm quan. Sau đó, sau đó, tôi đã không có ký ức. Adan không khống chế được thân thể mà run run lên. Linh Vũ, thật sự là linh giáo đoàn. Người này thành thí nghiệm phẩm của đám bạn. Glenn hơi nhíu mày hỏi, sau đó, ký ức của cậu là hiện tại. Căn cứ tư liệu bên trong kẻ gác đêm ghi lại, Linh Vũ phát ra từ vũ đạo hiến tế xa xưa, lưu hành ở Nam Đại Lục, là phương pháp nghi thức tử thần thích nhất. Linh Vũ chỉ dùng tiết tấu, vận luật, động tác để điều hòa linh tính, làm cho nó cùng hoàn cảnh tự nhiên, cùng đối tượng khẩn cầu sinh ra liên hệ lẫn nhau nhất định lại kết hợp bố trí tế đàn đơn giản cùng tôn danh tương ứng đạt tới hiệu quả tạp nghi thức ma pháp tương đối phức ừm adan cúi đầu đáp lại bỗng nhiên ngẩng đầu hôm nay là thứ mấy hiện tại là mấy giờ một giờ mười hai phút rạng sáng thứ sáu clan dựa vào ký ức trả lời adan theo bản năng hít vào một hơi nói tôi đã bỏ qua một lần tụ hội bọn họ vào ba giờ rạng sáng thứ sáu mỗi tuần sẽ ở bên ngoài nghĩa trang green cử hành nghi thức sống lại Nghĩa trang Green do cách không xa phố Green công viên nên được đặt tên như vậy. Cậu còn muốn đi? Cậu quên những gì gặp phải trong khoảng thời gian này sao? Ô, ngươi quả thật không nhớ, nhưng cậu nên hỏi cha, mẹ cùng người hầu của cậu. Glenn nhắc nhở thiếu niên trước mắt một câu. Hơn nữa tôi vị tất còn có thể hỗ trợ cho cậu. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung. Trải qua chuyện lần này, hắn lại phát hiện một điểm yếu của ma thuật sư, đó chính là khuyết thiếu năng lực đối phó loại sinh vật oan hồn u ảnh chỉ có thao túng lửa là có thể, sau khi đối phương, phụ thân nhân loại, khu trừ cùng tịnh hóa lại trở thành vấn đề khó khăn, trừ khi xử lý luôn cả người lẫn quỷ. Đương nhiên, Glenn ở phương diện này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, hắn có thể bố trí nghi thức ma pháp để hoàn thành chuyện cùng loại, nhưng cái này sẽ cực kỳ phiền toái, rất dễ bại lộ bản thân, không thích hợp thực chiến. Trải qua suy nghĩ, hắn cuối cùng lựa chọn dùng còi đồng Asgard dụ oan hồn ra, sau đó thao túng lửa, hoàn thành tịnh hóa, nhưng loại trình độ thương tổn này cũng không cao, nếu gặp gỡ oan hồn lợi hại chút, có lẽ sẽ giải quyết không xong. Mình còn thiếu vật phẩm hoặc phù chú đối phó loại sinh vật tử linh, nếu có vật phong ấn 30782 thánh huy mặt trời biến dị kia thì tốt rồi. Glenn suy nghĩ có chút phát tán ngắn ngủi. Adan cố gắng nhớ lại ký ức thiếu đi kia, sắc mặt lại tái nhật xuống, run rẩy hồi đáp, không, tôi không muốn đi. Tôi không bao giờ muốn đi nữa. Tốt lắm. Glenn mỉm cười tán dương một câu. Adan nhìn khuôn mặt không có chút sợ hãi nào của hắn, theo bản năng hỏi một câu, tôi nói nhiều như vậy, anh cũng không sợ sao. Glenn không dựa vào vách tường nữa, chậm rãi đứng thẳng thân thể, giọng điệu thoải mái hồi đáp, đối với một thám tử mà nói, trừ khi có chứng cứ xác thực, nếu không sẽ tình nguyện không tin. Nói xong, hắn mở cửa đi ra bên ngoài, nghĩ có nên tiếp xúc linh giáo đoàn hay không, dù sao cái này có khả năng liên quan đến thân thế của ngài Asgard. Adan ngẩn ra nhìn bóng lưng thám tử từ trước mắt, một hồi lâu mới phát hiện nhà vệ sinh trừ bỏ mình, đã không có bóng người nào, mà bên ngoài ánh trăng hôn ám, chiếu vào phòng lờ mờ, như có sự vật vô hình đang ẩn nấp, đang nhìn chăm chú. Hắn dùng mình một cái, vội hô một tiếng, đợi tôi một chút. Trong khi nói chuyện, Adan bước chân nhanh hơn, chạy ra khỏi phòng tắm, đi theo sát ở phía sau Klen. Biết nghĩ mà sợ, biết sợ hãi, còn có thể cứu. Klen lẩm bẩm một câu, hai tay đưa vào túi quần, sau khi quay về phòng ngủ, Stuart vẫn chưa phát hiện Adan đã chuyển tốt, vẫn bị chuyện quỷ mà mình tưởng tượng làm cho sợ hãi vẻ mặt ngưng trọng, không dám đi loạn. Đợi cho Adan ngủ lại, Glenn lấy ra một đồng penny, để cho nó xoay tròn ở giữa các ngón tay. Lúc ấy đã gần 2 giờ 50, hắn tung lên đồng xu, rồi vững vàng tiếp lấy. Sau đó đứng lên, nói khẽ với Stuart, tôi đi ban công hút điếu thuốc. Nhanh một chút. Stuart có chút căng thẳng dặn dò một câu. Glenn mặc vét vào, chậm rãi ra cửa, đi vào ban công cuối hành lang, ẩn vào trong bóng đêm. Sau đó, hắn lấy ra một người giấy cắt tương đối thô sơ. Bốp, lên vung mạnh cổ tay, làm tờ giấy phát ra tiếng vang, mang nó nhanh chóng bành trướng, hóa thân thành người. Người già này cao thấp, ngũ quan hoàn toàn nhất trí cùng lên, quần áo cũng không có khác, xa xa nhìn lại, tựa như một pho tượng sáp tinh tế điêu khắc mô phỏng người thật. Đây là một loại ứng dụng trong thuật người giấy thế thân. Theo sát sau đó, lên ngưng tụ tinh thần tay phải nắm lại khẽ gõ một cái ở trên người trong vô thanh vô tức người giả nọ đã có cảm giác như người sống ngoài miệng còn có một điếu thuốc lá đầu đang đỏ lên mùi thuốc lá tràn ngập ra lấy người giả làm căn cứ cái huyễn cảnh này có thể duy trì nửa giờ thật sự là ma thuật sư mà lên mang bao tay nhấn một cái lấy đà ẩn nấp nhảy xuống ban công tránh khỏi nhân viên bảo an đang tuần tra nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha bên ngoài nghĩa trang green trong một rừng cây yên lặng lên đứng ở dưới tán cây ngắm nhìn một nơi tương đối trống trải bằng phẳng cách đó không xa bên cạnh hắn là lá cây màu xanh cùng nhánh cây màu nâu nhưng mặt ngoài chúng đều phủ lên một lớp bụi xám trắng nơi tầm mắt lên có thể đến có bảy tám thiếu niên nam nữ mặc trường bào màu đen đang vây quanh một thi thể mà nhảy một vũ đạo kỳ quái hơi chút run rẩy hơi chút điên cuồng vũ đạo nọ tiết tấu mười phần cảm giác tựa như mang theo hương vị thần bí nào đó người nữ hất lên mái tóc dài, người nam đưa tay quỷ xuống đất, một màn này cùng hoàn cảnh xung quanh mơ hồ có liên hệ vi diệu. Đó là vận luật tự nhiên. Bọn họ nhảy chừng 3-4 phút, trong phạm vi chừng 10 thước xung quanh tất cả sự vật, đều nhiễm khí chất phóng đãng mê loạn, bầu không khí dần dần tà dị, cũng hỗn loạn vài phần thần thánh. Quả thật là linh vũ nghi thức ma pháp cho dù người thường cũng có thể tham dự. Lên rời tầm mắt, nhìn về phía người nam áo bào đen, đang ngay ngắn cúi đầu tụng niệm chú văn bên cạnh thi thể vừa rồi người này là chỉ đạo những nam nữ kia nhảy linh vũ như thế nào hẳn là thành viên linh giáo đoàn đại khái có tỷ lệ là người phi phàm lên hơi gật đầu không thể nhận ra tính trước quan sát xem đối phương cử hành nghi thức sống lại như thế nào lúc này vũ đạo tiến nhập cao trào người nam áo bào đen kia ngẩng đầu lên lấy xuống tóc giả lộ ra mấy hình xăm quỷ dị khắc ở trên đầu chọc hắn giơ hai tay lên hô to tử thần tử thần tôn kính hãy trở về sau khi hắn hô xong Vũ đạo đình chỉ, bảy tám thiếu niên nam nữ kia đứng ở xung quanh, vẻ mặt vừa mê ly, vừa chờ mong, vừa phấn khởi, vừa e ngại. Ngay sau đó, người nam áo bào đen cúi lưng, mở ra cái lồng sắt dưới chân, ôm ra từ bên trong một vật gì đó màu đen. Glenn ngưng thần nhìn lại, phát hiện đó là một con mèo đen mắt xanh. Cái này, cái này cũng biết. Hắn rõ ràng ngẩn ra một chút, bỗng nhiên nghĩ tới đủ loại truyền thuyết dân tộc có liên quan đến mèo đen. Ví dụ như, mèo đen tượng trưng tà dị tượng trưng sứ giả địa ngục sau khi nhảy qua thi thể tử thi nọ sẽ tỉnh lại đây là lần đầu tiên glen thấy có người sử dụng phương pháp như vậy ở trong nghi thức người nam áo bào đen tiến lên một bước giữ chặt con mèo đen đang kiệt lực dãy giụa ở trong lòng ném nó về phía thi thể mèo ô con mèo cả thân thể đen thui kia bộ lông dựng lên lớn tiếng kêu to phóng qua tử thi giờ khắc này glen cảm thấy mình nghe hiểu tiếng mèo của đối phương hắn tin tưởng đối phương khẳng định đang nói ba chữ con mẹ mày mèo ô. Tiếng kêu của con mèo đen quanh quẩn ở trong khoảng đất chống bị rừng cây yên lặng tĩnh vây quanh, vô luận là người nam áo bào đen trưởng thành, hay là nhóm thiếu niên nam nữ chỉ chừng 15-16 tuổi, đồng loạt đưa ánh mắt hướng về phía tử thi đang nằm ở giữa kia. Một trận gió lạnh thổi qua, mèo đen rơi xuống mặt đất, nhìn chằm chằm nhân loại vào vừa quẳng nó ra, không ngừng quét ngang cái đuôi. Đột nhiên bộ lông của nó lại một lần dựng đứng lên, sau đó hai chân dùng sức búng lên, chạy nhanh về một phía khác đáng tiếc tất cả những gì nó làm không dẫn tới sự chú ý nào ánh mắt nhân loại ở đây đều chuyên chú nhìn thi thể vẫn không nhúc nhích kia thời gian từng giây từng phút trôi qua tử thi nọ cũng không có phát sinh biến hóa gì đáng giá chờ mong lại thất bại sao một thiếu niên đi qua ngồi xuống lấy tay chọc chọc ra tử thi không có phản ứng hắn nửa xoay người nói với người nam áo bào đen cùng những người bạn của mình ngay ở lúc này hắn cảm giác một trận gió hướng từ dưới lên thổi vào mặt mình xoát một cái, tử thi nọ ngồi lên. Thiếu niên bị dọa giật mình, chợt bất ngờ hoan hô, thành công. Thành công. Hắn còn chưa dứt lời, tử thi nọ đột nhiên bắt lấy vai của hắn, mang hắn kéo vào trong lòng, sau đó mở miệng cắn xuống, cắn nghe phập một tiếng, cắn ra máu tươi ràn ruộng. a cứu mạng. Thiếu niên hoảng sợ kêu thảm thiết, dùng hết sức lực toàn thân vùng ra, nhưng không cách nào dãy thoát. Tử thi ngẩng đầu lên, lộ ra hàm răng trắng ẩn, cùng với thịt nát sắt ở kẽ răng gian và máu thuận miệng chảy xuôi xuống. Người nam áo bào đen đầu tiên là ngẩn người, chợt lấy ra một cái còi bằng đồng thau, ngậm ở miệng, thổi một cái. Tiếp theo, người này dùng tiếng Hermes nói, ta lấy danh nghĩa tử thần mệnh lệnh ngươi. Trong thanh âm quanh quẩn, tử thi đình chỉ cắn xé, ngắn ngủi cứng ngắc tại tại chỗ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thiếu niên cổ cùng bả vai bị cắn máu thịt nát bấy đã sụi lơ ở tại chỗ. Tựa như mất đi linh hồn, bùn đất ở hạ thân là một màng ướt át. Thật sự có thể, người nam áo bào đen bất ngờ nói nhỏ, chỉ vào tử thi, lại dùng tiếng Hermes nói, "Đứng dậy." Tử thi đột nhiên đứng lên, sau đó vung cánh tay, thịch 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 chạy về chỗ sâu trong rừng cây yên tĩnh. Trở về, người nam áo bào đen kinh ngạc hô to, lại phát hiện tử thi không có dấu hiệu tạm dừng. Hắn vội thổi còi, uy nghiêm hô lớn, "Ta lấy danh nghĩa tử thần mệnh lệnh ngươi trở về." Cùng với lời nói của hắn, bóng lưng của tử thi biến mất ở trong cây cối thấp thoáng. Ta bảo ngươi trở về. Người nam áo bào đen sừng sờ ở tại chỗ, người ngốc tự nói. Trong rừng cây, lên một tay nắm còi đồng á gắt cùng hộp diêm, một tay không ngừng điểm hỏa diêm, lại vung tung dập tắt, quẳng ở trên đất. Trong quá trình này, hắn lấy phương thức vòng hình cung, lui về phía sau. Thịch thịch thịch, tử thi sắc mặt xanh trắng, phát tán tanh tưởi vọt lại đây, ánh mắt không có thần sắc nhìn chằm chằm vào cái còi đồng tinh xảo mà xa xưa kia. Lên vừa lui về phía sau, vừa phòng má, nhắm vào tử thi, mô phỏng ra tiếng phành. Tử thi bỗng nhiên lào đảo một cái, vị trí ngực xuất hiện một vết đạn xuyên thủng. Phanh. Lên lại phòng má bật hơi, đánh ra một viên đạn không khí. Phốc. Đầu tử thi bể ra non nửa, bên trong có chất lỏng hư thối không ngừng nhỏ xuống. Nhưng cái này đối với nó mà nói, đều không phải là vết thương chí mệnh, thịt thịch thịch chạy tới chỉ hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục. Thấy tình trạng như vậy, Lên lui ra phía sau một bước, búng ngón tay Bốp! Một ánh lửa sáng ngời từ mặt đất bốc lên, vừa lúc bao trùm tử thi kia, điểm hỏa áo khoác của nó. Thịch thịch thịch! Tử thi xông qua lửa, tiếp tục đi tới, giống như châu điên. Bốp! 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 Bốp. Lên liên tục búng ngón tay, để cho mặt đất bốc lên từng ngọn lửa màu đỏ. Tử thi không có đau đớn cảm giác xông qua lửa này, thân thể dần dần bắt đầu bị thiêu đốt, càng ngày càng kịch liệt, làm cho người ta có một loại cảm thụ quỷ dị như ngọn nến đang hòa tan. Rốt cuộc, tử thi biến thành ngọn đuốc đã vọt tới trước người Klen, đưa tay chụp tới đối phương. Cùng lúc đó, một ngọn lửa bốc lên, đồng thời bao vây cả nó cùng Klen. Tử thi bắt được bả vai Klen, nhưng chỉ bắn ra hỏa tinh tán loạn. Bóng dáng Klen tiêu tán ở trong ánh lửa đỏ đậm, xuất hiện ở vị trí đống lửa xa nhất. Mà tử thi tựa như rốt cuộc đã dùng hết toàn bộ sức lực, không còn dãy ruộng nữa, nhanh chóng tan rã ở trong ngọn lửa nhiễm một chút xanh lục đậm, biến thành cho tàn cùng sáp dầu nó mạnh hơn tất cả những sắc sống cùng oan hồn mà mình đã gặp gỡ trước đó, ừm, không bằng hậu duệ ngày Asgard. Nếu không có mình, bọn họ hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Glenn lắc lắc đầu, xuyên qua rừng cây, đi về phía gò đất kia. Lúc này, người nam áo bào đen kia đã sớm nhận thấy biến hóa trong rừng cây, không chút do dự xoay người chạy trốn, mà bảy tám thiếu niên nam nữ kia đầu tiên là lập tức giải tán, nhưng chạy một hồi, sau khi phát hiện xung quanh chỉ có một mình mình, lại khiếp đảm dừng lại quay về tụ lại cùng một chỗ. Bọn họ vừa trải qua sự kiện tử thi tỉnh lại, cắn xé máu thịt, thật sự không dám một mình chạy ở trong bóng đêm thâm trầm. Điều này sẽ làm cho bọn họ cảm thấy lạnh lẽo sau gáy. Bọn họ nhìn nhau, nhưng lại không ai dám tới đỡ thiếu niên, mà cổ cùng bả vai đang máu thịt nhảy nhụa kia lên, sợ đối phương sẽ biến thành xác sống bất cứ lúc nào. Trong im lặng ngắn ngủi làm cho người ta tim đập giống như vô trống, bọn họ ngạc nhiên thấy trong rừng cây đi tới một thằng hề mặc y phục loè loẹt, lấp loáng ánh sáng đỏ vàng trắng đủ màu đây là Clint trực tiếp chế tạo ảo giác. Hắn nhìn quanh một vòng, không đuổi theo đuổi người nam áo bào đen, khàn khàn hỏi, chủ trì nghi thức vừa rồi là ai? Ai? Đám thiếu niên nam nữ giống như còn chưa có phục hồi tinh thần lại, sau vài giây mới có một cậu con trai run rẩy trả lời, anh ta, anh ta là giáo viên tiếng phâu S sách cổ của chúng tôi Capstiray. Anh ta tự xưng có nghiên cứu rất sâu đối với tử vong, muốn dẫn lĩnh chúng tôi tìm kiếm huyền bí vĩnh sinh. Thì ra là thầy giáo trong trường học huyền bí vĩnh sinh thật sự là chém gió không cần nộp thuế mà. Từ biểu hiện vừa rồi mà xem, người này có thể không phải là thông linh giả, nhiều lắm là người quật mộ, thậm chí khả năng chỉ có danh sách chín, chỉ là người nhặt xác. Đương nhiên, hắn có lẽ không phải con đường tử thần, chỉ bởi vì sùng bái mà gia nhập linh giáo đoàn. Glenn sau khi hỏi rõ ràng chỗ ở của Capsty, nghĩ nghĩ rồi nói, mọi người trở về đi, không cần lại tham dự loại chuyện này, không cần tiết lộ ra ngoài. Nếu không, tất cả các người đều sẽ chết. Tiếp theo, hắn lại cường điệu một lần, tất cả đều sẽ chết. Nhóm thiếu niên nam nữ đã bị chuyện vừa rồi dọa vỡ mật điên cuồng gật đầu, túm tụng lẫn nhau chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, một cô gái có mái tóc ngợt mà chỉ, vào người bạn đang đau đớn rên rỉ trên mặt đất nói, cậu ta, cậu ta không sao chứ. Tạm thời không chết được, nhưng phải đưa đi bác sĩ, đã nói là bị linh cầu thường ăn thịt thối cắn. Glenn không để ý tới bọn họ nữa, quay về rừng cây. Thiếu niên nam nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, có người bật thốt lên hỏi, xin hỏi, xin hỏi, ngài, nên xưng hô như thế nào? Glenn cười cười, cố ý dẫn sai đường đối phương mà trầm thấp hồi đáp, ta chỉ là một người trong cửa địa ngục. Đồng thời khi hắn nói chuyện, có sương mù đột nhiên lan tràn ra, bóng dáng theo đó biến mất. Đương nhiên, đây đều là ảo giác. Người trong cửa địa ngục. Thiếu niên nam nữ thấp giọng lặp lại từ này, nhất thời đều có tâm tư. Nhưng một trận gió lạnh thấu tận xương tủy thổi qua, bọn họ lại run rẩy, nâng người bạn lên, đầu cũng không dám quay lại mà rời khỏi nơi này. Đây là thành viên linh giáo đoàn, thật sự là làm cho người ta thất vọng mà. Nếu hắn không có bỏ qua thân phận hiện tại, ta có nên nửa đêm đi gặp hắn một chút, xem hắn biết được chuyện gì, ừm, cho hắn một bài học, để cho hắn không dám gây họa cho học sinh nữa. Linh Vũ cùng nghi thức sống lại là có thể chơi loạn sao? Glenn theo thói quen lấy tư duy kẻ gác đêm đưa ra đánh giá, rất nhanh hắn về lại bên ngoài căn nhà của logo cây lâu ư man, kiên nhẫn chờ đợi nhân viên bảo an di động, vừa tìm thấy cơ hội hắn lập tức nhảy qua rào chắn, dọc theo bóng đen rất nhanh tiếp cận căn nhà, Lạc Yên leo lên ban công. Lúc này, người giả ngụy trang thành hắn còn đang hút thuốc. Bốp, lên búng nhẹ ngón tay. Bóng người trước mắt hắn lập tức biến thành một tờ giấy mỏng manh, bay vào lòng bàn tay hắn. Tờ giấy này so sánh với trước đó, đã răng kín những vệt đỏ, đã không thể dùng lại. Glenn không dám vứt loạn, gấp lại nhét vào túi áo. Làm xong tất cả cái này, hắn nhàn nhã đi vào hành lang, trở lại phòng ngủ Adan sao đi lâu như vậy? Stuart giọng khẽ run hỏi. Hắn vừa rồi đi ra cửa thăm dò, phát hiện xe lốc Moriarty vẫn đang hút thuốc, nhưng có chức trách, hắn không dám rời khỏi phòng ngủ. Glenn cười cười nói, nghỉ ngơi, một chút, thả lỏng một chút, cậu cũng có thể, tôi không ngại. Tôi, Stuart đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ lại, làm như vậy, trên ban công cũng chỉ có một mình hắn. Xung quanh là bóng đêm thâm trầm, là không có ánh sáng, là gió lạnh lẽo, là hoàn cảnh sẽ làm cho người ta nhớ tới chuyện quỷ quái vì thế, hắn gượng cười nói, không sao, tôi không cần. lên cười không nói gì, lại ngồi xuống, để cho ghế dựa ở trong đêm tối nhẹ nhàng mà chậm rãi lay động, cứ lay động như vậy lát đến bình minh, cũng không có chuyện gì phát sinh. adan tỉnh lại, ngồi ở trên giường suy nghĩ xuất thần. lên không nói gì cả, trao đổi vị trí cùng casaner và nữ trợ thủ của cô ta, chậm rãi đi về phòng khách ngủ bù. khi hắn đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy logo cây lâu ư man vừa mừng vừa sợ cao giọng hô. Ô, đứa nhỏ của tôi, con khỏe rồi. Gió bão ở trên, tôi muốn quyên tặng 300 bảng cho giáo hội. Con, con nói, họ sẽ không tới giết con. Là con hiểu lầm. 300 bảng. Thật xa xỉ mà. Glenn trở người, kéo lại cái chăn mềm ấm áp, than thở một câu. Sau đó, hắn tiếp tục ngủ say. Vào giữa trưa, Glenn xuống lầu dùng cơm. Cassano ngồi ở đối diện hắn, hơi nhíu mày hỏi, tối hôm qua có phát sinh chuyện gì không? Không có. Glenn trả lời ngắn gọn chợt cười nói, Adan tỉnh lại đi nhà vệ sinh có tính không? Bên cạnh Stuart chậm lại động tác, gật đầu phụ họa. Kassan nơi ánh mắt đảo qua bọn họ gương mặt thu trở về, trầm giọng hồi đáp, không tính. Glenn khóe miệng nhếch lên, thuần thục cắt miếng thịt bò. Không bao lâu sau khi đám người Glenn dùng bữa trưa xong, vị thám tử xin nghỉ phép kia đã quay trở về phố công viên Green. Cái này ý nghĩa, ủy thác mà hắn nhận đến đây chấm dứt. Bởi vì tình huống Adan xuất hiện chuyển tốt rõ ràng, Logo cây lâu ưu man ở khi kết toán thù lao cho hắn tương đương khẳng khái, cho thêm 50% ở trên 10 bảng cơ sở này. Không hồ là thương nhân châu báu, ra tay thật sự là hào phóng, bất quá, so với những người khác ở khu Tây, khu Queen mà nói, hắn cũng không tính là có tiền như vậy. Phố công viên Green gần ngoại thành, thậm chí cách nghĩa trang không xa, mình chạy toàn lực 10 phút là có thể đến. À, tiểu thư vệ sĩ, không, tiểu thư Saron, đại khái có khả năng là cường giả danh sách năm tiêu chuẩn thu phí là 3 ngày 1.000 bảng, mà mình làm người phi phạm danh sách 7, một ngày chỉ 15 bảng, chênh lệch có chút lớn. Đương nhiên, nếu mỗi ngày đều có thể có nhiệm vụ như vậy, thu vào hàng năm của mình sẽ vượt qua 5.400 bảng, thuộc về đỉnh tầng giai cấp trung sản, quản lý số 1 của ngân hàng Bách Lơn mỗi năm cũng chỉ 5.000 bảng. Ha <laughs> ha, đây chỉ là ảo tưởng đơn thuần, đối với đại bộ phận thám tử mà nói, thật là một tuần không có đơn, có đơn ăn một tuần. Mà tài liệu phi phẩm danh sách 6, mà mình cần để tấn thăng cộng lại tuyệt đối không chỉ 3.000 bảng, ngẫm lại cũng khiến cho người ta đau đầu, đối với người thường mà nói, đây là một số tài phú lớn, có thể duy trì cuộc sống không tệ cả đời. Tin tức tốt là, cho dù nắm giữ cách sắm vai, tiêu hóa ma dược danh sách 7 cũng phải 6 tháng đến 3 năm, cho dù mình có thể tổng kết ra quy tắc ma thuật sư rất nhanh, nhiều lắm cũng chỉ rút ngắn đi được chừng 1-2 tháng, mình có đủ thời gian để kiếm tiền, sưu tập manh mối tài liệu. Đợi một chút, tiểu thư chính nghĩa hình như còn thiếu mình, ạc quyến già của mình 5.000 bảng. Bất quá cô ta gần đây tình huống tài chính không quá tốt, trong mấy tháng rất khó lấy ra số tiền lớn như vậy. Glenn cầm lấy ba tờ 5 bảng, suy nghĩ cực kỳ phát tán rời khỏi khu Tây. Sau khi quay về phố Minsk, hắn nhanh thiêu hủy người giấy đã dùng, lại bổ sung thêm hai tấm. Đợi đến chạng vạng, hắn cưỡi tàu điện ngầm hơi nước đi vào khu vực cầu Bách Lơn, dựa theo con số được cung cấp trên báo, gõ cửa lớn căn nhà tụ hội. Cũng giống như mấy lần trước đó, hắn mang mặt nạ sắt chỉ có thể che khuất nửa khuôn mặt, khoác lên trường bào màu đen có mũ trùm, ở dưới người phục vụ dẫn dắt, tiến vào căn phòng chỉ có một ngọn nến đang lẳng lặng thiêu đốt. Liếc mắt nhìn một cái, lên phát hiện người phi phàm ở lần tụ hội này, ít hơn gần một nửa so với dĩ vãng. Mình là đến đúng thời gian, những người khác là đến muộn sao. Glenn lần này không thay đổi tư thế đi lại cùng động tác thói quen của bản thân, chọn vị trí góc, chậm rãi ngồi xuống. Qua vài phút, ông lão mắt trí tuệ hắng hắng yết hầu nói, bắt đầu tụ hội đi. Những người khác hẳn sẽ không đến đây. Nói tới đây, hắn hơi giải thích một chút, bởi vì án giết người liên hoàn kia vẫn chưa thể tìm được hung thủ, đại bộ phận người phi phàm kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, quả tim máy cùng em Y9 đều bị phái ra, đang làm kiểm tra cùng lục soát quy mô lớn. Dưới loại thế cục này, bọn họ không muốn ra ngoài, không muốn tham dự tụ hội, là chuyện rất bình thường có thể lý giải. Thẳng thắn mà nói, người hôm nay đến còn nhiều hơn so với tôi tưởng tượng. Quả nhiên cộng đồng người phi phàm không phải cô lập cũng sẽ chịu ảnh hưởng của thời sự. Glenn nhìn quanh một vòng, thấy dược sư mập cũng không, có vắng, trong lòng nhất thời thả lỏng không ít. Dược sư đẩy lên mặt nạ sắt trên mặt, không ôm hy vọng gì hô một câu, cầu mua tủy chất kết tinh suối tinh linh, giá có thể thương lượng. Tôi có. Glenn không chút do dự mở miệng. Hắn lo lắng người khác cũng tìm được loại tài liệu phi phàm này, do đó làm cho hàng hóa của mình ứ động lại. Tuy tài liệu phi phàm khan hiếm, trong một tụ hội rất ít xuất hiện tình huống lặp lại, nhưng loại chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cầu mua tủy chất kết tinh suối tinh linh. Dược sư tựa như không nghe thấy có người đang đáp lại. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Klen, ánh mắt nóng cháy bật thốt lên hỏi, cậu có? Đúng vậy. Klen có chút không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Hắn vừa trả lời khẳng định, vừa cuốn lên trường bào màu đen, lấy ra một cái hộp thuốc lá bằng sắt. Bốp. Klen mở hộp thuốc lá, để cho tủy chất kết tinh suối tinh linh giống, như quả trứng màu nhạt ở bên trong lộ ra. Anh nếu lo lắng, có thể để cho mắt trí tuệ giám định. Glenn trầm giọng bồi thêm một câu. Cái này thật ra không quá cần thiết, bởi vì có phải tài liệu phi phạm hay không vừa xem là biết ngay, mà sau khi lấy vào tay, có bị ô nhiễm hay không cũng có thể phát hiện rất nhanh. Bất quá, nếu tri thức thần bí học không đủ phong phú, người phi phạm cũng rất dễ dàng lẫn lộn với tài liệu tương tự, loại thời điểm này, sẽ cần giám định. Dược sư tựa như đang nhìn một cô gái xinh đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu, si mê nhìn tài liệu phi phàm trong tay Klein, vài giây sau mới lắc đầu nói, không, không cần. Chính là nó. Chính là nó. Klein hơi nhách khóe miệng, đưa ra giá, 300 bảng, cùng với manh mối phối phương dược sư. Manh mối phối phương dược sư. Là cậu. Dược sư ngẩn ra một chút, rốt cuộc rõ ràng người đối diện là ai. Là cái tên làm cho hắn mang theo thuốc an thần chạy không một chuyến. Bất chợt, hắn đau lòng đến cực điểm, hối hận đến cực điểm cảm thán, cậu quả nhiên là một người may mắn tôi lúc trước vì sao không chọn đường may mắn kia. Dù sao tôi là vua vàng đen chấp trưởng vận may. Glenn tự mình lầm bẩm một câu. Dược sư thở dài thở ngắn một hồi, thay đổi tư thế ngồi nói, cái này quá mắc, 200 bảng thêm manh mối phối phương. Manh mối phối phương chỉ là thêm vào, bởi vì tôi không thể xác nhận nó thật giả, cho nên, 300 bảng, một penny cũng không thể thiếu, tôi nghĩ nơi khác hẳn cũng có người cần. Glenn cười cười nói, giá này thật ra đã là ổn lắm rồi, Đổi lại người khác, có lẽ sẽ ra giá 400, thậm chí 500 bảng, mà anh nói không chừng cũng sẽ chấp nhận. Tôi sẽ không ngu xuẩn như vậy, tôi còn có thể chờ đợi. Dược sư than thở rồi nói, manh mối có thể để cho ông lão, ạc, à, ngài mắt trí tuệ giám định. Phải là sự vật tồn tại khách quan, chi tiết từng tận, tôi mới có thể giám định, manh mối đơn thuần không ở hàng ngũ này. Ông lão mắt trí tuệ lập tức nhắc nhở một câu. Mà bói toán có thể phán định đại khái manh mối hữu hiệu hay không? ở dưới tình huống không liên quan đến lực lượng cao hơn so với bản thân hai ba tầng. Glenn không tiếng động tự nói một câu. Nhưng hắn sẽ không ở tụ hội người phi phàm bài lộ chuyện mình am hiểu bói toán. Được rồi. 300 bảng thêm manh mối, cậu buôn bán lời rồi. Dược sư hít vào một hơi, sờ sờ lấy ra một sấp tiền mặt thật dày. Đếm ra số tiền đối ứng, sau đó bảo người phục vụ mang tới giấy bút, vùi đầu viết. Xoát xoát xoát, hắn ghi ra manh mối, mang tờ giấy gấp lại, cùng với tiền mặt và vài vật phẩm khác đều đưa cho người phục vụ. Chờ người phục vụ đi lại đây, Glenn nước mắt nhìn một cái, bỗng nhiên có chút ngẩn ra. Bởi vì trừ bỏ tiền mặt cùng manh mối, còn thêm vào bốn ống thủy tinh, bên trong nhìn như chất lỏng tinh thuần. Đây là cái gì? Glenn nghi hoặc hỏi. Cậu quên sao? Thuốc an thần mà cậu muốn, thuốc an thần do tôi đặc chế, mỗi ống 10 sau le, bốn ống hai bảng, cho nên tiền mặt là 298 bảng. Dược sư hồi đáp nếu cậu lo lắng đối với thuốc an thần của tôi, có thể xin giám định. Mình thực đã quên mình là vì giữ lời với tiểu thư Saron, mà hiện tại cô ta lại không ở trong này. Ừm, cũng tốt, thuốc an thần nói không chừng có thể ứng đối tình huống ngoài ý muốn nào đó. Glenn không hề mở miệng, lấy ra tủy chất kết tinh suối tinh linh, tiếp nhận đồ đạc, đếm tiền ở trước mặt mọi người, đồng thời ở dưới ánh nến mỏng manh phân rõ thật giả. Tổng cộng 298 bảng đúng rồi. Thấy túi tiền đã không thể nhét thêm quá nhiều, Glenn đành phải cuộn lại sấp tiền, nhét chúng vào túi áo. Sau khi thu hồi thuốc an thần, hắn mở ra tờ giấy, xem manh mối, khu South Brick, phố Rose, giáo đường Harvard, tìm giám mục Uchave Sky. Chỉ cần cận có thể giúp ông ta hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ có khả năng được phối phương dược sư. Giáo đường Harvard, đây là giáo đường giáo hội đại địa mẫu thần không nhiều lắm ở Vương quốc, mà giáo hội này nắm giữ hai con đường phi phạm người trồng trọt cùng dược sư. Manh mối thực ăn khớp. Glenn có chút suy nghĩ gấp lại tờ giấy. Tụ hội tiếp tục, người phi phàm nữ sau. Lưng có thợ thủ công kia không biết là không có tham gia, hay là chưa lấy được siêu phẩm vũ khí mới, thủy Trung không có lên tiếng, làm cho lên chờ mong hụt hắn hiện tại có 509 bảng tiền mặt, có thể suy nghĩ tìm chút trang bị. Sau rất nhiều giao dịch không thể thành công, có người nam ngồi ở trên một chiếc ghế nhỏ trầm thấp mở miệng, tôi có một người bạn ở trong lần kiểm tra này bất hạnh bị phát hiện, bị kẻ trừng phạt nhốt ở trong lòng đất của một tòa giáo đường gió bão, tôi muốn mời vài vị giúp đỡ cùng nghĩ cách cứu hắn ra ông lão mắt trí tuệ lúc này đáp lại dã cẩu bỏ qua tính toán này đi một tòa giáo đường gió bão kẻ trừng phạt cùng vật phong ấn đủ để hủy diệt toàn bộ người ở chỗ này bạn của cậu kết cục đã định cậu đừng để cho bản thân lâm vào tuyệt cảnh như vậy dã cẩu nhìn quanh một vòng phát hiện không có ai đáp lại mình nhịn không được trùng trùng đập xuống đùi gầm nhẹ nói nhưng mà hắn đến cùng làm sai cái gì hắn là bác sĩ nội khoa ưu tú hắn cứu rất nhiều bệnh nhân hắn chưa từng thương tổn ai chỉ bởi vì uống ma dược trở thành người phi phàm, đã bị giam giữ ở nơi vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, thậm chí làm vật thí nghiệm của kẻ trừng phạt. Vì sao? Vì sao? Tiếng đau đớn tuyệt vọng chất vấn của dã cầu quanh quẩn ở trong phòng, ngay cả dược sư luôn không quản được miệng cũng bảo chỉ im lặng. Ai? Glenn từng là người phi phàm chính phủ chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Ở dưới tình huống không công bố cách sắm vai, người phi phàm hoang dại đều thuộc về dạng bom hẹn giờ. Nhưng nếu thông dụng cách sắm vai, vậy thế cục có khả năng càng thêm hỗn loạn, càng thêm đẫm máu. Dù sao đặc tính phi phàm bất diệt cùng bảo toàn. Trong không khí áp lực này, tụ hội tiến nhập kết thúc, lên không có thu hoạch gì khác mở miệng, ai có đạn súng ngắn phụ ra hiệu quả siêu phàm khác nhau. Ví dụ như, hiệu quả tịnh hóa, hiệu quả săn ma, vân vân và vân vân. Hắn không yêu cầu đường kính viên đạn cụ thể, bởi vì hắn hiện tại chưa có súng, hoàn toàn có thể chờ sau khi mua được đạn thì mới phối chế trong một mảng im lặng, một người phi phàm nữ cũng ngồi ở góc trầm thấp đáp lại. tôi có thể hỏi giúp cậu, tụ hội lần sau cho cậu đáp án. Tựa như là người nữ sau lưng có thợ thủ công. Glenn thở hắt ra nói, tốt. đợi cho tụ hội chấm dứt, hắn cũng không có trực tiếp quay về phố Minsk, mà là đi khu đông, thay đổi áo liền quần, trước tới giao giới khu bắc cùng khu Houston. đó là nơi mà Castile, người nghi ngờ là thành viên linh giáo đoàn thuê ở. chuyện được đọc bởi kênh Halliday Audio. khu bắc, phố Anka. T-Ray đang ngồi ở ghế bành trong nhà suy nghĩ xuất thần, chết phía trước là lò sưởi trong tường than củi đang thiêu đốt. Làm giáo viên trương công có thâm niên, tiền lương mỗi tuần của hắn chừng 4 bảng trở lên, đầy đủ để hắn sống độc thân khá là không tệ, nhưng đồ ở nhà của hắn vừa cũ lại không hề thiếu mụn vá, chén trà trên bàn cũng là loại cực kỳ đơn giản. Ở dưới tình huống chưa lấy đi tóc giả, Castile hấp dẫn người ta chú ý nhất là xương gò má cao ngất cùng xương ngực có vẻ, khá hẹp đây là một loại trạng thái xương ngực dị dạng nhô ra về phía trước. Trên đầu gối hắn đặt một quyển thơ ca bằng tiếng phô s sách cổ, nhưng đã lâu cũng không lật qua tờ nào. Capsty ánh mắt không có tiêu cự thất thần, bỗng nhiên nghe thấy bên tai có người cười khẽ một tiếng. Tôi thực nghi hoặc, anh thế mà không có chạy trốn, còn ở nhà, anh chẳng lẽ không sợ cảnh sát tới cửa sao? Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, tựa như một cậu con trai đang ở thời kỳ dậy thì vậy. Capsty cả người giật một cái, suýt nữa từ ghế bành nhảy dựng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cách sofa vài bước, không biết khi nào đã ngồi một bóng người. Bóng người nọ mặc áo trong flex mùa hè cùng quần dài mỏng, khuôn mặt mông mông lung lông, làm cho người ta không thấy rõ. Anh, anh là ai? Anh tới làm cái gì? Capsty nắm chặt tay vị, liên thanh hỏi. Lên sử dụng năng lực ảo giác dựa ra sau, hai tay giao nhau, nhàn nhã mở miệng nói: Tối hôm qua, à, hẳn là rạng sáng hôm nay, tôi vừa cứu các người. Cứu chúng tôi. Capsty thấy đối phương tựa như không có ác ý quá lớn, hơi chút thả lỏng một chút, anh, anh là người trong rừng cây. Anh đã giải quyết tử thi mà chúng tôi đã gọi tỉnh. Khi nói chuyện, hắn có chút có quắp giật giật, biểu hiện ra sợ hãi rõ ràng. Hắn có thể ở dưới tình huống mình tỉnh táo lại không hề có phát hiện mà lèn vào, mình khẳng định không phản kháng được. Capsty trong lòng nhanh hiện lên ý tưởng cùng loại. Các người cũng đủ may mắn, tôi vừa vặn đi ngang qua, nếu không nơi đó sẽ là thi thể đầy đất, thi thể bị cắn xé thành từng mảnh. Glenn cười cười nói, trở lại vấn đề vừa rồi của chúng ta, tôi rất ngạc nhiên, anh thế mà còn dám lưu ở nhà, anh có rõ ràng mình đã phạm tội gì không? Hắn từ biểu hiện trước sau, của Capsti khi cử hành nghi thức sống lại xác nhận đối phương chính là một tay mơ, không có khả năng có được kỹ xảo che giấu màu sắc cảm xúc chân thật của bản thân, cho nên tính chỉ dùng phương pháp linh thị để rõ ràng ngọn nguồn, nhiều lắm cuối cùng dùng bói toán xác minh một chút. Tôi, tôi biết, một mình mua thi thể, lén đào phần mộ người khác. Đây đều là tội có thể làm cho tôi vào ngục giam 10 năm trở lên, hơn nữa, hơn nữa, tôi khẳng định còn có thể bị giáo hội trừng phạt." Casty bề ngoài tuổi không đến 30 hít vào một hơi, cay đắng cười nói, "Bất quá, chỉ cần không làm ra vấn đề quá lớn, đứa nhỏ này cùng tộc trưởng của họ sẽ không đi tố giác tôi, bởi vì bọn họ cũng làm chuyện như vậy, cho dù lập công giảm hình, tự thú giảm hình, cuối cùng cũng sẽ vào nhà giam một đoạn thời gian." "A," à, Casty tự giễu cười, "đã có đứa nhỏ mang thân phận của tôi nói cho tộc trưởng bọn họ tìm xã hội đen đến cảnh cáo tôi bảo tôi trong vòng một tuần phải từ chức rời khỏi trường học tôi đã đáp ứng rồi lên nhẹ nhàng gật đầu đổi hoàn cảnh là chuyện tốt đương nhiên không cần lại làm chuyện giống như vậy mê hoặc đứa nhỏ vô tri là tội ác rất lớn sẽ không không bao giờ nữa tôi thật ra không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy ta chỉ xem bọn họ là có đam mê giống như tôi mới nghĩ đến dạy bọn họ dẫn dắt bọn họ tìm kiếm huyền bí vĩnh sinh về phần chuyện đảo mộ này thật lâu trước kia rất nhiều bác sĩ cũng đã làm qua Casti có chút nghĩ mà sợ thở dài nói, màu sắc cảm xúc của hắn phù hợp trạng thái của hắn hiện tại. Nghe lên, hắn không giống như là thành viên linh giáo đoàn. Glenn nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, anh là học được linh vũ từ nơi nào? Linh vũ? A, à, tôi gọi nó là Vũ đạo tử vong. Casti đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt hiểu, đây là một ông lão dạy cho tôi. Một ông lão? Glenn truy hỏi. Casti nhớ lại mà ngẩn người một chút, ông ta là một người vô gia cư, bởi vì bị bệnh nghiêm trọng ngất ngã ở cửa nhà tôi. Tôi lúc ấy không biết ông ta sinh bệnh, nghĩ chỉ là té xỉu đơn thuần, liền đỡ ông ấy vào nhà, cho ông ấy khăn nóng, sức chút dầu cho ông ấy. Sau khi ông ta tỉnh lại, bảo tôi không cần đưa ông ta đi bệnh viện hoặc là phòng khám, cũng nhắc tới tử vong không phải là điểm cuối. Tôi đã trải cha mẹ cùng vài người thân tử vong, đối với chuyện như vậy cảm thấy rất hứng thú, cho nên, đã nói chuyện với ông ấy, phát hiện ông ấy, ở phương diện này có được tri thức uyên bác cùng triết học làm cho người ta tán thưởng. Ông ấy đối với tò mò của tôi tựa như cũng rất hài lòng, cuối cùng thậm chí biểu diễn đánh chết một con muỗi, lại như kỳ tích gọi nó tỉnh lại. Cái mở đầu này mình đời trước xem qua ít nhất 10 bản tiểu thuyết cùng loại, đều là có lòng tốt đưa một người già sắp chết về nhà, sau đó được kỳ ngộ. Lên khóe miệng có rút một cái rồi nói, cho nên, anh lưu ông ấy lại trong nhà. Capsty trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải thời gian không đủ, tôi thậm chí muốn trở thành học sinh của ông ấy. Trong mấy ngày qua, ông ấy dạy tôi vũ đạo tử vong, dạy tôi rất nhiều tri thức. Đáng tiếc, chỉ một thời gian ngắn, ta vừa mới tiến nhập trạng thái, ông ấy đã tử vong, chỉ để lại một cái còi đồng. Lời còn chưa dứt, Capsty đã lấy ra một cái còi đồng cũ kỹ làm rất tinh xảo, chính là cái này. Mình cũng có một cái. Đại khái là tổ tiên cho. Glenn lẩm bẩm một câu, có chút suy nghĩ hỏi, đây là chuyện bao lâu trước đây? Ông ấy trông thế nào? Anh chôn ông ấy ở nơi nào? Nửa năm trước, đặc thù rõ ràng nhất của ông ấy là tóc hoa dâm có bớt đỏ một bên mặt. Ông ấy bảo tôi chôn ông ấy ở trong hoa viên phía sau. Capsty ngẫm nghĩ rồi nói. Không phải ngài Asgard, nhưng đại khái có thể là thành viên linh giáo đoàn. Danh sách có lẽ không thấp. Lên chuyển hỏi, trừ bỏ linh vũ, anh còn học nghi thức sống lại kia. Cái nghi thức kia, tôi vừa học một nửa, chỉ có thể căn cứ tri thức giải rác cùng truyền thuyết dân tộc cha, được hoàn thiện từng bước, lần lượt cải tiến. Capsty cực kỳ thành thật hồi đáp căn cứ truyền thuyết dân tộc để hoàn thiện. Ừm, vậy mới mang theo mèo đen, nguyện nữ thần phù hộ cho người này. Glenn nhịn xuống xúc động ở vẽ một vầng trăng đỏ trước ngực. Trừ cái đó ra thì ra. Hắn truy hỏi một câu. Ừm, còn có cái còi đồng này, tôi cảm thấy nó là mấu chốt câu thông cảm quan ở ngoài thế giới. Capsty nâng tay thổi một cái, cảm khái nói, mỗi lần tôi thổi nó, đều có thể cảm giác xung quanh trở nên lạnh lẽo, cảm giác có người đang nhìn chăm chú tôi, cảm giác có ai đang lôi kéo tôi đồng thời khi hắn nói chuyện, trong mắt Glenn đã mở ra linh thị, mặt đất có hoa văn như nước gợn lan ra, khí tức lạnh lẽo theo đó tràn ngập, lò lửa cùng ngọn đèn cũng ảm đạm đi một ít. Ngay sau đó, nơi đó ló ra một cái đầu của một con cá chết ba mắt, xung quanh đầu có những sợi xúc tu màu đen giống như của bạch tuộc quấn loạn xung quanh. Một cái xúc tu đưa ra, khi thì đụng vào chân Capsty, khi thì kéo quần áo hắn, có vẻ có chút vội vàng dao động, nhưng mà Capsty lại hoàn toàn không có đáp lại, tựa như căn bản không có phát hiện đây là tín sứ mà coi đồng là triệu hồi tín sứ đối ứng anh triệu hồi nó ra lại không đưa thư cho nó là có ý gì Glenn nhìn có chút ngây người lúc này Capsti thực hưng phấn mà nhìn về phía hắn cảm giác được không xung quanh trở nên lạnh lẽo đèn khí ga cũng trở nên tối đi thật sự có người đang nhìn chăm chú tôi đang lôi kéo tôi tín sứ diện mạo dễ sợ cố gắng đụng vào Capsti, hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn không có nhận được thư, bất đắc dĩ chui trở về lòng đất. Glenn khóe miệng thoáng run rẩy nhìn, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, ta thu hồi lời nói vừa rồi, hắn không phải là tay mơ, hắn là một con gà mờ chính hiệu. Hắn căn bản không phải người phi phàm. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn là loại mới nhập môn thần bí học, hiện tại xem ra, hắn ngay cả cửa ở đâu còn chưa có tìm được. Danh sách chính người nhặt xác con đường tử thần, đều có thể trực tiếp thấy quỷ hồn cùng linh thể. Kết hợp với biểu hiện của Capsti sử dụng còi đồng này, mệnh lệnh sắc sống sau nghi thức, Glenn hoàn toàn tin tưởng hắn không có nói dối, không khỏi thở dài không tiếng động. Chợt hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu viết thư đưa cho tín sứ vừa rồi, nó sẽ đưa đến đâu? Thành viên linh giáo đoàn chân chính, thành viên có thâm niên. Kiềm chế ý tưởng này, Glenn gật đầu nói, quả thật trở nên lạnh. Đáp xong, hắn nhanh chóng chuyển đề tài, từ khi người giả kia tử vong đến giờ, anh có cảm giác thấy gì dị thường không? Ừm, trước đó không có, nhưng hai tuần gần đây, tôi ngẫu nhiên sẽ cảm thấy người xung quanh giống như thi thể, là cái loại có thể gọi tỉnh. Capsty vừa sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi, đây là ảo giác à? Ăn khớp với cách nói của Adan, hắn không có nói dối. Lên nhìn màu sắc khí chàng của Capsty, thật tình nhắc nhở, tôi đề nghị anh ở trong hai tháng sau này, mỗi tuần đi giáo đường ít nhất ba lần, tham dự thánh lễ, nghe cầu nguyện. Nếu không làm như vậy, anh có thể dự tính một cái mộ huyệt cho bản thân đi. Được rồi. Capsty hơi cảm thấy thất vọng đáp lại hắn còn tưởng rằng đó là biểu hiện bản thân có tiến bộ. Lên suy xét một chút, dùng giọng ra lệnh nói, đưa tôi đi xem thi thể ông lão kia. a à. được rồi. Casti vốn định cự tuyệt, nhưng nháy mắt đã nhận rõ sự thật. Hắn lấy công cụ, dẫn Glenn từ cửa sau nhà bếp đi ra ngoài, tiến vào hoa viên cỏ cây khô héo, đứng ở trước một gốc cây nghiêng lệch. Glenn đứng ở bên cạnh, nhìn Casti thuần thục xúc lên bùn đất, từng chút một lộ ra phiến đá phía dưới. Xử lý xong phần trên, Capsty mượn dùng công cụ, dùng sức mở ra phiến đá. Phốc. Ở trên bùn đất phía dưới phiến đá, có một bộ huyệt không tính sâu hiện ra, dưới ánh trăng đỏ rực mơ hồ xuyên thấu qua tầng mây. Capsty theo bản năng nhìn vào, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thụt lui lại mấy bước, ngã ngồi ở trên đất. Bên trong huyệt, không có thi thể hư thối, cũng không có xương trắng, phía dưới chỉ là một mảng lông chim màu trắng hỗn loạn, lông chim màu trắng nhiễm màu vàng nhạt. Lông chim màu trắng, Glenn nhìn mộ huyệt không có thi cốt, bỗng nhiên nghĩ tới một từ, thiên sứ. Ở trong điển tịch bảy giáo hội lớn, tràn ngập truyền thuyết thiên sứ cùng thánh giả, mà cái trước là một trong những đặc thù, chính là sau lưng mọc ra một đôi, hai đôi, ba đôi, thậm chí sáu đôi cánh chim màu trắng thuần khiết. Bất quá, trong giây lát, Glenn lại nhớ lại một đoạn chuyện cũ, ngài Asgard từng miêu tả cảnh trong mơ của mình với hắn, miêu tả cảnh trong mơ giống như là ở một kiếp nào đó. Một cảnh tượng trong đó là ở trong lăng tẩm tăm tối, bên cạnh có rất nhiều quan tài rộng lớn xa xưa, trong quan tài tắc nằm từng thi thể sau lưng mọc lông chim màu trắng. Đây là biểu hiện đặc thù con đường tử thần, hay là hiện tượng quỷ dị linh giáo đoàn làm ra. Glenn không có mở miệng, thu liễm các loại cảm xúc, bình tĩnh nhìn lông chim màu trắng lây nhiễm màu vàng nhạt dưới đáy mộ huyệt. Hắn bước đầu phán đoán ông lão kia sẽ không là thiên sứ, bởi vì người phi phàm danh sách hai thậm chí danh sách một khủng bố, sau khi chết khẳng định sẽ sinh ra ảnh hưởng mãnh liệt đối với xung quanh, ví dụ như, cho cốt thánh giả thành phố tinh chan y sẽ kéo dài ra dây nhỏ lạnh lẽo màu đen gần như vô hình lấy cái này phong ấn người cùng vật xung quanh đương nhiên cũng có khả năng người này không có chân chính tử vong tựa như ngài asgard vậy lên cúi lưng dùng tay phải mang bao tay màu đen nhặt lên ba cây lông chim màu trắng hắn tính sau khi về nhà đi phía trên sương mù xám bói toán lúc này capsty bình phục lại bỏ đến bên cạnh lên ẩn hàm sợ hãi nhìn về phía mộ huyệt nói thi thể đâu lên nghiêng đầu nhìn hắn một cái trầm thấp mở miệng nói có lẽ chính ông ta đã đi rồi tự mình đi rồi capsti hoảng sợ lập lại một lần hoàn toàn nhận thức được người chết thức tỉnh là một chuyện đáng sợ cỡ nào hai chân hắn phát run như lẩm bẩm nói nhưng mà nhưng mà tôi không có sử dụng nghi thức sống lại đối với ông ta đối với ông ta lên xoay người lại nhìn chăm chú hắn vài giây rồi nói tử vong không phải điểm cuối cùng tử vong không phải điểm cuối cùng tử vong không phải điểm cuối cùng capsti bị lý niệm mà mình thờ phụng dọa sợ không nhẹ bật thốt lên hỏi ông ấy ông ấy sẽ trở về sao ừm cái còi đồng nọ triệu hồi ra tín sứ xác suất rất cao là của ông lão kia nói cách khác gửi thư cho tín sứ chẳng khác nào là gửi thư cho ông lão kia gửi thư cho một người đã chết gần nửa năm a à, không biết ông ta hiện tại đi nơi nào đang ở trạng thái gì đối với vấn đề của capsti glenn nhẹ nhàng bâng quơ đề điểm một câu không cần thổi cái còi đồng đó nữa ngài là nói còi đồng sẽ hấp dẫn ông ta trở về capsti kinh sợ hỏi lại không đợi clan trả lời hắn lại tự thỉnh cầu ngài ngài có thể giúp tôi mang cái còi đồng này ném vào sông to quách không nếu không được vậy tôi tự đi trước đó anh không phải cảm thấy rất hứng thú đối với tử vong đối với triết học tương ứng sao clan lẩm bẩm một câu đưa tay tiếp nhận cái còi đồng của capsti hắn tính ở dưới tình huống điều kiện thích hợp thử phong thư cho người chết nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì Đương nhiên, tất cả cái này điều kiện tiên quyết là, hắn xác định nguy hiểm không quá lớn. Sau khi dặn dò Capsty lấp lại mộ huyệt, Glenn cùng hắn trao đổi về linh vũ cùng tri thức thần bí học tương ứng, phong phú hiểu biết bản thân, hơn nữa hỏi rõ ràng Capsty khi hạ táng ông lão kia, có dựa theo di trúc đối phương, để cho thi thể mặt úp xuống phía dưới. Dưới tình huống đặc thù, dùng linh vũ thay thế bộ phận nghi thức ma pháp bố trí dườm giả sẽ, càng thêm hữu hiệu, càng thêm giản tiện mắt thấy mục đích đã đạt thành, lên lại cảnh cáo Capsty một câu, để cho hắn không chơi loạn cái gọi là nghi thức sống lại nữa. Tiếp theo, hắn từ hoa viên rời khỏi con đường này, vòng ra chỗ sang ngồi xe ngựa tới khu đông. Sau khi thay quần áo, hắn quay về phố Minsk, tiến vào phòng ngủ, trải qua một loạt thao tác, mang ba cây lông chim màu trắng cùng còi đồng Capsty đưa lên phía trên sương mù xám. Ngồi vào chiếc ghế dựa thuộc về kẻ khở, Glenn hiện ra giấy bút, viết xuống câu bói toán đã sớm nghĩ ra, lai lịch của nó, ngay sau đó hắn cầm ba cây lông chim màu trắng nọ dựa vào ghế dựa sau lưng trong đọc thầm lên tiến vào cảnh trong mơ bốn phía sương mù mông lưng sám trắng nồng đậm trong thiên địa như vậy có một mảng bóng tối nồng đậm không ánh sáng bỗng nhiên bóng tối nhiễm lên sắc thái đỏ rực một bàn tay xương tái nhợt nhô lên bùn đất nâu vàng một bóng người chậm rãi đi lên hắn cũng không có sốc lên phiến đá hất lên bùn đất mà cứ như vậy xuyên thấu ra ngoài dưới ánh trăng đỏ rực y phục sau lưng bóng người này rách tung tóe mọc ra từng cây lông chim màu trắng. Bóng người này tóc hoa dâm hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt có vết bớt đỏ rõ ràng, cùng với ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc, không có tình cảm gì. Nó bước chân ra, gian nan xuyên thấu rào chắn, bước về chỗ sâu trong bóng đêm, càng chạy càng xa, cho đến khi biến mất. Cảnh trong mơ vỡ nát theo, lên tỉnh lại. Sau lưng thi thể thật sự mọc ra lông chim màu trắng. Trạng thái của nó rất giống tiểu thư Saron, nhưng mà, lại có khác nhau rõ ràng, làm cho người ta có cảm giác rất trầm trọng rất thực không giả nó tựa như có thể chuyển biến nửa tự nhiên không hoàn chỉnh giữa cơ thể người cùng linh thể sứ giả câu thông thế giới hiện thực cùng linh giới minh giới glenn đưa tay khẽ gõ cạnh bàn trầm tư một hồi ngay sau đó hắn lại bói toán hiện tại sử dụng còi đồng của capsti gửi thư có tồn tại nguy hiểm hay không chiếm được đáp án khẳng định hơn nữa con lắc chuyển động biên độ rất lớn tốc độ rất nhanh đáng tiếc không có cách nào ở trên sương mù xám trực tiếp sử dụng còi đồng tín sư căn bản không vào được, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Glenn tự nói một câu, rồi rơi vào trong sương mù xám, quay trở về thế giới hiện thực. Vào sáng sớm, trong rừng cây tương đối tươi mát ở khu Queen. Dược sư khuôn mặt tròn trịa, chừng 30 tuổi xuất hiện ở góc sáng tĩnh lặng, mang thảo dược bí mật trồng thu vào trong túi da mang theo bên người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, hắn thẳng lưng, hoạt động thân thể, thực thỏa mãn lầm bẩm không tiếng động, quả nhiên, tố chất thân thể được đề cao không hề giống như trước chỉ có kháng tính đối với độc tố là có vẻ mạnh bất quá vì sao danh sách tám của mình là thuần thú sư cái đó có quan hệ gì với dược sư ừm dược sư là thuần hóa cũng sử dụng thực vật cùng bộ phận mất đi sinh mệnh của động vật thuần thú sư là thuần hóa cùng sử dụng động vật còn sống bao gồm sinh vật siêu phàm danh sách bảy của mình là có thể thuần hóa cũng sử dụng nhân loại ông lão cũng không nói cho mình biết tên của danh sách bảy cũng không đưa cho mình phối phương chờ mình ổn định xuống thử liên hệ với ông ta dược sư quyền đấm cước đá thích ứng với thân thể đã mạnh lên mãi cho đến mệt mới dừng lại động tác hô trong khi thở dốc hắn bắt đầu tự hỏi một vấn đề nghiêm túc đó chính là thuần thú sư nên sắm vai như thế nào thuần thú sư nên làm như thế nào đây tìm động vật thuần hóa dược sư trong khi nói thầm bỗng nhiên có cảm ứng nhìn về phía hồ nhân tạo nơi đó có một con chó lông vàng đang vui vẻ chạy tựa như đã nhận ra tầm mắt của hắn, chó lông vàng bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn lại. Tầm mắt va chạm ở giữa không trung, chó lông vàng nọ ngẩn ra một chút, chợt nhạy bén xoay người, nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng. Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn, Suzy trở lại phòng đánh đàn, ngồi ở bên chân Audrey, lè lưỡi thở gấp. Đợi cho cô gái tóc vàng đàn xong một khúc, nó mới nghĩ mà sợ nói, "Audrey, tôi gặp một tên đáng sợ. Ánh mắt hắn thực đáng sợ, phải không?" "Hắn muốn làm cái gì với ngươi?" Audrey tò mò mà thân thiết hỏi Suzy tâm trung nghĩ nghĩ nói tôi cũng không biết tóm lại hắn rất nguy hiểm cái này là trực giác của tôi bộ dáng của hắn là gì Audrey suy xét có cần để cho thủ vệ cùng người hầu trong nhà đi cảnh cáo người nam kia hay không không thấy rõ tôi cảm giác cảm giác hắn là thiên địch của tôi Suzy nghiêm trang trả lời thiên địch của ngươi khắc tinh của chó Audrey lộ ra nụ cười Suzy ngươi gần đây không cần đi chỗ rừng cây đó nữa Uông, Audrey, cô vừa rồi tâm tình không được tốt. Tôi nghe ra được từ trong tiếng đàn của cô. Suzy hỏi ngược lại. Audrey nhẹ nhàng gật đầu nói, Ừm, um, tôi vừa rồi từ chỗ Glelin thu được tin tức, Phất cùng Hu nói cho tôi biết, tụ hội đêm nay hủy bỏ. Tôi vốn đang tính đổi lấy tài liệu phi phàm cho ngươi. Hơn nữa thử tiếp xúc với người hội tâm lý luyện kim. Nàng yên lặng bồi thêm một câu ở trong lòng. Vì sao? Suzy nghi hoặc hỏi. Audrey suy tư rồi trả lời, nghe nói là án giết người liên hoàn kia tạo thành ảnh hưởng. Sáng sớm thứ bảy, không khí bách lơn cũng không có gì khác so với bình thường. Glenn đang thử làm một loại mì ống trước đây thích ăn, vì thế, hắn mua bột mì phẩm chất tốt, thêm nước thêm đường, tạo thành một chậu hồ rán loãng. Tiếp theo, hắn đổ dầu vào, thấm ướt mặt ngoài. Sau khi làm nóng nồi, hắn dùng thìa múc một ít dung dịch mì này, mang chúng đổ vào nồi, tạo thành một lớp mỏng. Trong xèo xèo, hắn chảy vài lớp nữa, mùi bột mì dần dần lan tràn ra đợi cho vừa đủ, hắn mang những lớp mỏng này cuốn lại, đặt vào trong dĩa, rồi thêm nước vào chỗ còn lại tạo thành bột nhão. Mang mì cùng cháo này trở lại phòng ăn, lên khẩn cấp lấy một miếng nhét vào trong miệng. Phần mì mỏng có hương lúa mạch nồng đậm cùng vị ngọt kích thích thèm ăn, đơn thuần, mộc mạc, lại dị thường mỹ vị. Là hương vị trong trí nhớ. Lên ăn nhanh, thỉnh thoảng lại ăn một miếng bột nhão. Ngay ở lúc hắn ăn gần hết, bắt đầu chậm tốc độ xuống, chuông cửa bỗng nhiên được kéo vang, tiếng đinh đinh đang đang không ngừng quanh quẩn ủy thác mới. Glenn lấy xuống khăn ăn, lau tay, đứng dậy đi về phía cửa. Hắn còn chưa cầm vào tay nắm, trong đầu đã tự nhiên hiện ra hình ảnh khách đến. Đó là một người trung niên thái dương hoa dâm, khuôn mặt gầy gò, khí chất xuất chúng. Đó là thám tử từ y Stanton có thể được cảnh sát mời. Ông ta tới tìm mình làm cái gì? Glenn nghi hoặc mở cửa, mỉm cười hỏi, chào buổi sáng, ngài Stanton, có chuyện gì sao? Isengard tháo xuống mũ dạ tờ lụa, cười cười nói, chào buổi sáng, ngài Moriarty, tôi muốn tìm anh để hợp tác, tôi cho rằng anh là một thám tử ưu tú. Trước đó thuần túy dựa vào cá nhân đã tra được bến tàu Đông Byron, tra được công hội bến tàu. Hợp tác, lên không có che giấu bản thân ngạc nhiên. Y e gõ gõ cây ba tong màu đen, trầm giọng hồi đáp, tìm ra hung thủ án giết người liên hoàn gần đây. Cảnh sát đã treo thưởng, 2.000 bảng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. 2.000 bảng. Cái tiền thưởng này đủ để cho toàn bộ thợ săn cùng thám tử từ bách lên điên cuồng. Cái này không thể so với trung tướng gió lốc Zillingers trường kỳ ở trên biển, thuộc hạ một đống, mà là loại hình đưa tay là có thể chạm đến đến. Ừm, một đại hải đạo chiến lực bằng với danh sách 5, giá trị 10.000 bảng, hung phạm danh sách 6 thế nào cũng phải khai giá 3 bốn 000 bảng mới hợp lý. Chẳng lẽ kẻ gác đêm kẻ trừng phạt, đối với hung phạm giết người sát thủ liên hoàn kia phán đoán là danh sách 7 mà không phải là cường giả đang muốn tấn thăng danh sách năm cho nên hai nghìn bảng xem như đã là không ít rất có khả năng nghi thức tương đương xa xưa mà mặt trời nói kia có lẽ sau đại tai biến nó đã rất ít khi xuất hiện mấy giáo hội lớn cùng quân đội đều không có tư liệu cùng loại phương diện này tồn tại vấn đề giáo hội nữ thần giáo hội thần hơi nước cùng máy móc cùng với gia tộc vương thất Agastus còn có thể nói quật khởi ở đại tai biến không biết quá khứ giáo hội gió bão vẫn khăng khăng bản thân là một trong những xa xưa nhất Chẳng lẽ xa xưa nhất của bọn họ vẫn là ở trước khi ác ma lui về vực sâu? Nghe lời Isengard Stanton nói, Glenn trong lòng hiện lên trước tiên chính là đánh giá đối với kim ngạch treo thưởng, tiếp theo phát tán suy nghĩ, liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ý kiến của cậu là gì? Isengard thấy Selok Moriarty tựa như có chút thất thần, liền hỏi một câu. Ý kiến của tôi? Glenn nhất thời có chút khó xử. Thám tử tư bình thường khẳng định sẽ đáp ứng, cái này vừa là do giải thưởng lớn, cũng có quan hệ đến đối diện là, Đại thám tử nổi danh thành lập liên hệ tốt với Isengard, ở trong giới cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Glenn không phải là thám tử tư bình thường, hắn lo lắng thời điểm điều tra manh mối, gặp phải kẻ gác đêm phụ trách việc này. Tuy mình hiện tại để dâu, đeo mắt kính, cải biến kiểu tóc, kẻ gác đêm chỉ gặp qua vài lần khẳng định nhận không ra mình, nhưng vạn nhất gặp là Daily thì sao? Không đáp ứng cũng không đúng, có vẻ quá cổ quái, quá chọc người hoài nghi. Hơn nữa, mình cũng hy vọng sớm chút bắt được ác ma kia, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vô tội gặp hại. Glenn suy xét vài giây, mỉm cười nói, tôi gần đây vừa tiếp nhận một án cũng khá phiền toái, chỉ sợ không có thời gian chống nhiều. Không đợi Isengard Stanton mở miệng, hắn lại bổ sung, tôi có thể tham dự thảo luận, hỗ trợ xem tư liệu, phân tích manh mối, nhưng có thể sẽ không đi điều tra cụ thể. Để đợi bói toán, nếu quả thật có vấn đề, vậy thời điểm thảo luận sẽ ít phát ngôn đi, làm người quan sát thuần túy. Khi nói chuyện, Glenn nhanh chóng hình thành ý tưởng. Isengard cầm ba tong màu đen trầm ngâm một chút rồi nói, không thành vấn đề. Lần này tôi triệu tập hơn 10 thám tử, có đủ nhân thủ để điều tra, mà tôi tán thưởng nhất về cậu chính là suy luận chắc tuyệt cùng năng lực phân tích, ở dưới tình huống không có nhiều tài nguyên như tôi, thế mà tìm đến bến tàu Đông Byron, tìm đến công hội bến tàu. Nếu có thể bắt được tội phạm, lấy được tiền thưởng, tôi sẽ căn cứ cống hiến mỗi người, phân phối thù lao hợp lý. Tin tưởng tôi, tôi ở vấn đề này cũng có chút danh dự. Tốt, hợp tác vui vẻ. Lên chủ động đưa tay phải, bắt tay với đối phương, cũng cảm giác được bàn tay y sen gát khô giáo cùng ấm áp. Đối với một người trung niên 4-50 tuổi mà nói, ở cuối mùa thu Bách Lân còn có thể bảo trì cảm giác như vậy, tương đương không dễ, lên lúc này càng thêm hoài nghi y sen gát là người phi phàm. Hợp tác vui vẻ. Y sen mỉm cười gật đầu. Lúc này, lên mới phát hiện mình có chút thất lễ, Vội cười nói, thật có lỗi, quên mời ngài đi vào, chúng ta uống cà phê cùng hồng trà một chút. Không cần khách khí, tôi hẹn các thám tử 9 giờ sáng đến nhà của tôi thảo luận vụ án, trợ thủ của tôi đang ở đó chờ bọn họ. Isengard e lấy ra một cái đồng hồ màu bạc bỏ túi hoa văn trang trí phức tạp, rất mỹ cảm cơ giới, ấn mở nhìn thoáng qua nói, chúng ta đi qua đó gặp họ, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, ta đi nhà vệ sinh rồi thay đồ là đi được. Giờ này khắc này, Glenn đột nhiên tìm về cảm giác đả kích tội ác duy trì trật tự, bảo hộ dân chúng khi làm kẻ gác đêm. Trong nhà vệ sinh, Glenn đi phía trên sương mù xám, dùng biện pháp bói toán thu được đáp án có thể thừa nhận. Vì thế hắn nhanh quay về thế giới hiện thực, khoác thêm áo khoác, đội mũ, lấy ba tong, đi theo Isengard e lên một chiếc xe ngựa phân trái phải mà ngồi. Isengard e nhìn hắn một cái, giống như đang tự hỏi, tôi rất ngạc nhiên, cậu làm thế nào phát hiện án Hibel bị giết có liên quan cùng bến tàu Đông Byron, cùng Hiệp hội Công nhân bến tàu. Tôi vốn không có phát hiện, đó là một sự hiểu lầm. Glenn tập trung suy nghĩ làm thế nào để đưa ra lời nói dối giải thích vấn đề này. Hắn cười cười, có chút hàm hồ hồi đáp, chủ yếu là ở trước đó có phán đoán Hibel tử vong là từ tội phạm bắt trước, điểm này cũng từ phóng viên Mike Rosek trợ giúp, xác nhận chuyện này, lại căn cứ con đường Hibel quay về Golden Rose, cùng với một ít manh mối khác. Tôi có suy đoán tương ứng, vì thế giả trang phóng viên đi điều tra. Isengard khẽ gật đầu, cũng không lãng phí thời gian ở trên đề tài này, ngược lại giới thiệu chi tiết tình huống án giết người liên hoàn, cái này càng thêm tường tận hơn so với báo chí miêu tả, hơn nữa còn là thông tin mới nhất. Thời gian ở trong thảo luận cùng trao đổi nhanh trôi qua, xe ngựa đến một tòa kiến trúc hơi có vẻ cổ xưa khu Houston. Căn nhà này lấy ánh sáng không phải quá tốt, cho dù hôm nay Bách Lân không có sương mù gì, nó cũng có vẻ hơi âm u. Isengard Stanton dẫn Glenn, xuyên qua phòng khách coi như rộng rãi, tiến vào một căn phòng lò sưởi trong tường đã được điểm hòa. Bạch nhìn quanh một vòng, thấy 15-16 vị thám tử, bọn họ ngồi ở những chỗ có thể ngồi khắp trong căn phòng. Xê một thanh âm bất ngờ vang lên, tựa như rất quen thuộc với Clint. Ai? Clint hơi cảm thấy ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện thám tử Suat hôm qua mới gặp cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn cẩn thận nhìn quanh, lại phân biệt ra thám tử Cassano cùng Lydia trợ thủ của bà ta trước đó, cùng phụ trách bảo hộ Adan. Thật sự là trùng hợp. Clint nhếch khóe miệng, mỉm cười tới gần Suat. Stuart F sang bên cạnh, nhường ra nửa chỗ ngồi, vỗ vỗ nói, có lẽ không phải trùng hợp, tôi trước đó xem một tạp chí có đề cập qua, trong tâm lý học có một loại hiện tượng kêu là tính đồng bộ, nghĩ đến là sẽ phát sinh, ha ha, là nói đùa thôi. Lúc này, Ishigard giới thiệu đối với các thám tử ở đây, vị này là ngài Sherlock Moriarty, một vị thám tử xuất sắc. Có hắn xác nhận, đám người Cassano trong ánh mắt nhìn về phía lên rõ ràng hơn vài phần tín nhiệm, nhìn nhận hắn quả thật là một thám tử tư ưu tú. Glenn sau khi gật đầu đáp lại, ngồi bên cạnh Stuart, thuận miệng hỏi, ủy thác của các cậu đã kết thúc rồi. Đúng vậy, tình huống Adan chuyển tốt, bạn bè hư hỏng này tựa như cũng xảy ra vấn đề, không có khả năng uy hiếp đến cậu ta, cho nên, chúng tôi liền thất nghiệp. Stuart ha ha cười nói, tôi vốn muốn nghỉ ngơi vài ngày, kết quả gặp ngài Stanton triệu tập, vì thế lại đây xem một chút, thật ra, như vậy cũng tốt, tôi thực không thích những án mang chút quỷ dị, có chút dọa người, ừm, tôi là chỉ cái loại chuyện quỷ dọa người này, so sánh mà nói, ta càng nguyện ý tiếp nhận án giết người. Chờ sau khi trợ thủ mang cho mỗi người tách cà phê hoặc hồng trà, phát tư liệu, y sen gát ngồi vào ghế bành, lấy cái tẩu ra, chậm rãi nói, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ không thấy xa lạ đối với án giết người liên hoàn gần đây này, có ý tưởng gì không? Nói ra mọi người thảo luận một chút. Stuart khuôn mặt gầy gò, để dâu quay nón nhấc tay, dành trước nói, tôi vừa rồi lật xem tư liệu, phát hiện cảnh sát thế mà không điều tra từ thân phận của người chết, Tôi nghĩ tội phạm không có khả năng chỉ dựa vào mắt là có thể nhận ra người bị hại từng là gái đứng đường. Hắn khẳng định từng có tiếp xúc với họ, đây là phương hướng rất quan trọng. Cảnh sát thế mà quên? Thần ơi, cái này quả thực không thể tưởng tượng. Tội phạm kia đại khái chính là dựa vào mắt để nhận ra. Glenn yên lặng tự nói một câu. Đối với nghi ngờ của Suat, đại bộ phận thám tử tư đều phụ họa, chỉ có hai ba người Kassaner, Isengard vẫn duy trì im lặng, không có mở miệng. Đây là một phương hướng rất quan trọng. Stuart, cậu tìm mấy người bạn hỗ trợ, cẩn thận tra xuống. Đợi cho nghị luận bình ổn, Isengard mới vững vàng đưa ra một câu đánh giá. Thời gian kế tiếp, các thám tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, khi thì khắc khẩu, cao giọng phản bác, khi thì đứng lên bước đi thong thả, sửa sang lại suy nghĩ, Glenn vẫn im lặng nghe, không phát biểu ý kiến gì. Đợi cho trao đổi tiếp cận kết thúc, hắn bỗng nhiên đưa tay nói, ta muốn tư liệu án giết người liên hoàn chưa phá được tại Bách Lơn, thậm chí toàn bộ vương quốc trong 20 năm gần đây, trong phòng đột nhiên im lặng vài giây, đại bộ phận thám tử từ nhất thời không thể rõ ràng dụng ý cùng ý tưởng của Clay, Isengard cầm cái tẩu lên, rút vào một hơi vị, suy xét mở miệng nói, cậu cho rằng hung thủ không phải lần đầu gây án, cậu hoài nghi hắn trước đó từng có phạm tội cùng loại, ngay cả thủ pháp gây án cũng không giống nhau, không phải hoài nghi, là hầu như khẳng định, Clay ở trong lòng trả lời một câu, đây là hắn căn cứ tin tức mà mặt trời cung cấp đưa ra suy luận nếu hung thủ là đang cố gắng từ danh sách 6 tấn thăng danh sách 5, như vậy, hắn ở giai đoạn sát thủ liên hoàn danh sách 7 sẽ làm cái gì đây? Nếu hắn không có tiến hành phạm tội tương tự, vậy hắn rất khó tiêu hóa ma dược, cho dù có thời gian tích lũy, danh sách 7 thăng danh sách 6 cũng có xác suất không nhỏ mất khống chế, mà người phi phạm con đường vực sâu là có nguy cơ rất cao về phương diện này. Cho nên, lên phán đoán, mặc kệ đối phương hiểu cách sắm vai hay không, hắn ở giai đoạn danh sách 7 hẳn là xuất phát từ các loại nguyên nhân mà hoàn thành án giết người liên hoàn. Cứ như vậy, đối phương tiêu hóa ma dược danh sách 7 cũng mất mấy năm, cho dù thêm danh sách 6, phạm vi 20 năm cũng là hạn chế đủ hợp lý, bởi vì nếu tuổi quá lớn, mặc kệ ma dược có tiêu hóa hay không, tấn thăng đều sẽ tương đương nguy hiểm, cả người sẽ theo nghi thức xâm nhập, càng ngày càng điên cuồng, lưu lại manh mối rõ ràng. Ở giai đoạn hiện tại, hung thủ gây án bình tĩnh, có được năng lực quấy nhiễu bói toán cùng truy tung, ít tồn tại lỗ hổng, nhưng hắn lúc ngây ngô ban đầu vị tất như thế, khi hắn lần đầu hoàn thành án giết người liên hoàn, đại khái sẽ không cẩn thận như vậy. Đây là manh mối tốt nhất có thể truy tra. Các ý tưởng chợt lóe qua, Glenn gật đầu đáp lại, tội phạm này thủ pháp gây án không giống như tay mơ. Tôi có lý do tin tưởng hắn trước kia đã làm ra chuyện cùng loại. Kết hợp quá khứ cùng hiện tại, chúng ta càng có hy vọng bắt lấy mấu chốt vấn đề. Nghe được hắn trả lời, các thám tử châu đầu ghé tai, nghị luận lên, Isengard sau khi im lặng ngắn ngủi, lên tiếng tán thưởng từ đáy lòng, suy nghĩ thật tuyệt vào trạng vạng lên ngồi vào ghế bành trong phòng cùng với lò sưởi trong tường ấm áp cầm lấy tư liệu mà trợ thủ y sen vừa đưa tới sau khi ý nghĩ của hắn ở buổi sáng được vị đại thám tử kia tán dương cassano lập tức tỏ vẻ mình cũng cần một phần tư liệu cùng loại stuart thì thấp giọng cảm thán nói mình trước đó đã từ chấn định cùng thong dong của clan khi đối mặt với adan trong vụ kia đã tin tưởng hắn là một vị thám tử ưu tú nhưng không nghĩ tới hắn sẽ xuất sắc như thế cùng lúc đó Hắn nói với Glenn, nếu cần người, cần hỗ trợ, có thể đi tìm hắn. Hắn ở trong giới thám tử Bách Lơn quen biết không ít bạn bè. E. Stanton cũng hứa hẹn sẽ lập tức liên lạc với cảnh sát, tranh thủ trước khi trời tối, mang tư liệu tương ứng cung cấp cho những thám tử cần. Ông ta quả nhiên cực kỳ giữ lời. Ở hội Tarot lần sau, mình phải để cho thế giới hỏi mặt trời, hỏi rõ ràng đặc điểm ác ma danh sách 6, hỏi rõ ràng người phi phạm danh sách này có năng lực gì. Phía trước không muốn nhúng vào nên quên sưu tập tình báo tương ứng, hiện tại nếu đã quyết định hỗ trợ, vậy phải lo trước khỏi họa, để tránh gặp phải nguy hiểm mà không biết là gì. Glenn trầm ngâm vài giây, cúi đầu thấp, ở dưới ánh đèn khí gas, lật xem án giết người liên hoàn 20 năm đổ lại trong toàn bộ vương quốc Duen, mà chưa được phá. Mà cái này ít hơn nhiều so với hắn dự đoán. Bách Lơn có 4 vụ, thành thị khác tổng cộng 5 vụ, cộng lại chỉ có 9 vụ. Ừm, tuy thế giới này còn chưa có xuất hiện khái niệm xét nghiệm ADN, càng khuyết thiếu rất nhiều kỹ thuật loại hình điều tra, nhưng ở dưới đại đế thôi động, đã có vân tay học có vẻ thành hình, hơn nữa nơi này còn có thông linh, bói toán, đi vào giấc mộng các thủ đoạn siêu phàm. Án giết người đơn độc, dưới tình huống không liên quan đến quý tộc, phú hào, quan viên, cảnh sát thường thường sẽ không nhờ tiểu đội phi phàm giáo hội lớn giúp đỡ, nhưng sự kiện giết người liên hoàn ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, dễ dàng tạo thành khủng hoảng, bọn họ tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất cứ như vậy, án giết người liên hoàn chưa được phá trong vòng 20 năm chỉ có mấy cái thế này là, phù hợp đạo lý cùng logic. Glenn nhanh chóng nghĩ rõ nguyên do. Hắn thu liễm suy nghĩ, lật xem từng án một. Ở dưới tình huống tin tức không đủ không thể bói toán, hắn bước đầu chọn lựa ra hai án giết người liên hoàn có khả năng có liên quan đến sự kiện hiện tại, tính lấy cái này làm điểm bắt vào đầu tiên. Một án phát sinh ở 4 năm trước, tổng cộng có 5 người bị hại, đều là kỹ nữ độc thân mang theo một đứa nhỏ, trước khi chết có bị ngược đãi, nhưng khuyết thiếu dấu vết phát sinh quan hệ. Cảnh sát phụ trách lúc ấy cho rằng, hung thủ khẳng định quen biết kỹ nữ này, nếu không thì không có khả năng tinh chuẩn chọn lựa, ra loại hình độc thân mang theo một đứa nhỏ này, bọn họ, từ những người xung quanh nơi ở cùng vài khách quen với kỹ nữ bắt tay điều tra, xác định một ít người hiểm nghi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tội phạm giết người chân chính. Tuy trên hồ sơ chỉ nói thoáng qua một câu như vậy, nhưng Glenn rõ ràng nhìn ra được, bọn họ mời người phi phàm ba giáo hội lớn hỗ trợ, đáng tiếc là, vẫn không thể phá án bằng vào năng lực phi phạm con đường vực sâu nhìn ra người nữ từng có dấu vết đọa lạc cũng không vi phạm thần bí học nhìn ra đối phương là kỹ nữ cũng thế cũng không đạo lý nhìn ra được đối phương trước mắt là độc thân chỉ có một đứa nhỏ cảnh sát y nghĩ là đúng vậy vấn đề là ở nơi nào đây hung thủ chân chính là giống như mình có thể đối kháng đi vào giấc mộng bói toán thông linh trốn tránh khỏi kẻ gác đêm hoặc kẻ trừng phạt danh sách thấp điều tra có khả năng tuy mấy giáo hội lớn không thiếu khuyết hiểu biết đối với sát thủ liên hoàn, nhưng đối phương có lẽ có kỳ ngộ khác. Lên xuất phát từ góc độ bản thân, lấy ra một ít vấn đề. Mình đây là lấy phương thức đồng loại phân tích bọn họ. Không có phụ cái họ Moriarty này. Hắn tự giễu một câu, quyết định mục tiêu ưu tiên vẫn là bốn kẻ hiểm nghi kia. Ừm, để cho ngài Stanton thông qua cảnh sát xác định địa chỉ cùng trạng thái hiện tại của những người hiểm nghi kia, mời Stuart tìm người phụ trợ. Mình sẽ không trực tiếp ra mặt, miễn cho gặp gỡ người phi phàm chính phủ chờ biết rõ tình huống, mới sưu tập vật phẩm tùy thân người hiểm nghi, đến phía trên sương mù sám tiến hành suy luận huyền học. Glenn nhanh chóng định ra kế hoạch. Án thứ hai phát sinh ở 11 năm trước, lúc ấy lục tục xuất hiện bốn án bầm thây. Nguyên bản, mấy án này không được nhập lại với nhau, thẳng đến cảnh sát từ thủ pháp xử lý thi thể có hoài nghi, mới xác nhận là án giết người liên hoàn. Người bị hại là những người công tác đến khuya mới về nhà, có nam, có nữ, không có lấy tiền, không có quan hệ chung lẫn nhau, bởi vì chỉ hoãn thời gian quý giá nhất, án này vẫn cũng không có thể tìm được manh mối người hiểm nghi. Đây là sai lầm tạo thành vấn đề, nếu nhanh chóng mời kẻ thông linh hỗ trợ, vậy oan hồn người chết thậm chí sẽ tụ tập xung quanh hung thủ. Đương nhiên, cũng có khả năng hung thủ ngay cả linh hồn cũng giết đi, tựa như hiện tại vậy. Thi thể người chết hẳn chỉ còn cho cốt, rất khó nhúng tay. Lên dây dây thái dương, thấy sắp trời đã tối, tạm thời không đi suy nghĩ về vụ án nữa, đứng dậy khỏi ghế bành, rời, khỏi phố Minsk đêm nay hắn còn có chuyện phải làm. Hắn muốn đi khu South Brick, đi giáo đường Harvard phố Rose, tìm giám mục Uchave Sky, tranh thủ lấy phối phương dược sư chuyện này, hắn đã bói toán có nguy hiểm hay không? Đối với Glenn mà nói, nếu có một vị dược sư vào tay, vậy sẽ có trợ giúp cực kỳ lớn. Hắn sẽ bị thương, sẽ sinh bệnh, sẽ gặp kẻ địch có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Một dược sư bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến chính là hậu thuẫn kiên cường của hắn. Sau khi đến khu đông đi một vòng, Glenn đổi cách ăn mặc cưỡi tàu điện ngầm hơi nước, xuyên qua sông to quách, đến khu South Brick. Trên đường đi, dọc tuyến tàu điện ngầm tăm tối cùng đèn khí gas cấu thành cảnh tượng làm, cho người ta ấn tượng khắc sâu. Đổi sang ngồi xe ngựa công cộng, Glenn đi vào phố Rose, không cần phân biệt đã phát hiện tòa giáo đường Harvard nhỏ hẹp nọ. Tòa giáo đường màu vàng này có đỉnh nhọn tương đối, bắt mắt cùng bên ngoài tường có khắc thánh huy sinh mệnh, đó là từ các phù hiệu lúa mạch, hoa tươi cùng nước suối vây quanh một đứa trẻ đơn giản, cái này hoàn toàn khác với kiến trúc xung quanh. Giờ này khắc này, trong giáo đường đèn đốt tăm tối, tựa như không có tín chúng nào. Glenn từ bên cạnh lẻn vào, cẩn thận khuôn mặt vẽ loạn những vệt sáng, mà không phải chỉ đơn thuần ỷ lại năng lực chế tạo ảo giác. Trong đại sảnh giáo đường, từng hàng ghế ngồi được sắp chỉnh tề, phía trên nhất là thánh huy sinh mệnh thật lớn, hai bên là những ngọn nến đã được châm lửa. Ở hàng ghế trước nhất, có một người nam cao lớn mặc y phục giáo sĩ màu nâu chừng 4-50 tuổi. Hắn chỉ ngồi ở nơi đó, đã giống như một tòa núi nhỏ, làm cho người ta có cảm giác áp bách thật lớn. Người nam này đội mũ mềm giám mục, chân mày nhạt nhẽo mà thưa thớt, khóe mắt, hai má, bên miệng có nếp nhăn rõ ràng. Lúc này, hắn đang nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm vào nhau, để ở dưới cầm, tựa như đang sám hối thành tín nhất. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt, lộ ra một mảng xanh lam. Giáo hội mẫu thần sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào, cậu vì sao không đi cửa chính? Người nam năm mươi tuổi này không có ngẩng đầu, trầm thấp nhu hòa mở miệng nói, Ông chính là giám mục Uchave Sky. Lên từ góc tối đi ra. Vị giám mục cao lớn mặc y phục màu nâu này giọng điệu ôn hòa hồi đáp. Tôi càng thích người khác gọi tôi là thần phụ. Uchave Sky thần phụ. Tốt, ngài giám mục. Lên cố ý nở nụ cười. Tên của ông cùng chiều cao của ông nói cho tôi biết. Ông là người phâu S sách. Vì sao sẽ tín ngưỡng đại địa mẫu thần? Giám mục Uchave Sky chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú vào thánh huy sinh mệnh phía trước, bao hàm cảm tình nói tôi sinh ra ở indo ven bờ là một người cuồng nhiệt chiến đấu cùng giết chóc indo ông ta quả thật là người đế quốc phô s glenn hơi gật đầu không thể nhận ra Sea đường ranh giới thiên nhiên giữa Duen, intis cùng phô s bờ đông thuộc về Duen, đại bộ phận bờ tây thuộc sở hữu intis hướng bắc lại là vài thành phố nổi danh của đế quốc phô s ví dụ như indo mặt khác Sea còn lan tràn về phía đông bắc rồi xuyên thấu lãnh thổ đế quốc Phâu Sách, thông với Bắc Hải, bộ phận hải vực nọ có rất nhiều đảo nhỏ, là nơi mà gấu trắng cùng hải báo các loại động vật này sinh sống. Săn gấu trắng cùng câu hải báo, đúng vậy tiết mục truyền thống dân chúng địa phương Phâu Sách. Thời điểm suy nghĩ của hắn hơi có phát tán, giám mục Uchave Sky tiếp tục nhìn về phía trước nói, tôi phạm tội nghiêm trọng, chạy trốn tới biển Sunia, trở thành một gã hải tặc hung tàn. Ở trước khi tôi chân chính rơi vào địa ngục tâm linh, tôi may mắn gặp gỡ truyền giáo sĩ mẫu thần, sau ngày đó, tôi rõ ràng sinh mệnh đáng quý, rõ ràng sức quyến rũ của vạn vật sinh trưởng, thu được vui vẻ thuần túy từ bản thân sinh mệnh. Tôi ở dưới thánh huy mẫu thần lập lời thề, phải mang tín ngưỡng truyền bá đến quốc gia khác, coi đây là sám hối cho những hành động đẫm máu trong quá khứ. Cho nên, tôi đến đây, tôi đi tới nơi này. Trong thanh âm bình thản lại tràn ngập cảm tình, giám mục Uchave Sky đứng lên, hắn thân cao vượt qua 2m2, thể trạng cường tráng, y phục giáo sĩ căng lên, tựa như người khổng lồ trong truyền thuyết một lần nữa xuất hiện ở tại Bắc Đại Lục. Người khổng lồ chân chính 3 năm mét, mắt đơn dựng thẳng dân chúng đế quốc S sách cao lớn phổ biến. Khó trách bọn họ vẫn tự xưng di dân người khổng lồ, tin tưởng bản thân có huyết mạch người khổng lồ. Glenn không thể không ngửa cổ ra sau, nhìn về gương mặt vị thần phụ kia. Cậu đến đây để làm gì? Giám mục Uchave Sky thấp đầu dò hỏi. Nghe nói ông có chuyện muốn ủy thác, thù lao là phối phương dược sư. Glenn đang ngụy trang trực tiếp hỏi. Giám mục Uchave Sky im lặng vài giây rồi nói, đúng vậy. Tuy tôi không biết cậu nghe được từ nơi nào, nhưng quả thật có chuyện này. Như vậy là nhiệm vụ gì? Glenn cười cười hỏi. Uchave Sky nhìn hắn mội hồi rồi nói, tôi nghĩ cậu không có cách nào hoàn thành ủy thác của tôi. Có lẽ có thể thì sao? Biết được nội dung cụ thể, tôi mới có thể đưa ra đánh giá. Glenn hơi nhíu mày nói. Uchave Sky giống như một cây trụ lớn như đứng vững ở đó, Vài giây sau mới nói, ủy thác của tôi là. Nói tới đây, hắn nhắm mắt lại, giết tôi. Giết ông. Glenn lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này, gặp được loại nhiệm vụ này, trong thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chuyện này sẽ có âm mưu lớn gì không. Giám mục Uchave Sky mở hai mắt, nhìn xuống Glenn nói, giết chết quá khứ của tôi. Ngài thần phụ à, nói chuyện không cần thở lớn mà. Glenn khóe miệng thoáng có rúm nghi hoặc hỏi chuyện được đọc bởi kênh Halley's audio cho dù ở trong thần thoại truyền thuyết cũng không có ai có thể trở lại quá khứ ủy thác này của ông chỉ sợ chỉ có bảy vị thần linh mới có thể hoàn thành không ý của tôi là giết chết quá khứ còn giấu ở sâu trong nội tâm của tôi chưa bao giờ chân chính chết đi giám mục u sky thấy Glenn vẫn có chút khó hiểu hơi cúi xuống nói tôi trước kỳ yêu thích giết chóc cuồng nhiệt chiến đấu cũng không có theo sám hối phát ra từ trong lòng của tôi mà hoàn toàn chết đi tôi có thể rõ ràng cảm giác được, hắn còn sống ở trong cơ thể của tôi, luôn nghĩ đoạt lại quyền khống chế tất cả mọi chuyện, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang áp chế hắn, hy vọng dùng thánh lễ, dùng khổ hạnh, dùng truyền giáo đến cảm hóa hắn, để cho hắn cũng chân chính thờ phụng giáo lý mẫu thần, một lần nữa quy về một thể với tôi. Đơn giản mà nói, ấn ký quá khứ quá sâu, xung đột kịch liệt cùng cuộc sống hiện tại, vì thế sinh ra phân liệt phương diện nhân cách. Glenn Morati vốn là nhà tâm lý học giả, nhưng lại là cường giả bàn phím chân chính đưa ra đánh giá bước đầu suy xét rồi nói đây là vấn đề phương diện tâm lý tôi cho rằng ông cần nhất là đi gặp bác sĩ tâm lý tôi đã thử qua cậu có lẽ không quá rõ ràng trong con đường phi phàm mà mẫu thần nắm giữ có danh sách y sư cũng chính là mục sư trị liệu cổ đại bọn họ đã nghiên cứu vấn đề của tôi cho rằng đây không phải là bệnh về tâm lý đơn giản còn hỗn loạn khuynh hướng mất khống chế nếu tôi quá khứ cuối cùng chiến thắng tôi hiện tại tôi không hề nghi ngờ sẽ mất khống chế sẽ biến thành quái vật. U Chavez Sky thở dài nói. Vậy ông cần là danh sách bảy con đường người quan sát, bác sĩ tâm lý. Glenn nghĩ nghĩ rồi nói, lời nói của ông làm cho tôi tin tưởng. Ông đã tìm được biện pháp giải quyết, chỉ khuyết thiếu một người chấp hành thích hợp, đúng không? Đúng vậy, trong mấy năm nay, tôi trừ bỏ truyền giáo, vẫn tìm kiếm người cùng vật có thể hỗ trợ tôi. Cuối cùng, ở dưới mẫu thần phù hộ, tôi có được một vật phẩm cực kỳ thần kỳ. Nghe nói là di vật cự long nào đó ở niên đại xa xưa. U Chavez Sky thấy Clen cũng không có bị dọa, mang theo vài phần hy vọng hồi đáp, nó có thể làm cho người nắm giữ tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh mục tiêu, hoặc là nói, tầng dưới chót của cảnh trong mơ, gồm thực chất hóa cảnh tượng tương ứng, như vậy, cậu có thể trực tiếp thấy tôi quá khứ, sau đó thông qua chiến đấu, tiêu diệt hắn, ở dưới loại trạng thái đặc thù này, hắn một khi chân chính tử vong, sẽ không sẽ xuất hiện nữa. Không hổ là thế giới thần bí, còn có thể lấy phương thức này trị liệu nhân cách phân liệt. Glenn âm thầm cảm khái một câu, cẩn thận hỏi, cái này có hạn chế gì, hoặc là nói, sẽ tạo thành thương tổn gì đối với người nắm giữ. Ông vì sao cho rằng tôi không thể hoàn thành ủy thác này? Giám mục Uchave Sky cúi đầu nhìn Glenn rồi nói, một khi sử dụng vật phẩm thần kỳ nọ, người nắm giữ bản thân tuy sẽ bảo trì thanh tỉnh, nhưng tâm linh hoặc là nói cảnh trong mơ có rất nhiều tầng, tôi quá khứ có thể đầy đủ lợi dụng điểm này lừa gạt cậu, thậm chí còn săn giết ngược lại cậu, mà sau khi vượt qua thời gian dự định, Ừm, 5 phút, vậy vật phẩm thần kỳ sẽ làm cho cậu hoàn toàn bị lạc, tinh thần cũng không thể trở lại cơ thể, trở thành tế phẩm của nó. Như vậy, ngươi sẽ biến thành người thực vật. Mặt khác, bởi vì thực chất hóa cảnh tượng, nếu như cậu ở chỗ sâu nhất trong tâm linh, hoặc là nói tầng dưới chót cảnh trong mơ bị giết chết, cũng sẽ xuất hiện di chứng cùng loại, cung cấp với chân chính tử vong. Tin tưởng tôi, tôi quá khứ mạnh hơn nhiều so với cậu dự đoán. Như vậy à? Nhưng mà, vấn đề của ông đối với tôi mà nói căn bản không là vấn đề tôi là người có thể ở thông linh cùng cảnh, trong mơ tự chủ bảo chỉ thanh tỉnh cùng lý trí, cho dù vật phẩm thần kỳ nọ muốn cho tôi hoàn toàn bị lạc, cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần còn có đường sống dễ dụa, tôi có thể đi nghịch bốn bước cũng tụng niệm tôn danh, trực tiếp đi phía trên sương mù xám Vấn đề là, giám mục Uchave Sky quá khứ mạnh đến cỡ nào, mình nắm chắc đánh bại ông ta đến cỡ nào. Chiến đấu ở thế giới tâm linh thực chất hóa, lại có hạn chế cùng cấm kỵ gì? Lên tự hỏi mỗi hồi rồi nói, U Chave Sky thần phụ, ông quá khứ đến cùng là mạnh đến cỡ nào. Tôi cũng không cho rằng tôi nhất định sẽ thua. Giám mục U Chave Sky ánh mắt hoảng hốt một chút, tôi là một chiến sĩ. Tôi, đã đến danh sách 6 con đường phi phàm này, trở thành một kỵ sĩ bình minh. Thì ra không phải người phi phàm con đường người trồng trọt. Chính hắn cũng nói, sau khi phạm tội trở thành hải tặc, mới bị giáo hội đại địa mẫu thần cảm hóa. Danh sách 6, ừm, mình không phải không có cách nào thắng. Ma thuật sư là loại chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng trước, sẽ có rất nhiều loại hình cường lực, hơn nữa, căn cứ vào đặc thù của mình, sâu trong tâm linh hoặc tầng dưới chất cảnh trong mơ, đều xem như là sân nhà của mình. Glenn trầm ngâm vài giây rồi nói, vậy vật phẩm thần kỳ có làm suy yếu hắn không? Có, nhưng đây dù sao cũng là khu vực chủ yếu mà hắn hoạt động, loại suy yếu này sẽ không quá lớn, nhiều lắm giống như là hắn đã qua một hồi chiến đấu tương đối kịch liệt. Uchave Sky nhớ lại thử nghiệm trước đó. Mình nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Glenn tiếp tục hỏi, chiến đấu ở trong hoàn cảnh đặc thù kia, có cái gì cần phải chú ý? Cũng giống như chiến đấu chân thật vậy, tiến công hữu hiệu thủy trung hữu hiệu, ảo giác vẫn là ảo giác, bất quá, phải chú ý một điểm. Hắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng mang theo cậu tiến vào tầng cảnh trong mơ khác, từ đó chế tạo ra tình huống khó có thể phân biệt thật giả. Giám mục Uchave Sky cường điệu một câu, cho nên, cậu ít nhất là danh sách 6, hoặc là danh sách 7 đặc thù mới có khả năng hoàn thành ủy thác này, hơn nữa, phiêu lưu không nhỏ. a, à, nếu không phải tôi từng lấy thánh vật mẫu thần làm căn cứ để thề, trước khi truyền giáo có thành tựu, không thỉnh cầu trợ giúp đối với giáo hội, sự việc sẽ không khó khăn như vậy. Như vậy, mình thật ra không sợ tình huống cảnh trong mơ trồng cảnh trong mơ. Glenn nhách khóe miệng nói, một vấn đề cuối cùng, kỵ sĩ bình minh có đặc điểm chiến đấu nào? Giám mục Uchave Sky khẽ động ra mặt có không ít nếp nhăn, thổn thức nói, cái này đối với người phi phàm mà nói, là chuyện cần tuyệt đối giữ bí mật. Bất quá, chỉ cần tham dự chiến đấu đủ nhiều, người khác thường thường cũng có thể tổng kết ra. Hơn nữa, cậu biết càng nhiều chi tiết, khả năng thành công cũng càng cao, đúng không? Đúng vậy. Glenn thản nhiên gật đầu. Giám mục Uchave Sky dùng một loại nhớ lại nói, kỵ sĩ bình minh có được lực lượng như người khổng lồ, có thể làm cho phạm vi 450 mươi thước xung quanh răng kín ánh bình minh. Ánh bình minh này vừa có thể bài trừ ảo giác, cũng có một chút đặc thù xua tan oan hồn u ảnh thậm chí có thể suy yếu ác linh. Hắn có thể ngưng tụ ở bên ngoài thân khải giáp bình minh, cái này tương đương với khôi giáp toàn thân tinh luyện, nhưng không có sức nặng rõ ràng, có thể không ảnh hưởng hành động, nếu bị phá hủy, cần thời gian nhất định để khôi phục. Hắn còn có thể ngưng tụ vũ khí khác nhau, mạnh nhất là một kiếm lớn hai tay, nó thường thường được gọi là kiếm bình minh, sắc bén, chắc chắn, mỗi một kích đều có hiệu quả tịnh hóa. Trừ cái đó ra, kỵ sĩ bình minh còn có một loại năng lực phi phàm, đó chính là chế tạo lốc xoáy ánh sáng nó có thể trực tiếp phá hủy cơ thể con người, tiêu diệt oan hồn, tổn thương ác linh. Năng lực siêu phàm không tính nhiều, nhưng đều rất khắc chế mình, thuộc về loại hình lực công kích mạnh phòng ngự cao lại không sợ ảo giác, chỗ tốt nhất là trừ bỏ đối mặt oan hồn u ảnh, kỵ sĩ bình minh độ thần bí rất thấp. Glenn vừa nghe vừa thôi diễn chiến cuộc ở trong đầu, tìm kiếm phương thức có nắm chắc nhất. Độ thần bí trong lòng hắn là chỉ trình độ quỷ dị, cổ quái, không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải. Giám mục Uchave Sky lặng lặng nhìn hắn, không có thúc giục, không có xua đuổi. Sau khi dần dần có ý tưởng, lên ngẩng đầu nhìn lên nói, có lẽ tôi có thể thử một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là, tôi phải rời khỏi vài phút, xác nhận ông có nói dối hay không. Giám mục Uchave Sky hơi ngạc nhiên đáp lại, không có vấn đề. Bất quá, tôi phải nhắc nhở cậu, tuy không biết tin tưởng của cậu là đến từ nơi nào, nhưng tuyệt đối không cần xem thường tôi quá khứ, hắn cực kỳ am hiểu chiến đấu tôi sẽ không lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn. Lên lấy tay ấn ngực cúi chào, tiếp theo rời khỏi giáo đường Harvard, tìm một nơi yên lặng không người gần đây, rất nhanh đi phía trên sương mù xám làm bói toán. Sau khi được đáp án có nguy hiểm nhất định nhưng coi như có thể thừa nhận, hắn lập tức quay trở về thế giới hiện thực, trước sau tính toán, ở phía trên sương mù xám cũng chỉ chỉ hoãn mấy chục giây. Ngay sau đó, lên một lần nữa tiến vào giáo đường Harvard, nói với giám mục Uchave Sky sừng sững ở tại chỗ, tôi nhận ủy thác này, Giám mục Uchave Sky nhìn hắn một hồi, chậm rãi mở miệng nói, nếu thành công, ta không chỉ sẽ cho cậu phối phương dược sư, còn sẽ tặng cậu một món vật phẩm thần kỳ có ảnh hưởng xấu không quá lớn. Glenn đầu tiên là ngẩn ra một chút, rồi tán thưởng từ đáy lòng, thần phụ ngài thật sự là một người khẳng khái. Giám mục Uchave Sky không nói gì thêm nữa, từ trong túi y phục giáo sĩ màu nâu lấy ra một cây nến kỳ dị. Tầng ngoài cây nến còn non nửa kia như là bọc một tầng da người, thỉnh, thoảng lại xuất hiện vài hạt nhỏ thân nến chỉ còn cao chừng ngón tay, toàn thân đen thui, phân ra hòa văn dạng vảy rất nhỏ mà dày đặc. Cậu dùng linh tính điểm hỏa nó. U Chave Sky mang ngọn nến kỳ dị nọ đưa cho Klen. Klen cũng không có lập tức làm theo lời nói của người này, ngược lại lấy ra hộp diêm, rút ra mấy cây, để ở trong túi quần, đồng thời châm lửa rồi thổi tắt mấy cây, để ở những góc khác nhau trong giáo đường. Sau đó, hắn điều chỉnh vị trí người giấy, sổ ghi chép, giấy, coi đồng Agat cùng các loại phù chú. Đây là căn cứ tình cảnh ác liệt nhất mà hắn dự đoán mà làm chuẩn bị. Sau khi hoàn thành tất cả cái này, lên búng ngón tay, để cho đầu ngón tay xuất ra ngọn lửa linh tính màu lam nhạt. Tư, hắn đưa ngọn lửa tiến đến đỉnh ngọn nến còn non nửa kia, nhìn thân nến đen tui sáng lên. Bốn phía tựa như không có thay đổi gì, nhưng Glenn lại thanh tỉnh nhận thức mình đã tiến vào thế giới tâm linh. Hắn thấy giám mục Uchave Sky ở phía trước vẫn đứng ở tại chỗ, thân thể trắng cực vượt qua 2m2 mang đến áp bách cảm giác, vị giám mục sám hối này nhìn xuống đối diện, cơ bắp khuôn mặt vạn vẹo từng chút một, vẻ mặt theo đó trở nên cực kỳ hung ác. Ngay sau đó, Glenn phát hiện bốn phía ánh sáng nhanh biến ảo, cảm giác bản thân đang trải qua một trận chiến đấu kịch liệt cực kỳ chân thật. Bốp! Cuối trận chiến, giám mục Uchave Sky trùng trùng ngã xuống đất, máu tươi giàn ruộng, đã không có hơi thở. Glenn thanh tỉnh mà lý trí đờ đẫn nhìn một màn này, khóe miệng run rẩy một chút, không tiếng động bình luận, biểu diễn thật sự chuyên nghiệp. Nhưng mình biết, đây là mộng trong mộng lên lúc này lại cúi đầu, đã không nhìn thấy ngọn nến kỳ dị giống như bọc da người trong tay nữa, nhưng mũi lại vẫn quanh quẩn vị ngọt hơi nhạt. Hắn không nhìn giá mục Uchave Sky ngã trong vũng máu, lấy ra hộp diêm, điểm hỏa một cây. Theo một đóa hoa lửa sáng lên, máu trên mặt đất nhanh chóng biến mất, đại sảnh giáo đường hỗn độn một lần nữa trở nên chỉnh tề. Uchave Sky như người khổng lồ thong thả đứng lên, nhìn xuống lên, khuôn mặt vạn vẹo nói, thế mà không có hiệu quả. Khó trách ngươi dám tiếp ủy thác này, Bất quá, đây là bất hạnh của ngươi, ta vốn không muốn giết chết ngươi. Trong khi hắn nói chuyện, những cây nến hai bên sườn giáo đường hào quang xuất hiện rõ ràng lay động, toàn bộ đại sảnh đột nhiên sáng lên, nhưng nhu hòa không trói mắt, tựa như khi bóng đêm vừa tận ánh bình minh chiếu vào. Thời gian nhìn không thấy đang nhanh trôi đi, Glenn không có nói lời thừa, vứt que diêm, má phồng lên, mô phỏng ra tiếng động, phành. Đạn không khí vô hình bắn nhanh ra, trùng trùng đánh vào ngực giám mục Uchave Sky, đánh ra tiếng vang tươi sáng quanh quẩn nhưng mà giám mục người khổng lồ kia không biết khi nào đã mặc vào một bộ khôi giáp màu trắng bạc che kín toàn thân có che tay giáp ngực mũ giáp không một chỗ hở giờ này khắc này kim loại trắng bạc vị trí ngực hắn bị đánh ra vết dạn như mạng nhện nhưng không có hoàn toàn vỡ ra thậm chí còn đang thong thả phục hồi như cũ phành phành lên liên tục phát ra tiếng chế tạo hai viên đạn không khí đầu đuôi nối nhau để cho chúng vẫn đánh về phía ngực kẻ địch ý đồ dựa vào đả kích không ngừng hoàn toàn đánh tan phòng ngự nơi đó nhưng hắn lại thấy, trong tay giám mục Uchave Sky có một cây kiếm lớn trầm trọng dày rộng, giống nhau hào quang ngưng tụ thành, sử dụng nó linh hoạt đón đỡ hai quả đạn không khí, trong tiếng đương đương khó phân trước sau, gần như hòa hợp một thể. Soảng soảng soảng, Uchave Sky chỉ nhảy tới một bước, đã dẫm giáo đường như lay động cả lên, cùng lúc đó, hắn mang thanh kiếm lớn hai tay, từ trên xuống dưới, lấy tư thái như bổ nát cả kiến trúc bổ về phía lên. Kiếm còn chưa tới, kình phong bám theo đã thổi cho Glenn thiếu chút nữa không có thể bảo trì cân bằng. Lực lượng khủng bố. Thời điểm trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ như vậy, Glenn đã thuần thục nhảy sang bên cạnh, rồi cúi người co thân, chuẩn bị cho động tác lăn tròn ngay tại chỗ. Phành. Kiếm lớn hai tay của Uchave Sky bổ lên trên mặt đất, phá nát phiến đá, vết dạn nhanh lan tràn về bốn phía. Soạt. Hắn kéo thanh kiếm lớn, ma sát lên mặt đất, đổi bổ thẳng thành quét ngang, kéo theo một luồng đốm lửa, một chiêu này đúng là chuẩn bị cho đối thủ yêu thích lăn tròn. Glenn vừa muốn lăn ra đất, trong đầu nháy mắt lại hiện ra hình ảnh mình bị kiếm lớn hai tay quét ngang đánh trúng, vội mở bàn tay nhẹ nhấn một cái lên đất, lại nhảy lên trên không. Phành! Kinh phong thổi tan bụi bậm trên mặt đất, thanh kiếm lớn đáng sợ quét bằng ghế dựa phụ cận. Mà Glenn còn chưa kịp phản công, công kích của giám mục người khổng lồ lại theo đuôi tới, không hề tạm dừng. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, năm kiếm, sáu kiếm, bảy kiếm u chave sky tựa như có được thể lực dư thừa tới cực điểm không có gián đoạn công kích như mưa rền gió giữ đã duy trì mấy chục giây bổ thẳng chém xéo quét ngang đâm thẳng đập tới hắn dùng đơn kiếm thuật giản nhất diễn giải ra cái gọi là hữu hiệu nhất hợp lý nhất mà phạm vi thương tổn kiếm lớn hai tay lại đạt tới trình độ khủng bố lên khi thì nhảy lên khi thì lăn tròn khi thì chạy trốn nhưng vẫn không tìm được cơ hội thi triển năng lực có vẻ chật vật không chịu nổi nguy cơ trùng trùng nếu không phải hắn trước đó đã ở những góc khác nhau của giáo đường đặt những que diêm, hai bên cũng còn một số ngọn nến chưa tắt, có thể sử dụng thoáng hiện, hắn chỉ sợ đã muốn bị đối phương chạm ở dưới kiếm. Không hổ là chức nghiệp phi phàm lấy am hiểu chiến đấu nổi danh. Không có một chút sai lầm, không có điểm yếu. Glenn vẫn không vì vậy mà bối rối, trong khi quay cùng né tránh, Thủy Trung vẫn tìm kẽ hở của kẻ địch, chờ đợi công kích của đối phương tiến vào giai đoạn dịu đi. Rốt cuộc, hắn phát hiện một vấn đề của kiếm thuật Uchave Sky đó chính là kiếm lớn hai tay quá dài quá lớn, ở chiến đấu gần người tồn tại chỗ thiếu hụt rõ ràng. Ý tưởng chợt lóe, Glenn thừa cơ hội thanh kiếm lớn bổ thẳng đến, đầu tiên là lăn tròn sang trái, tiếp theo bàn tay chống xuống, nhanh lăn về phía giữa hai chân Uchave Sky. Là một nửa người khổng lồ thân cao vượt qua 2m2, Uchave Sky chỉ đứng thẳng bình thường, hai chân cũng phân ra một góc lớn, giáp háng màu trắng bạc rõ ràng có thể thấy được. Vừa lăn tròn tới đó, tay trái Glenn đã đưa vào túi áo, muốn rút ra một tờ giấy dài, mang nó biến thành cây gậy cứng rắn sắc bén, đâm vào khe hở của giáp háng kẻ địch ở bên trên, cắm vào trong cơ thể giá một người khổng lồ. Cái này chính là một kích trí mạng. Nhưng ngay ở lúc này, hắn trong lòng dùng mình, trong đầu hiện ra hình ảnh thanh kiếm lớn cắm xuống, phát ra hào quang vô cùng cùng hình thành gió bão khủng bố nuốt đi bản thân. Cạm bẫy, cạm bẫy của Uchave Sky. Glenn không có do dự, tay phải nhấn một cái, nhảy về phía trước, xuyên qua khe hở giữa hai chân giá một người khổng lồ, nhảy tới sau lưng hắn. Ngay tại thời điểm hắn làm ra động tác này, U Chavez Sky đã hai tay cầm chuôi kiếm, cúi lưng mang thanh kiếm lớn đâm thẳng vào phiến đá trước người. Trong thanh âm răng rắc, phía trên thân kiếm có từng mảng ánh sáng như ánh bình minh trào ra, hóa thành cơn lốc, quét ngang xung quanh. Trong vô thanh vô tức, chỗ của lên trước đó, phiến đá biến mất không thấy, bùn đất phía dưới bị quét đi chừng 10cm, hai chân cùng khôi giáp trắng bạc ở phía dưới thân U Chavez Sky cũng đã bị thương tổn. Tất tất thoát phá, lộ ra cả da. Cạm bẫy của hắn, lấy bản thân bị thương, đổi lấy kẻ địch diệt vong. Lúc này, Glenn nhảy đến phía sau giám mục Uchave Sky rốt cuộc tình được cơ hội phản công. Hắn ở giữa không trung mạnh mẽ xoay người, phồng má mô phỏng tiếng súng hướng về phía ót kẻ địch. Phanh, phanh. Hai viên đạn không khí lần lượt trúng ngáy Uchave Sky. Đầu tiên là đánh nứt vị trí kim loại màu trắng bạc kia, tiếp theo làm cho nó vỡ ra, bại lộ vị trí mà nó phòng hộ. Glenn đang muốn cho một kích trí mạng, U Chave Sky đột nhiên đứng thẳng dậy, chuyển động thắt lưng, cuồng bạo quét ngang kiếm lớn hai tay ra sau. Tốc độ là nhanh như vậy, công kích là mạnh như thế, lên tựa như đã khó có thể tránh né. Nhưng mà, hắn lại từ trong túi áo rút ra một tờ giấy, đúng lúc chắn trước người. Xoảng. Thanh kiếm lớn va chạm cùng tờ giấy, nhưng lại phát ra thanh âm kim loại va chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng cả tòa giáo đường. Lên tựa như một quả banh tennis bị đánh bay ra ngoài, tờ giấy trong tay vỡ tung chỉ còn một chút kẹp ở trong ngón tay. Đang ở giữa không trung, hắn lập tức lại đối mặt với truy kích cuồng bạo mau lẹ không có tạm dừng của Uchave Sky, tình thế nguy cơ trùng trùng. Bất quá, hắn vẫn không chút bối rối, chỉ trung lên cổ tay. Mảnh giấy còn lại trong tay chợt bốc cháy, ánh lửa nhanh bành trướng, hoàn toàn bao phủ lên. Ô, thanh kiếm lớn chặt đứt đám lửa này, cũng không có sinh ra thương tổn gì, chỉ chế tạo ra một đám tia lửa. Vị trí một ngọn nến phía bên phải giáo đường, khói lửa mờ nhạt chợt khoách tán, xoay quanh một bóng người mặt đầy những vệt sáng. Glenn một lần nữa hiện ra, lại rút ra từ trong túi áo một tờ giấy dài. Bốp, cổ tay hắn rung lên, tờ giấy biến thành một sợi roi, ngoài sợi roi còn có lửa đỏ đậm đang thiêu đốt. Bốp, 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 Glenn xa xa vung roi, quất đánh giá một người khổng lồ. Nhưng vũ khí của hắn ở dưới kiếm lớn hai tay răng kín ánh sáng đón đỡ cùng công kích, nhanh chóng vỡ nát. Mà đây đúng là mục đích của Glenn. Bốp, bốp, bốp hắn liên tục búng ngón tay để cho mặt đất bốc lên từng luồng lửa lấy cái này ngăn trở uchave sky cùng đốt cháy hai chân đối phương đã không có hộ giáp khải giáp ánh bình minh khôi phục là tương đương thong thả trong khi ngọn lửa phun ra nuốt vào hai chân uchave sky bị thiêu ra dấu vết cháy đen cũng có vết đỏ đậm đang hướng lên trên nhưng mà cái này không có ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của giám mục người khổng lồ hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng tựa như một đầu xe lửa hơi nước rốt cuộc gia tốc đến điểm tối cao vậy vừa nhanh vừa nặng vừa, mạnh đánh vỡ ngọn lửa trùng trùng, vọt tới trước mặt Glenn. Tốc độ này nhanh đến không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, kiếm lớn hai tay của Uchave Sky sụp đổ, hóa thành một mảng những điểm sáng, quét ngang bốn phía. Hầu như là nháy mắt, Glenn đã lâm vào tình cảnh hẳn phải chết. Những que diêm còn lại trên người hắn lập tức bị đốt lên, ngọn lửa mãnh liệt hoàn toàn bao vây lấy hắn. Nhưng mà, cái này không có tốc độ nhanh như lốc xoáy ánh sáng thổi quét, màu đỏ đậm vừa hiện ra, đã lập tức bị nuốt hết thân thể lên theo đó mà vỡ nát, tiêu đi từng chút một, bất quá, chúng lại mất đi độ dày, biến thành giấy vụn. Phía sau Uchave Sky, một luồng lửa đỏ đậm bốc lên, lên đi ra từ bên trong. Hắn lấy ra một hộp diêm khác từ trong túi áo, quẳng về phía kẻ địch, tựa như muốn một lần dẫn cháy toàn bộ diêm, đồng thời thông qua không gian nhỏ hẹp trói buộc, chế tạo vụ nổ ở trình độ nào đó. Mà hộp diêm này nhằm vào đúng là, vị trí thân dưới không còn bảo hộ của Uchave Sky. Glenn nâng tay phải lên, búng ngón tay. Cùng lúc đó, giám mục Uchave Sky có người nhảy lên, đồng thời co đầu gối, thu hai chân lại. Bốp! Cùng với tiếng búng ngón tay là hộp diêm không có biến hóa, là một tiếng phành, là một viên đạn không khí chuẩn xác bắn vào vị trí ót khuyết thiếu bảo hộ của giám mục Uchave Sky, là một viên đạn trí mạng đã sớm có chuẩn bị. Đầu vỡ ra, máu tươi cùng vết trắng bắn ra, Uchave Sky ra nan quay đầu, mờ mịt mở miệng, ngươi! lạch cạch hộp diêm rơi xuống mặt đất bị lốc xoáy ánh sáng biến thành gồ ghề nhưng vẫn không bị điểm hòa Glenn cười cười nói tôi cho tới giờ cũng không có nói búng ngón tay chỉ có thể dùng để thao túng lửa không thể phóng ra đạn không khí ông xem bốp 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 hắn liên tục búng ngón tay để cho từng viên đạn không khí bắn trúng đầu u chave sky đánh nát sát đầu của hắn đánh vỡ đầu hắn bùm u chave sky mất đi hơi thở trùng trùng ngã xuống đất đại sảnh giáo đường cũng bị rung lên nhoi nhỏ Bốp. Glenn xoay người, lại búng ngón tay. Hộp diêm trên mặt đất lập tức nổ tung, hóa thành ngọn lửa đỏ đậm, mai táng thi thể to lớn của Uchave Sky. Glenn không có cảm ứng ngọn nến kỳ dị tồn tại, trực tiếp dựa vào thanh tỉnh cùng lý trí của bản thân, mạnh mẽ đi ra khỏi tầng dưới chót của tâm linh. Phía sau hắn, thi thể bao phủ ngọn lửa đỏ đậm, hừng hực thiêu đốt, thế giới tan rã từng chút một. Cảm giác hư ảo nào đó mất đi, Glenn lại thấy trong tay đang cầm ngọn nến kỳ dị kia thấy thân nến đen thui cùng ngọn lửa tái nhợt của nó. Mặt đất vừa rồi bị kỵ sĩ bình minh đánh nát, ghế dựa bị phá hư, cùng những ngọn nến bị chặt đứt đã khôi phục trạng thái trước khi chiến đấu, nhìn không ra nơi nào đã gặp tổn hại. Giám mục Uchave nguyên bản đứng sừng sững, ở đối diện không biết khi nào đã ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, đang cong lực phục xuống phía trước, cúi đầu, dùng hai tay ôm chặt hai bên thái dương. Tí tách, tí tách, mồ hôi chảy từ khuôn mặt hắn xuống, tụ tập ở bên chân, mặt đất nơi đó đã ướt một mảng lớn. Cảm nhận được ngọn nến kỳ dị đã bị lên tắt đi, U Chave Sky chợt cả người run run, ở trong đối phương nhìn chăm chú ngẩng đầu lên. Ánh mắt hơi đục ngầu của hắn đã răng kín nước mắt, trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn có dấu vết đã khóc. Nhưng mắt hắn là cảm hoài, là vui sướng, là sáng tỏ. Nếu nói vị giám mục người khổng lồ này trước đó có vẻ cao lớn mà trầm trọng, như vậy hiện tại, hắn chỉ còn lại có sức nặng của thân thể, không còn sức nặng của tinh thần nữa. Giờ khắc này, Glenn giống như thấy một đứa trẻ con mới sinh ra. Nước mắt nọ là chứng minh cho sự sản sinh này. U Chavez, Sky thần phụ khóe miệng nhách lên từng chút một, hiền hòa cười nói, cậu lợi hại hơn rất nhiều so với tôi dự đoán. Không, cái này chỉ là vì tôi trước có có đủ hiểu biết, làm tốt chuẩn bị tương ứng, mà ông quá khứ không chỉ không rõ ràng đối thủ am hiểu cái gì, còn bị suy yếu không ít. Nếu ở thế giới hiện thực chiến đấu như vậy với ông, vấn đề mà tôi lo lắng là nên chạy trốn như thế nào? Glenn thản nhiên hồi đáp, Ma thuật sư có chuẩn bị cùng ma thuật sư không chuẩn bị, là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Giám mục Uchave Sky không lằng nhằng ở vấn đề này, toàn thân đều lộ ra thoải mái nói, cảm tạ cậu, người bạn của tôi. Dựa theo ước định, ta sẽ mang phối phương dược sư cho cậu, mặt khác còn có một vật phẩm thần kỳ. Khi nói chuyện, hắn trong từ túi áo y phục giáo sĩ màu nâu lấy ra một vật phẩm giống, như kim tiêm, ống mềm, cùng lọ chứa kết hợp lại cậu có hai lựa chọn, đây là một trong số đó, lúc tôi có được nó, cũng không biết tên của nó, sau cũng không có nghĩ tới đặt tên cho nó, cậu có thể sử dụng nó rút ra một ống máu, máu của chính mình, đợi cho thời khắc máu chốt, lại chuyển trở vào, như vậy, mỏi mệt của cậu sẽ biến mất, bệnh tật cùng thương thế của cậu sẽ giảm bớt, sức lực, tốc độ, cân bằng tố chất các phương diện của cậu sẽ được tăng lên rất lớn trong thời ngắn. Giám mục Uchave Sky chỉ vào vật phẩm trong tay nói. Như vậy, hạn chế cùng, tai họa ngầm của nó thì sao? lên lý trí hỏi ngược lại. U Chave Sky thần phụ nhìn kim tiêm cùng ống mềm có hoa văn thần bí, giới thiệu chi tiết, sau khi rút ra một ống máu, cậu sẽ suy yếu 12 giờ, trong 12 giờ này chuyển trở về sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Đương nhiên, thời gian hạn chế cụ thể cũng không có tinh chuẩn như vậy, căn cứ thể chất cùng trạng thái cá nhân mà có tăng giảm, mặt khác, tốt nhất không cần sử dụng thường xuyên, một tuần không cần vượt qua một lần, nếu không máu tươi chuyển trở về trừ bỏ mang đến sức lực, còn có thể làm cho cậu mất đi lý trí ngắn ngủi mà khoảng cách rút máu quá ngắn cũng sẽ mang suy yếu trở thành đặc điểm của cậu. Trừ bỏ cái này, nó còn có một vấn đề, một khi mang theo bên người vượt qua nửa giờ, cậu sẽ trở nên có chút thần kinh. May mắn, giám mục Uchave Sky trước đó không có rút máu, bằng không, hắn quá khứ có thể lấy cái này chuyển trở về, hy vọng thắng của mình sẽ trở nên rất thấp rất thấp. Lên trước hết hiện lên một ý tưởng như vậy, chờ hắn hơi nhíu mày, đối với ảnh hưởng xấu của vật phẩm thần kỳ này có chút lo lắng mặc kệ là mất đi lý trí ngắn ngủi, hay là suy yếu mười hai mấy giờ, cùng với trở nên có chút thần kinh, đều là tai họa ngầm xem qua vấn đề không quá lớn, nhưng Glenn đã thấy qua người mất khống chế, nghe qua lời vô nghĩa của tả thần cho rằng, tinh thần trạng thái của người phi phàm rất quan trọng, nó nếu trường kỳ vận hành ở dưới đáy, hoặc thường xuyên xuất hiện dị thường, đều tương đương dễ dàng làm cho hiện tượng mất khống chế phát sinh, cho dù là người phi phàm nắm giữ cách sắm vai, cũng giống như vậy. Lựa chọn thứ hai thì sao? Glenn im lặng hai giây rồi nói, giám mục Uchave Sky từ trong một túi áo khác lấy ra một cái chìa khóa đồng thao hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, mỉm cười nói, nó gọi là chìa khóa vạn năng, có thể hỗ trợ cậu mở ra toàn bộ khóa không chứa lực lượng thần bí, cùng với bộ phận nhỏ khóa phụ ra hiệu quả siêu phàm, mà ở những nơi không có khóa hoặc là không có cửa, nó vẫn có thể mở ra một thông đạo không thuộc về hiện thực. Ha ha, điều kiện tiên quyết là không có lực lượng phi phàm hạn chế, chướng ngại cũng không tính là dày linh tính của nó hoàn toàn nội liễm thời điểm không sử dụng người phi phạm rất khó nhìn ra nó cùng với chìa khóa thường có gì khác nhau u chave sky thần phụ lại đứng lên để cho clan có thể nhìn mà lựa chọn vị giám mục người khổng lồ này xảy chân đi đến phía trước một bên vách tường đại sảnh giáo đường mang chìa khóa vạn năng kia để ở trên gạch đá hắn nhẹ nhàng xoay cả người nhất thời tựa như tiến nhập vào trong nước sau đó đẩy ra gợn sóng xuyên thấu vách tường ra đến bên ngoài ngay sau đó Giám mục Uchave Sky lại dùng phương thức đồng dạng quay trở về đại sảnh giáo đường, quay trở về trong tầm mắt lên. Cậu muốn chọn vật phẩm thần kỳ nào? Vị thần phụ cao lớn này cúi đầu hỏi. Ừm, chìa khóa vạn năng tai họa ngầm là gì? Glenn suy xét hỏi một câu. Giám mục Uchave Sky ôn hòa cười nói, người mang theo nó, ngẫu nhiên sẽ lạc đường. Căn cứ cách nói của người khác, hẳn là có thể lạc đường bất cứ lúc nào. Lạc đường. Ta là nhà bói toán, có được linh tính trực giác lên nói thầm một câu, trong lòng dần dần có quyết định. Qua vài giây, hắn mở miệng nói, tôi muốn chìa khóa vạn năng. Hắn cũng không muốn tinh thần trạng thái xuất hiện vấn đề, tích lũy phiêu lưu mất khống chế. Đáng tiếc, ta rất muốn ngọn nến kỳ dị kia. Cái loại chỗ sâu nhất trong tâm linh, tầng dưới chót cảnh trong mơ kia, tương đương với sân nhà của mình. Hắn ở trong lòng cảm thán một câu. Tốt. Giám mục Uchave Sky mang cái chìa khóa đồng thao phong cách cổ xưa kia đưa, cho Glenn, đổi trở về ngọn nến kỳ dị như bọc ra người. Thời điểm Clen xem kỹ vật phẩm thần kỳ, hắn chỉ chỉ phía sau nói, phối phương dược sư ở trong phòng, tôi đi lấy, cậu ở chỗ này chờ một chút. Clen gật đầu đáp lại, thừa dịp bóng dáng giám mục Uchave Sky biến mất khỏi đại sảnh, lấy ra đồng một penny, bói toán đối phương có ở chuyện chìa khóa vạn năng nói dối gì hay không. Sau khi được đáp án khẳng định, hắn đi đến bên vách tường đang bày những hàng nến ở phía trước. Mang chìa khóa đồng thao xa xưa kia để ở trên vách tường cứng rắn đưa vào linh tính, xoay chìa khóa, lên trước mắt đột nhiên hoa lên, chợt trở nên rõ ràng. Lúc này, trong tầm mắt hắn đã không còn ngọn nến thiêu đốt nữa, không còn ghế ngồi chỉnh tề cùng vách tường thẳng tắp nữa, chỉ là mặt đất đầy cỏ khô cùng một chút rác rưởi. Ở một bên, đang sừng sững một ngọn đèn đường khí gas. Thật sự đi ra rồi. Glenn mỉm cười gật đầu, xoay người, lại một lần sử dụng chìa khóa vạn năng, thành công về lại đại sảnh giáo đường lại chờ đợi mấy chục giây, Uchave Sky bước chân trầm trọng tiến vào, cầm trong tay một tấm da dê màu nâu vàng. Cậu có thể đi kiếm người giám định, nếu có vấn đề, tôi thủy chung ở giáo đường Harvard. Giám một người khổng lồ mang phối phương dược sư đưa cho Klein. Tài liệu chủ yếu, sừng độc giác phi mã trưởng, thành, kết tinh nọc độc sứa vương miệng ba gam. Klein mở ra xem lướt qua, mỉm cười đáp lại, tôi sẽ đi xác nhận thật giả. Ví dụ như, đến phía trên sương mù xám bói toán. Hắn bổ sung ở trong lòng, Giám mục Uchave Sky nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói gì nữa, xoay người đi tới phía trước Thánh Huy Sinh Mệnh Đại Địa Mẫu Thần. Hắn giang hai tay, trầm thấp tụng niệm, cảm tạ người, nguồn suối sinh mệnh, ca ngợi người, mẫu thân vạn vật. Lên thu hồi chìa khóa vạn năng cùng phối phương dược sư, sau khi Uchave Sky đình chỉ, nửa đùa nói một câu, chẳng lẽ tôi đến đây là đại địa mẫu thần an bài? Bằng không ông cảm tạ hắn làm cái gì? Lên ngụy tín đầu nữ thần đêm tối ở trong lòng chật chật nói đúng vậy tất cả cái này đều là mẫu thần an bài bằng không chuyện tôi tìm người hỗ trợ sẽ không truyền đến tai của cậu tôi cũng sẽ không đi đến bách lơn sẽ không thu hoạch ngọn nến tâm điểm kia giám mục Chave Sky ôn hòa cười nói không có chút vẫn nộ nào logic tính đồ đầy đủ mà trước sau như một nhưng lên đột nhiên cảm thấy không thể trao đổi cùng đối phương lấy thủ ấn ngực cúi chào nói cảm tạ khẳng khái của ngài tôi nên cáo từ hắn đứng thẳng dậy nhanh lui về phía sau, nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh giáo đường, biến mất khỏi phố Rose. 10 phút sau, hắn từ một phía khác lại thấy tường ngoài màu vàng của giáo đường Harvard, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Không bói toán mình sẽ không trở về được sao? Hắn tự nói không tiếng động, rất muốn quật cường dựa vào bản thân chiến thắng chuyện lạc đường này. Nhưng tay hắn nhanh hơn so với giọng của hắn, đã bẻ một cành cây từ hàng cây bên đường, làm thành bói gậy lâm thời. Bói gậy vừa có thể tìm người, cũng có thể tìm vật cùng tìm đường. Lúc này đây, Glenn rốt cuộc thuận lợi quay về nhà, đến phía trên sương mù sám xác nhận phối phương thật giả cùng tai họa ngầm của chìa khóa vạn năng lớn nhỏ thế nào. Ngày hôm sau, cũng chính là sáng sớm chủ nhật, Glenn tỉnh ngủ dùng bữa sáng, lấy ra giấy bút, viết phong thư cho Isengard Stanton, mời hắn tìm cảnh sát hỗ trợ, xác nhận tình hình gần đây của người hiểm nghi của án giết người liên hoàn 4 năm trước mục tiêu là kỹ nữ độc thân có mang theo một đứa nhỏ. Viết xong thư, sau khi mang nó nhét vào phong thư, Glenn dán lên lá tem màu đen một penny, mặc quần áo, cầm mũ cùng ba tong, đi ra khỏi nhà, chuẩn bị đi hòm thư cuối phố. Lúc này, hắn thấy bà Starling Summer cách vách đang cùng chồng Luke, trang phục chỉnh tề đi ra. Cửa của nhà họ đã ngừng một chiếc xe ngựa. Chào buổi sáng, dự tiệc sớm như vậy. Glenn hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi một câu. Luke ha ha cười nói, không xem như dự tiệc, đa phần là đi hỗ trợ. Bà Starling khẽ nhách cầm, Bổ sung, Mary thành công tiến nhập Ủy ban điều tra khí ô nhiễm Vương quốc. Đêm nay sẽ có một vũ hội long trọng, chúng tôi là đi hỗ trợ. Hy vọng của bà Mary đã đạt thành. Lợi hại. Lên cảm khái một câu, mỉm cười mở miệng nói, hai vị, thay tôi chúc mừng bà Mary. Luke Summer gật đầu nói, anh còn chưa có xem báo sáng nay à? Đã muốn đăng ra toàn bộ thành viên Ủy ban điều tra khí ô nhiễm. Chủ tịch Ủy ban là Des so, Tổng thư ký là Ngài Hinbehon. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đe so. Ngài Hin Be Đây là ai với ai vậy? Hoàn toàn không biết. Clen làm bộ mình không có nghi vấn, nửa đùa nói. Hy vọng bọn họ có thể mang đến cho Bách Lơn mây xanh cùng ánh mặt trời. Đúng vậy, tuy ở lò sưởi nhà mình đốt cái gì là tự do mỗi người, là quyền lợi pháp luật giao cho, nhưng mây xanh cùng ánh mặt trời là chuyện càng đáng để hướng tới. Luke Summer vị thành viên hiệp hội giảm khói than này phụ họa cảm khái một câu, chỉ chỉ xe ngựa đã đến nói, Chúng ta nên đi rồi, Mary bức thiết cần một ít giúp đỡ. Starling Summer ra vẻ rụt rè bổ sung, có lẽ sẽ có nghị viên, đại khu Bách Lơn, hoặc là vương quốc đến dự tiệc. Có thể tưởng tượng yến hội này long trọng. Glenn lễ phép khen tặng một câu, nhìn theo vợ chồng Summer lên xe rời khỏi. Ngay ở lúc hắn xoay người, chuẩn bị đi đến hòm thư cuối phố, một người phát thư mặc đồng phục màu xanh lục đi xe ngựa đến, bỏ vào hộp thư báo ở cửa nhà hắn một phong thư. Thư của mình lên lấy ra một sâu chìa khóa, tùy tay lựa chọn ra chiếc hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa gần như có màu đồng thau. Răng rắc, chìa khóa vạn năng thoải mái mở ra hộp thư báo. Về sau có thể chỉ mang một chiếc chìa khóa này ra ngoài. Glenn lẩm bẩm một câu, lấy ra báo đã đặt cùng lá thư vừa rồi. Phong thư này đến từ Isengard Stanton. Ngày hôm qua hắn cũng lật xem án giết người liên hoàn chưa phá trước đây, lấy ra mấy vụ đáng hoài nghi nhất trong đó, cũng thông qua cảnh sát, bước đầu xác nhận tình huống trước mắt người bị tình nghi tương ứng, vì thế viết thư cho Klen cùng Cassano các thám tử tư để ý phương hướng này, chia sẻ thu hoạch của mình. Phương diện này vừa lúc bao gồm hai án mà lên trọng điểm chú ý, đại thám tử nổi danh ý kiến cũng giống nhau mà. Mình vừa, rồi cũng là viết không rồi. Klen tự mình trêu chọc một câu, rồi quay về phòng khách. Căn cứ y sen miêu tả, án sát hại những người đi về muộn tra xét rất nhiều người, nhưng Thủy Trung không thể tập trung được kẻ hiểm nghi khi đã cách nhiều năm còn muốn một lần nữa tìm kiếm manh mối đã là chuyện cực kỳ khó khăn hầu như không có hy vọng gì mà bốn người hiểm nghi trong án đó một là thiếu niên mẹ hắn cũng là người bị hại kỹ nữ độc thân chỉ có một đứa con là hắn hắn chịu đủ ngược đãi quái gờ ác độc đến từ mẹ là đối tượng thứ nhất cảnh sát hoài nghi nhưng sau khi án kia xảy ra không đến nửa năm hắn đã trọng thương trong một vụ xã hội đen xử nhau ở khu đông tử vong ở tại phòng giải phẫu ngoại khoa bệnh viện từ thiện thi thể của hắn ở dưới chứng kiến, bị đốt thành cho cốt, mai táng ở Nghĩa Trang. Như vậy, hắn đã không thể có liên quan cùng án giết người liên hoàn hiện tại. Nếu không có hỏa táng, mình khẳng định sẽ đi đào mộ xác nhận một chút. Glenn chết rồi sống lại thật sự lo lắng tới khả năng đối phương cũng là như vậy. Ba người hiểm nghi còn lại, một ở trong những năm sau đó liên tiếp chuyển nhà, cảnh sát đã mất đi nắm chắc tình huống của hắn, cần nhiều thời gian hơn để truy tìm. Một đã trải qua phá sản, từ khu Bắc tiến nhập đông khu một vẫn duy trì nguyên dạng, còn đang kinh doanh tạp hóa ở con đường lúc trước. lên một lần nữa lấy ra giấy viết thư, trước đem miêu tả tình huống tương ứng, tiếp theo, xin người nhận thư âm thầm quan sát hai người bị tình nghi có địa chỉ cụ thể. hắn cường điệu nói, hung thủ án giết người liên hoàn đều là tàn nhẫn, hung ác, có tính công kích mãnh liệt, xin hãy cẩn thận, không cần tới gần bọn họ quá mức, tựa như bản thân chỉ là hàng xóm bình thường mà tiến hành quan sát. tôi cần tin tức là trạng thái tinh thần của bọn họ gần đây. Ví dụ như, có nóng nảy hay không, có thích nhốt mình ở trong phòng, rất ít trao đổi cùng người khác hay không, có đánh nhau với người khác hay không. Cái này cũng là tin tức hắn có được từ chỗ mặt trời. Sau mỗi một lần giết người, ác ma đều sẽ dựa theo nghi thức yêu cầu, ăn nội tạng người bị hại, đồng thời cũng bị trong trạng thái vây khát máu nóng nảy muốn thương tổn người khác, cho đến khi người bị hại mới xuất hiện. Sau khi lại cường điệu một lần phải chú ý an toàn bản thân, lên gấp lại lá thư, mang nó nhét vào phong thư mới, ở mặt ngoài dán lên lá tem màu đen. Tiếp theo, hắn viết tên của người nhận thư, thám tử Stuart, Khu Queen trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn. Suzy ghé vào góc sáng thư phòng, nhìn như nhàm chán quan sát bốn phía. Bá tước hôn bụng đã có chút phình ra rút tẩu thuốc, nói với con trai cả đứng ở đối diện, Hinbe, con có biết cha, vì sao nhất định để cho con tiến vào Ủy ban điều tra khí ô nhiễm không? Hinbe hôn sớm có suy nghĩ liền hồi đáp, cha hy vọng có thể ảnh hưởng đến chế định pháp luật cùng chính sách tương quan. Không. Tuy cha là đại cổ đông thứ hai liên hiệp than đá và sắt thép Caston, nhưng cha cũng không quá để ý vấn đề này. Cha đã sớm đốc thúc bọn họ làm ra điều chỉnh tương ứng. Kiểm soát khí ô nhiễm là thủy triều tương lai. Đối với điểm này, cha không chút nghi ngờ. Hinbe, tuy nhà chúng ta có ghế nghị sĩ thượng viện cố định, con sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nghị viên thượng viện. Nhưng mà, trừ bỏ những người có thân phận đặc thù như nghị trưởng, vì sao đều là nghị viên thượng viện? Có quý tộc sẽ có được lực ảnh hưởng lớn hơn. Hinbe suy tư rồi nói: Tức vị, tài phú, địa vị buôn bán, cùng với quan hệ ở trong chính phủ cùng quân đội, cái này chỉ là một bộ phận trong đó. Mặt khác còn có năng lực xử lý sự vụ của bản thân. Con người sẽ luôn tin đồng loại có được kinh nghiệm phong phú, đã tham dự không ít chuyện. Con tương lai nếu muốn làm việc ở trên chính đàn, trừ bỏ kế thừa ghế nghị sĩ, còn phải tận lực tham dự các loại sự vụ, biểu hiện ra năng lực tương ứng, từng bước thể hiện ở trong tầm mắt các vị nghị viên các vị đại thần, để cho bọn họ chậm rãi cảm thấy con đáng tin cậy. Đây là nơi phát ra lực ảnh hưởng của bản thân con." Hinbe nhìn nước Cộng hòa Intis một cái, nhìn tình cảnh trước mắt của quý tộc bọn họ một cái, con nên rõ ràng, theo thời gian trôi qua cùng xã hội phát triển, đặc quyền bên ngoài sẽ bị suy yếu, tước vị sẽ càng ngày càng không quan trọng, chỉ là một danh hiệu mang tính danh dự, địa vị lĩnh vực buôn bán cùng lực ảnh hưởng của bản thân mới là chuyện con nên chú ý." Bá tước hôn giảng giải chi tiết, "Nếu gặp chuyện không am hiểu thì sao?" Hinbe trầm ngâm nói. Vậy ngụy trang ra con có thể xử lý. Không cần để ý sẽ lãng phí tiền tài hay không. Xây dựng đoàn đội chuyên nghiệp, nghe ý kiến bọn họ, từ đó đưa ra quyết định. Mỗi người đều có rất nhiều lĩnh vực không am hiểu, chỉ có tiền tài là toàn năng. Bá thước hôn điểm một câu. Hinbe có chút giật mình hồi đáp, con rõ ràng, thưa cha. Lúc này, Suzy ở bên cạnh nhàm chán ngáp một cái. Đợi cho tất cả chấm dứt, nó tiến vào phòng vẽ tranh. Của Audrey, mang những gì nghe thấy lặp lại một lần cuối cùng than thở, tôi hoàn toàn không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Audrey có chút suy nghĩ nghe xong rồi cười nhẹ nói, đây là chuyện tốt cho ngươi không cần phải ngửi những thứ khó ngửi. Phải không? Suzy cái hiểu cái không hỏi ngược lại. Audrey không có trả lời nó, ngược lại nghĩ tới một việc khác. Nàng nguyên vốn định lặng yên dẫn đường các nghị viên chú ý tới tình huống ác liệt của khu đông, nhà xưởng khu cùng khu cảng, nhưng trong hai lần tụ hội xã giao gần đây, nàng phát hiện mình thế mà tìm không ra cơ hội. Quý tộc này, nghị viên này, nhân viên cao cấp chính phủ này, căn bản sẽ không nói đến chủ đề cùng loại, muốn dẫn đường cũng không thể nào dẫn đường. Lại đã đến buổi chiều thứ hai, Glenn nhàn nhã từ câu lạc bộ Cry quay trở về số 15 phố Minsk. Bởi vì Stuart bên kia còn chưa có đưa ra kết quả bước đầu điều tra, hắn tạm thời lại tìm không thấy đối tượng có thể bồi dưỡng thành dược sư, cho nên, ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có việc gì, rõ ràng đi câu lạc bộ cry luyện súng, đọc sách cùng với ăn uống. Trong quá trình này, hắn lại quen biết với nhiều hội viên câu lạc bộ, đây là nguồn của nghiệp vụ sau này. Lên cảm khái một câu, đi nghịch bốn bước, tiến nhập phía trên sương mù xám. Hắn làm từng bước tiến hành các loại chuẩn bị, đầu tiên là hiện ra người giả thế giới, quen thuộc kỹ xảo thao túng mắt toàn màu đen, tiếp theo phát đi cho mặt trời tin tức tụ hội Taro sắp bắt đầu. Hoàn thành tất cả cái này, lên đợi đến 3 giờ, sau đó đưa tay đụng vào các ngôi sao đỏ thẩm đối ứng các vị thành viên thành lập liên hệ củng cố, ma thuật sư cũng có ngôi sao hư ảo thuộc về mình. Phất qua tìm cớ chuyên tâm sáng tác, đuổi đi Hu, lúc này, trước mắt nàng nhoáng lên một cái, nháy mắt thấy trào ra sương mù xám trắng. Trong nháy mắt, nàng phát hiện mình đã ở trong sương mù xám thần bí sâu thẳm kia, ở trong cung điện nguy nga hùng vĩ kia, trước mặt là bàn dài đồng xanh loang lổ xa xưa, xung quanh có từng bóng người sương mù che chắn mơ hồ khó có thể thấy rõ. Từng bóng người, từng bóng người. Đây là thành viên tụ hội mà ngài kẻ khờ nói. Phất cẩn thận đề phòng nhìn tất cả cái này, Cảm giác thành viên tham gia tụ hội bí ẩn này đều là người phi phàm cực kỳ cực kỳ mạnh. Trừ bỏ mình, nàng chuột dạ vừa sợ e ngại thầm nghĩ, bất quá, đổi góc độ suy xét, mình là danh sách chính cũng có thể gia nhập, thành viên khác cũng không nhất định quá lợi hại, tụ hội này yêu cầu rõ ràng không phải thực lực mạnh mẽ, mà là nguyên nhân nào đó thành lập liên hệ với ngài kẻ khờ. Phất nhanh chóng phủ định phán đoán trước đó, hơi chút thả lỏng một chút. Cùng lúc đó, chính nghĩa Audrey cũng phát hiện tụ hội hôm nay có một người mới là nữ, hu hay là phớt, thông qua khảo tra, hay là người khác. Audrey thiếu chút nữa quên vấn an tới ngài kẻ khờ, chỉ nghĩ tỉ mỉ quan sát đặc điểm thành viên mới. Cho dù bóng dáng đối phương có mơ hồ, cũng có thể nhìn ra được màu tóc cùng hình dáng, nghe được cách phát âm cùng với những lời quen dùng. Ừm. Mình cũng phải chú ý, người treo ngược từ sớm đã từ một ít phát âm đặc thù, cùng với thói quen sử dụng từ ngữ đặc thù của mình, xác nhận mình là một quý tộc. Audrey đứng lên, hơi nhắc váy, đối với Glenn ngồi phía trên nhất của bàn dài đồng xanh nói, chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Ân cần thăm hỏi xong, nàng không có che giấu bản thân tò mò, liếc mắt nhìn thành viên mới ngồi cùng một hàng với mình một cái, cười cười hỏi, vị này là. Glenn tư thái nhàn nhã ngồi ở vị trí thuộc về kẻ khờ, nhìn quanh một vòng nói, vị này là tiểu thư ma thuật sư, thành viên mới của chúng ta. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Phớt, nhất nhất giới thiệu, vị này là tiểu thư chính nghĩa, vị này là người treo ngược, phớt một bên gật đầu thăm hỏi với danh hiệu cùng người đối ứng một bên quan sát mấy vị thành viên nọ tiểu thư chính nghĩa là một người nữ tóc vàng tựa như khá là trẻ tuổi tư thế ngồi tương đương tao nhã người treo ngược tóc lam sậm hỗn độn như dòng biển dáng người không tính to lớn tuy không thích nói chuyện nhưng thời điểm bị hắn nhìn chăm chú sẽ có loại cảm giác bất an hắn hẳn là thủ lĩnh thế lực nào đó mặt trời giống như chỉ là một thiếu niên thực im lặng thực nội liễm trừ cái đó ra không nhìn ra cái gì khác, có lẽ, cậu ta cũng nhỏ yếu giống như mình. Thế giới ánh mắt rất lạnh, tương đương âm trầm, vừa thấy đã biết không dễ chọc. Tiểu thư tác giả viết sách tận tình phát huy tinh thông của bản thân. Thời điểm nàng quan sát các thành viên khác, những thành viên này cũng đang quan sát. Trong đó, chính nghĩa Audrey nhìn là cẩn thận nhất. Từ dáng người có thể bài trừ hư, tóc nâu, hơi xoăn, đây là phớt à? Tạm thời không thể bài trừ khả năng ngài kẻ khờ lôi kéo người khác. Ừm, phát âm cùng khẩu hình nhất trí, là bách chi tiết khí tràng cùng màu sắc cảm xúc cũng thực ăn khớp ngài kẻ khờ, hẳn không có khả năng chuyên môn giả tạo hình tượng cho thành viên. Hắn không, cần phải giấu giếm cái gì. Chỉ vài giây đánh giá, Audrey đã hầu như mang bóng người mơ hồ kia cùng hình tượng phớt, trong đầu chồng lại cùng một chỗ. Lại từ phương diện khác tìm thêm, là cơ bản có thể khẳng định. Nàng hưng phấn chờ đợi nghiệm chứng năng lực phi phàm của bản thân. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy mình không cần thiết phải bại lộ thân phận với Phớt. Lưu lại một chút bí mật vẫn tốt hơn. Ừm, xem cô ta khi nào thì có thể phát hiện. Chính nghĩa Audrey thu hồi tầm mắt, cười nhẹ nhẹ, im lặng bằng quan. Lúc này, bởi vì không có nhật ký Russell mới, Glenn thao túng thế giới mở miệng nói, tôi muốn biết tình báo hai danh sách ác ma cùng người thủ hộ. Hắn khẳng định mặt trời biết tình huống chi tiết ác ma danh sách 6, bởi vì đối phương lần trước nhắc tới ác ma học, để không bại lộ bản thân đang điều tra án giết người liên hoàn, hắn cố ý bỏ thêm người thủ hộ danh sách 5 con đường chiến thần con đường này, còn được gọi là con đường người khổng lồ, đúng là đường chủ lưu người phi phàm thành bạc trắng, mặt trời không có khả năng không rõ ràng. Trong đó chiến sĩ danh sách 9, chuyên gia chiến đấu danh sách 8 cùng đại sư vũ khí danh sách 7, Glenn đã sớm từ trong tư liệu kẻ gác đêm nắm giữ đặc điểm tường tận, mà tình báo kỵ sĩ bình minh danh sách 6, hắn mới từ chỗ Uchave Sky thần phụ biết được, cho nên, có thể hỏi, có thể được giá tốt, có thể không lãng phí, chỉ còn lại có người thủ hộ danh sách 5. Mặt khác, hắn không có hỏi trực tiếp mặt trời, mà là tuyên bố ủy thác này đối với mọi người, bởi vì dựa theo giả định, thế giới gia nhập hội Taro không bao lâu không có khả năng biết thành bạc trắng, nắm giữ con đường người khổng lồ. Đơn thuần chỉ là danh sách ác ma mà nói, tôi hiểu biết một ít tình huống. Người treo ngược AAG sở giáo hội gió bão có địa vị nhất định nói xen vào. Mặt trời Zerak Bơ nhìn hắn một cái, không hề suy nghĩ, thẳng lưng nói, hai danh sách này, tôi đều rất rõ ràng. Tôi muốn thù lao là, tình báo tương quan đọa lạc tạo vật chủ. Hai phần tình báo đồng giá hay không, từ ngài kẻ khờ xác định. Nói tới đây, hắn mới nhớ mình chưa có trưng cầu ngài kẻ khờ đồng ý hay không, vội quay đầu về nhìn phía trên, tôn kính thỉnh cầu một câu. Mặt trời đây là không thể trách tôi, đây là chính cậu yêu cầu. Lên khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhẹ một tiếng nói, có thể. Hơn nữa luận hiểu biết đối với tạo vật chủ chân thật, nam nữ đang ngồi ở đây, cũng không bằng mình. Hắn đúng lý hợp tình ở trong lòng bồi thêm một câu thời điểm bọn họ trao đổi, ma thuật sư Phớt ở bên cạnh nghe mà sừng sốt, danh sách ác ma là con đường ác ma. Danh sách mấy? Người thủ hộ lại là con đường nào? Danh sách mấy? Mình sao lại chưa nghe nói qua? Thần ơi, bọn họ thế mà muốn trao đổi tình báo tạo vật chủ chân thật. Vị kia được xưng là tồn tại xa xưa nhất mạnh nhất trong thần linh. Mình gia nhập đến cùng là tổ chức gì vậy? Thu được kẻ khờ trả lời khẳng định, thế giới không chút do dự nói, thành giao. Tôi xin trao đổi riêng. Thật muốn nghe mà nhưng gần đây phải tiết kiệm, cách năm mới còn hơn 2 tháng nữa, nhịn xuống, Audrey. Chính nghĩa Audrey chớp chớp mắt, lưu luyến từ chỗ mặt trời thu hồi tầm mắt. Bọn họ chợt bị lên che chắn thị giác, thính giác cùng trực giác linh tính. Thế giới nhanh chóng cúi đầu, ở trên trang giấy hiện ra viết hiểu biết của bản thân đối với tạo vật chủ chân thật, bao gồm người khổng lồ treo ngược cùng con mắt đằng sau tấm màn các hình tượng chính thống, bao gồm tin tức như thành viên hội cực quang cho rằng, vị tà thần này chính là chúa sáng tạo tất cả lúc ban đầu. Đến cuối cùng, Glenn còn phụ ra khí, tức cảm ứng thần linh ở lần trước mình tiếp xúc với con của tà thần. Ấn tượng trực quan sau khi nghe thanh âm của tạo vật chủ chân thật, đọa lạc, vạn vẹo, đẫm máu, điên cuồng, tà dị. Ngay sau đó, hắn để ngài kẻ khờ đưa ra đánh giá, phần tình báo này giá trị hơi cao hơn so, với tin tức hai danh sách ác ma người thủ hộ, nhưng kém không lớn. Cảm tạ ngài, ngài kẻ khờ. Mặt trời Zerak thành khẩn tiếp nhận tấm da dê kia, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ xem mấy lần, mà một điểm trong đó hắn chú ý nhất chính là tạo vật chủ chân thật được xưng là chúa sáng tạo tất cả lúc ban đầu vặn vẹo đọa lạc điên cuồng jerek đọc thầm những từ này trong mơ hồ tựa như thấy được bi kịch màu đen bao phủ trên những người ở thành bạc trắng hơn hai ngàn năm chẳng lẽ chúa cũng không có vứt bỏ chúng ta chỉ là hắn điên rồi mặt trời jerek phát hiện mình thế mà đã không hề kháng cự dùng ý tưởng báng bổ này đánh giá chúa sáng tạo tất cả thần toàn trí toàn năng mà thành bạc trắng sùng bái cậu nên đáp lại vấn đề của tôi. Thế giới khàn khàn thúc giục một câu. Zerek thu liễm suy nghĩ sôi trào mà bi ai, im lặng hai giây rồi nói, sinh vật chủng tộc khác nhau sau khi uống vào ác ma. Sinh ra biến dị cũng không giống nhau, đều có đặc điểm nhất định, anh muốn biết là loại ác ma nào. Thế mà còn có loại khác nhau. Glenn hơi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chợt phát hiện một việc, đó chính là ý tưởng của mình trước đó tồn tại điểm mù của tư duy. Nếu, nếu như hung thủ án giết người liên hoàn, không phải nhân loại, mà là động vật thì sao? Uống vào ma dược đối ứng, biến dị thành động vật ác ma. Nó từng bước một, từng danh sách một biến thành ác ma. Tuy xác suất này rất thấp, động vật mất khống chế phiêu lưu xa xa cao hơn nhân loại, nhưng vạn nhất loại chuyện này xảy ra thì sao? Phải điều tra điểm này. Nhưng cái này vấn đề lại càng nhiều, động vật biến dị ác ma là từ nơi nào có được thuốc cùng tài liệu phi phàm. Nó hẳn không thể nào gia nhập những nhóm người phi phàm nhân loại. Glenn bảo chỉ im lặng, thao túng thế giới nói, tôi muốn biết là đặc điểm chung của toàn bộ chủng loại ác ma. Mặt trời Zerek nhớ lại cùng sửa sang lại tri thức rồi nói, một điểm làm cho người ta sợ hãi của ác ma là, nếu anh có thể ở trong thời gian rất ngắn tạo thành nguy hại trí mạng đối với hắn, cùng áp dụng nó vào trong hành động thực tế, vậy hắn có thể cảm ứng được, nhận thấy được, bao gồm nơi phát ra nguy hiểm là từ đâu, phát ra từ ai, từ đó suy xét bóp chết hoặc trả thù. Điểm này, chừng từ vài phút đến một ngày, ác ma khác nhau có trực giác khác nhau năng lực này có chút dọa người mà nhưng cùng trực giác dự cảm thằng hề không phải một loại tựa như không thể dùng vào trong chiến đấu mà là phát hiện nơi phát ra nguy hiểm trước đúng lúc đưa ra ứng đối càng tiếp cận với ừm năng lực tâm huyết dâng trào trong tiên hiệp đời trước đã xem không biết mình có không gian thần bí phía trên sương mù xám này có thể quấy nhiễu thậm chí che chắn loại trực giác này hay không stuart sẽ có nguy hiểm hay không lên dựa ra sau tựa như đối với chủ đề mà mặt trời cùng thế giới thảo luận không có hứng thú. Zerak thấy thế giới không có biểu hiện kinh ngạc, tiếp tục nói, bọn họ đều có được năng lực hóa lớn thân thể, từ đó dãy khỏi trói buộc, tăng lên lực lượng cùng tốc độ trong thời gian ngắn, da của bọn họ xuất hiện biến dị, tương đương với khoác lên một tầng khôi giáp cứng rắn, máu cùng thịt cũng có thể cản trở vật phẩm, giảm bớt thương tổn, bọn họ miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố, không sợ hãi nguyên rủa cùng lửa trình độ nhất định, bọn họ có thiên phú pháp thuật lửa cùng ô uế. Bọn họ máu lạnh, không kinh hoàng, không sợ hãi, có năng lực chiến đấu rất mạnh, thiện sử dụng các loại vật phẩm tạo thành thương tổn. Nhược điểm lớn nhất của bọn họ là dễ mất khống chế, cho dù không có, cũng sẽ thường xuyên biểu hiện ra máu lạnh cùng tàn nhẫn mà điên cuồng sẽ có, dễ dàng bị các loại dục vọng như khát máu cùng giết chóc làm khống chế. Thật sự rất mạnh, không hổ là ác ma danh sách 6, chẳng lẽ ở trong 22 con đường phi phàm, ở danh sách cao trở xuống, danh sách 6 hoặc danh sách 7 là cửa chất biến? Trên điểm này, danh sách khác nhau có khác nhau, bởi vậy, chúng nó mới có thể phân biệt thành danh giới của con đường danh sách trung cổ đại cùng hiện đại. Lên thao túng thế giới nói, tôi rất hài lòng với tình báo của cậu. Zerek không có khiêm tốn, gật đầu, lại nói, người thủ hộ rất ít bị thương tổn. Một khi bọn họ chuyển nhập trạng thái thủ hộ, bỏ qua công kích, danh sách cao trở xuống rất ít ai có thể đánh vỡ phòng ngự của bọn họ. Các loại hình thương tổn đều như vậy. Thời điểm bọn họ công kích, phòng ngự tương ứng sẽ hạ xuống không ít nhưng vẫn mạnh hơn xa khôi giáp toàn thân tinh luyện. Kiếm ánh bình minh của bọn họ, lốc xoáy ánh sang của bọn họ, cùng với năng lực phi phàm khác, làm cho bọn họ đối với loại hình quái vật nào cũng có thể tạo thành thương tổn. Bọn họ không bị ảo giác mê hoặc, bọn họ có thể giúp bạn bè gánh vác thương tổn trong phạm vi nhất định, thủ hộ đối phương. Theo mặt trời Zerek miêu tả, lên nhịn không được cảm thán một câu ở trong lòng, kỵ sĩ bình minh phòng ngự so sánh với người thủ hộ, tựa như đứa nhỏ so với thể trạng cùng sức lực với người lớn vậy người thủ hộ chỉ sợ có thể cứng rắn kháng cả đạn. Trong chiến tranh thời đại này, không bị pháo tập trung bắn, hắn quá nửa không chết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi cho mặt trời Zerek nói xong, Glenn thao túng thế giới gật đầu nói, chi tiết hơn so với tôi tưởng tượng. Giao dịch hoàn thành. Thế giới lời còn chưa dứt, Glenn đã muốn thao tác đồng bộ giải trừ che chắn đối với chính nghĩa, người treo ngược cùng ma thuật sư. Trường hợp im lặng ngắn ngủi vài giây, thế giới nhìn quanh một vòng, âm trầm cười nói, tôi tạm thời không có nhu cầu gì khác. Phất đại khái thăm dò được lưu trình cùng đặc điểm nhất thời nóng lòng muốn thử, muốn cầu ảo thuật đại sư danh sách tám đối ứng học đồ. Nàng tinh tưởng nhớ rõ, ngài kẻ khờ có nói qua, mình sở dĩ chịu lời vô nghĩa lúc trăng tròn làm khó, là vì tầng sinh mệnh còn chưa đủ cao, loại đau đớn này sẽ theo danh sách bản thân tăng lên mà hạ xuống. Điều này làm cho Phất khẩn cấp muốn thu hoạch phối phương đến tiếp sau. Bất quá, cái này sẽ bại lộ con đường phi phàm của mình chờ mọi người trở nên quen thuộc biết được càng nhiều của nhau bại lộ thì bại lộ cũng không tính là chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng vài lần tụ hội gần đây vẫn che giấu một chút miễn cho bị thành viên tụ hội này tập trung vào mình ở thực tế phớt coi như bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói tôi muốn phối phương dược sư cùng ảo thuật đại sư dùng tiền giao dịch nàng cố ý ở nhu cầu chân thật của mình tăng thêm phối phương dược sư lấy cái này quấy nhiễu phán đoán người khác nếu có thành viên nào thực sự có phần phối phương này nàng sẽ cứ theo lẽ thường mà lấy vào sau tăng giá bán cho tử tước Le khát vọng phối phương này đã lâu, dù sao nàng khẳng định sẽ không chịu thiệt, nói không chừng còn có thể kiếm một số lớn. Về phần tiền, Phớt tạm thời cũng không thiếu, không chỉ bản thân nàng có tiền nhuận bút vẫn liên tục tiến vào tài khoản của nàng, tích tiểu thành đại, cộng thêm những khoản thu ngoài của nàng. Ví dụ như ở trong hai sự kiện Zillingers cùng Backline ơn đại sứ Intis, từ chỗ tiểu thư Audrey thu được thù lao 650 bảng. Đáng thương cho Hùng bản thân bỏ tiền trợ người nhà của hai người đã chết trong sự kiện Rainers, chi hơn 200 bảng, không biết chờ cho sự việc trôi qua, tiểu thư Audrey sẽ chi trả cho cô ta hay không? Tờ giấy viết tôn danh ngài kẻ khờ, là phát hiện từ trong bìa cuốn sách nhà tử tước Lelin, chẳng lẽ vị tổ tông nào đó của người này đã từng là thành viên tụ hội? Đây là một cái tụ hội đã triển khai cả trăm năm. Phất suy nghĩ đột nhiên có chút phát tán. Chính nghĩa Audrey chỉ cách nàng hai cái ghế, sau khi nghe thấy đối phương muốn mua phối phương dược sư cùng ảo thuật đại sư chỉ hơi ngẩn ra đã chuẩn xác bắt lấy tâm tư đối phương cô ta chính là phớt ảo thuật đại sư là cho bản thân dược sư là cho lelin lấy tiền lời cũng lấy cái này lẫn lộn tầm mắt che giấu người khác audrey hơi gật đầu không thể nhận ra đã chắc chắc đối với thân phận ma thuật sư danh sách bản thân có thể không cao nhiều lắm tám khả năng rất lớn chỉ có chín cũng không biết ngài kẻ khở từ nơi nào kéo đến có chỗ nào đặc thù khẩu âm mang theo đặc sắc của Bách Lơn, nhưng vị tất ở Bách Lơn. Người treo ngược AAG cũng đang quan sát thành viên mới, bước đầu xác nhận đối phương sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bản thân. Mặt trời Zerek thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ phỏng đoán tiểu thư ma thuật sư thuộc về khu vực thành bạc trắng, hay là thế giới của đám người tiểu thư chính nghĩa kia. Glenn thì thương hại liếc mắt nhìn tiểu thư ma thuật sư một cái, đối với cố gắng che giấu tung tích của cô ta không ôm hy vọng gì. Khi cô gặp một kẻ đọc tâm rất quen thuộc đối với cô, cho dù biết được năng lực đối phương từ trước, cùng làm đề phòng tương ứng, cũng không thể che giấu được ý tưởng chân thật, huống cô cái gì cũng không rõ. Kẻ khờ Klen ở trong lòng thở dài thay tiểu thư ma thuật sư. Cùng lúc đó, hắn thao túng thế giới, khàn khàn nói, tôi có phối phương dược sư, 230 bảng. Về phần phối phương ảo thuật đại sư, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm cho cô, nhưng không chắc có thể thành công. Dùng phối phương dược sư đổi lấy tiền cùng mang nó bồi dưỡng một sự trợ giúp hữu dụng là, không có gì mâu thuẫn là có thể tiến hành đồng thời, cho nên, lên để cho thế giới mở miệng trước, miễn cho bị người treo ngược cùng mặt trời trận đường. Về phần phối phương ảo thuật đại sư, hắn chỉ có một chút ý tưởng. Ở hắn xem, vật phẩm thần kỳ chìa khóa vạn năng này, đại khái có liên quan đến đối ứng học đồ danh sách chín ảo thuật đại sư, ở phía trên sương mù xám bói toán ngọn nguồn của nó, nói không chừng có thể phát hiện chút manh mối. Ừm, thật ra biện pháp thuận tiện nhất là hỏi tồn tại nghi ngờ là ngài ghét kia, hắn không ngừng mà ở lúc trăng tròn lẩm bẩm, trừ bỏ cầu cứu nhắm chừng còn có dạy phối phương cùng cách sắm vai để cho mục tiêu mạnh lên hoàn thành được nhiệm vụ có yêu cầu cao nhưng đáng tiếc là trước khi mục tiêu mạnh lên căn bản không có cách nào lắng nghe lời vô nghĩa của hắn vừa nghe đã sụp đổ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế cái này hình thành vòng tuần hoàn chết lên thản nhiên cảm khái một câu phớt không vội vã đáp lại lời nói của ngài thế giới ngược lại nhìn quanh một vòng nhưng phát hiện người treo ngược chính nghĩa cùng mặt trời đều không có ý tứ mở miệng rất hiển nhiên bọn họ cũng không biết phối phương dược sư cùng ảo thuật đại sư cụ thể là cái gì. Ngài thế giới, hy vọng ngài có thể nhanh chóng tìm được phối phương ma dược ảo thuật đại sư. Phất im lặng vài giây rồi nói, mà phối phương dược sư, tôi hiện tại có thể mua được, tôi nên trả thù lao như thế nào. Đối phương xem ra cũng là người duen, nguyện ý nhận đồng bảng. Bất quá, đồng bảng so với các loại tiền khác vẫn được ưa chuộng nhất. Trong khi nói chuyện, Phất cũng phán đoán lai lịch thế giới. Thế giới hoàn toàn không để ý đến đánh giá của cô ta, trầm thấp nói cô sau khi trở về mang tiền hiến tế cho ngài kẻ khờ như vậy giao dịch xem như hoàn thành lưu trình hiến tế cụ thể là hiến tế ngài kẻ khờ còn có thể nhận hiến tế tầng sinh mệnh của hắn đạt tới loại trình độ này khó trách hắn dùng kiểu lời nói đó miêu tả chủ nhân lời vô nghĩa khi trăng tròn phớt vừa sợ vừa kinh ngạc lại cảm thấy đương nhiên mà lắng nghe ghi nhớ giảng thuật xong lên ở trước mặt thế giới hiện ra phối phương dược sư để cho người giả kia đưa cho tiểu thư ma thuật sư giao dịch từ ngài kẻ khờ chứng kiến cô không cần lo lắng là giả tôi tin tưởng ngài kẻ khờ phất lúc này gật đầu mở ra phối phương tập trung ghi nhớ lúc này chính nghĩa audrey không đành lòng để người quen vất vả như vậy để điểm một câu cô có thể ở lúc hiến tế đồng thời xin ngài kẻ khờ giúp cô hồi tưởng không cần đặc biệt ghi nhớ gặp vấn đề cũng có thể thông qua tụng niệm phương thức tôn danh mà khẩn cầu với hắn hắn chính nghĩa tiểu thư thế mà dùng đại từ nhân xưng đại biểu thần linh xưng hô ngài kẻ khờ hắn hắn chẳng lẽ thật sự là hắn nhưng mà hắn vì sao lại nguyện ý hỗ trợ làm việc nhỏ này cũng không đúng chỉ cần nghi thức ma pháp thỏa đáng bảy vị thần linh chính thống cũng thường xuyên đáp lại tín đồ hoàn thành thỉnh cầu của bọn họ phớt nghiêng đầu nói với chính nghĩa cảm ơn nhắc nhở của cô danh hiệu của cô chính là phẩm cách của cô audrey bỗng nhiên có chút chuột dạ nàng chợt nghĩ tới một vấn đề vội mở miệng nói tiểu thư ma thuật sư cô có biết cách sắm vai không cách sắm vai. Phớt mê hoặc nhìn về phía đối phương. Nàng rất nhanh phát hiện các thành viên mặt trời cùng người treo ngược đối với danh từ này, đều không có phản ứng gì, hiển nhiên rất rõ ràng nó đại biểu cho cái gì. Tụ hội hôm nay làm cho mình cảm giác mình tựa như, cô nương nông thôn vừa tới Bách Lơn vậy. Mình tốt xấu cũng tham gia nhiều tụ hội người phi phàm như vậy mà. Phớt nửa là bi ai nửa là vui sướng nghĩ. Nàng không khỏi muốn lấy phần cảm xúc này phần cảm giác này viết một quyển tiểu thuyết, tên là Du Ký trong mơ của tiểu thư World cô tựa như cũng không rõ ràng cho lắm. Audrey căn cứ phản ứng cùng biểu hiện của đối phương đưa ra phán đoán khẳng định. Nàng xoay người, nhìn phía trên cùng của bàn dài xa xưa, đối với bóng người bao phủ xương mù xám nồng đậm nói, ngài kẻ khở, có thể mang cách sắm vai nói cho tiểu thư ma thuật sư không? Nếu có thể, cô ta cần trả giá cái gì? Audrey vốn tính trực tiếp hỏi có giống như trước đây hay không, là dùng tờ nhật ký Russell mới đổi lấy cái này, nhưng chợt nghĩ nhóm người phi phàm mà phớt giao lưu cũng trùng với mình khá nhiều, như vậy mình sẽ mất đi rất nhiều cơ hội được nhật ký russell cái này không phải vấn đề quá quan trọng phớt sớm hay muộn sẽ biết ngài kẻ khờ cần nhật ký russell mà mình khẳng định cũng sẽ tham gia những nhóm người phi phẩm khác nhưng mà cô ta biết mình có vài tờ nhật ký russell nếu muốn sưu tập tìm đầu tiên khẳng định là mình nhưng nhật ký này của mình ngài kẻ khờ đều đã xem qua sau lần tụ hội này mình phải tìm cơ hội nói cho phớt nói nhật ký russell này đã vô ý đánh mất chính nghĩa audrey thôi diễn ra phản ứng dây chuyền dùng ngôn ngữ thân thể kiệt lực mang lo lắng của bản thân thể hiện với ngài kẻ khờ. Tiểu thư chính nghĩa là ám chỉ cái gì? Ừm, cô ta quen biết với Phớt, nhưng không muốn bại lộ thân phận, nói cách khác, cô ta không hy vọng thủ lao mà mình đưa ra sẽ tạo thành phức tạp phương diện này. Glenn có chút suy nghĩ cười khẽ một tiếng, cô cứ quyết định, cô tới giảng giải, tôi không muốn lặp lại vấn đề tương tự. Đây là tôn trọng đối với nữ thần. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, ca ngợi ngài kẻ khờ. Chính nghĩa Audrey trong lòng bỗng nhiên nhảy nhót, nàng thẳng lưng, khẽ nâng cầm, cố gắng không quá giống như bình thường nhìn ma thuật sư Phớt nói, cách sắm vai là phương pháp nắm giữ ma dược nhanh hơn, hạ xuống trình độ lớn nhất phiêu lưu mất khống chế. Cô muốn biết không? Còn có loại phương pháp này? Thật hay giả? Ngài kẻ khờ là đại nhân vật tầng cao như vậy, khẳng định sẽ không ở loại việc nhỏ này gạt người. Phớt trợn to đôi mắt, mấp máy môi nói, muốn. Chỉ cần là người phi phàm, vốn không có ai không muốn biết phương pháp như vậy. Phớt đột nhiên có chút kích động, Audrey chân thật nói tiếp, hai yêu cầu, một là không được ngài kẻ khờ cho phép, không thể nói cách sắm vai cho người khác. Hai là trả thù lao 200 bảng. Nàng lúc ban đầu tính chỉ dùng nhật ký Russell quy ra tiền, lúc trước nàng cùng người treo ngược dùng bao nhiêu trang nhật ký để hoàn lại, thì đưa ra giá thành tương ứng. Nhưng trên thực tế, nhật ký Russell bởi vì không thể phá giải, bán thật sự rẻ, hơn nữa rất nhiều thời điểm, thật giả không thể xác định, đổi ra tổng giá trị là có chút có lỗi với cách sắm vai, vì thế, nàng ở trên đó đã thêm vào một ít. Ừm. Nếu người của ngài kẻ khờ không thiếu tiền, vậy từ mình nhận lấy 200 bảng này, sau tìm kiếm nhật ký trả lại cho ngài kẻ khờ. Audrey đã nghĩ xong những giao dịch sau đó. 200 bảng. Phương pháp hạ thấp phiêu lưu mất khống chế chỉ 200 bảng. Cái này quá, quá, rẻ đi. Phớt vừa mừng vừa sợ lo đối phương đổi ý, không chút do dự liền mở miệng thành giao. Sau khi nói xong, cô ta mới có chút đau lòng, cảm thấy tiền gửi trong ngân hàng của mình đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hạ xuống. Chính nghĩa Audrey đang muốn xin trao đổi một mình, bỗng nhiên phát hiện một việc, đó chính là thế giới ngồi ở dưới cùng, của bàn dài đồng xanh hoàn toàn không có biểu hiện hứng thú đối với cách sắm vai, ngay cả xúc động hỏi cũng không có. Hắn nguyên bản đã nắm giữ cách sắm vai, hoặc là lén hỏi qua ngài kẻ khở. Audrey lẩm bẩm một câu, vẫn cẩn thận làm đầu thỉnh cầu hoàn cảnh trao đổi một mình. Tiếp theo, nàng nhìn về phía phớt, châm trước cách dùng từ cùng phát âm mà nói, Thái độ của chúng ta đối với ma dược không nên là nắm giữ, mà là tiêu hóa. Mấu chốt tiêu hóa là sắm vai, chìa khóa sắm vai lại là tên của ma dược. Vì sao?" Phất bật thốt lên hỏi. Nàng hơi suy xét, lại bổ sung một vấn đề, vậy nên sắm vai như thế nào đây? Audrey nhớ lại tư thái cùng ví dụ của ngài kẻ khờ lúc trước, lập lại tòa thành, thủ vệ, thiệp mời, giả trang một loạt miêu tả này, cuối cùng nói, tóm lại, mục đích sắm vai là điều hòa thân tâm, linh, vòng qua ngoan cố để kháng tinh thần còn sót lại của ma dược, đánh nát cùng tiêu hóa nó. Thân là một tác giả tiểu thuyết, Phớt có sức tưởng tượng rất mạnh, đồng thời khi chính nghĩa nói xong, ở trong đầu nàng cũng đã xuất hiện hình ảnh cùng cảnh tượng tương ứng, cơ bản lý giải ý tứ đối phương muốn biểu đạt. Như vậy, thì ra còn có thể tiêu trừ ảnh hưởng tinh thần còn sót lại trong ma dược như vậy, hạ xuống phiêu lưu mất khống chế. Càng nghĩ, mình càng cảm thấy cái này có khả năng thực hiện. Phớt nghi hoặc dần dần giảm bớt, cảm giác vui mừng chậm rãi lấp đầy tâm linh của nàng. Cuối cùng, nàng xác nhận một câu như hỏi, đây là ngài kẻ khở dạy. Đúng vậy, nếu không có ngài kẻ khở, chúng tôi có lẽ đã mất khống chế, chúng tôi còn tồn tại chứng minh cách sắm vai hữu hiệu. Chính nghĩa Audrica ngợi từ đáy lòng nói. Hô! Phất lặng yên thở hắt ra, chỉ cảm thấy tương lai của mình tràn ngập hào quang hy vọng. Cái này chẳng lẽ chính là kỳ ngộ mà trong các loại tiểu thuyết miêu tả. Cảm giác thật sự là tốt đẹp. Bất quá, vẫn không thể sơ ý, ngài kẻ khờ có lẽ là một tà thần không có ý tốt, che giấu thật sự sâu. Phớt ở trong lòng nhắc nhở bản thân một câu. Chợt nàng bắt đầu suy nghĩ vấn đề càng thêm quan trọng, đó chính là nên sắm vai học đồ như thế nào. Đơn thuần tự ý tứ mà nói, học đồ là thể hiện kỹ nghệ ở các phương diện còn chưa thành thục, vẫn phải nhận dạy dỗ, cần chuyên tâm học tập. Không thể kệ mạnh, không thể kiêu ngạo, phải hiểu được sức lực bản thân nhỏ bé. Phớt nhanh chóng phát tán tư duy, cũng không có nhận thấy hoàn cảnh trao đổi riêng đã bị đình chỉ. Lúc này, mặt trời Zerek im lặng nhìn chung quanh một vòng, cắn răng nói, tôi muốn biết bảy thần trong miệng mọi người phân biệt là bảy vị thần linh nào, cùng với tình huống đại khái của họ. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vấn đề đã nằm ở trong lòng từ lâu. Cái này tôi biết. Chính nghĩa Audrey ban đầu suýt nữa không có thể phản ứng lại, nhưng nàng rất nhanh đã biết rõ mặt trời là đang hỏi cái gì, vì thế đưa tay phải lên, cùng lúc đó người treo ngược cùng thế giới cũng thể hiện bản thân có thể trả lời bọn họ đang làm cái gì phớt mờ mịt nhìn cố gắng nhớ lại vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó nàng nhớ lại vấn đề của mặt trời cùng nghiệm ra ý tứ ẩn hàm trong lời nói đối phương không thể nào cậu ta thế mà không biết bảy thần cậu ta là ở nơi đâu vậy phớt ngạc nhiên nhìn về phía mặt trời có vẻ chỉ là một thiếu niên ở bắc đại lục trừ bỏ đứa nhỏ còn không hiểu chuyện không ai không biết bảy vị thần linh chính thống ngay cả bần dân cùng người vô gia cư gian nan sinh sống cũng không ngoại lệ đối với bọn họ mà nói giáo đường ngẫu nhiên phát ra thực vật miễn phí là mê người như thế viện tế bần mở ra là một ánh nến trong tuyệt vọng người nam đại lục nhưng mà hắn vì sao phải ở trong này hỏi vấn đề đơn giản như thế hoàn toàn không cần thiết trực tiếp tìm một tòa giáo đường xin mục sư hoặc là thần phụ nói cho là có thể biết rõ ràng nội dung tương quan Mặt trời đến cùng là sống ở nơi nào? Thật sự là một quái thai mà. Phớt nói thầm đồng thời nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược cùng thế giới đối với cái này cũng không kinh ngạc. Lúc này, kẻ khờ lên bao phủ ở trong sương mù thấy có ba người muốn đáp, cười cười nói, mặt trời cậu muốn giao dịch cùng ai? Cậu nguyện ý trả thù lao gì? Mặt trời Zerek mím môi, suy nghĩ vài giây rồi nói, tôi giao dịch với mỗi một người bọn họ. Như vậy mới có thể thu được tình báo toàn diện nhất. Zerek ở trong hoàn cảnh ác liệt của thành bạc trắng, ở trong vài lần tuần tra cùng hành động thanh trừ trước đó, đã trưởng thành một ít. Cậu ta dừng một chút rồi nói, thù lao là có thể hỏi tôi một vấn đề, loại mà tôi có thể trả lời. Tôi đáp ứng, tôi đối với thành bạc trắng cảm thấy rất hứng thú. Chính nghĩa Audrey không chút do dự cười nhẹ nói. Thành bạc trắng. Đây là nơi nào? Mình sao chưa từng nghe nói qua? Phớt mờ mịt nhìn xung quanh, cảm thấy mình hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Audrey liếc mắt nhìn cô ta một cái có lòng tốt giải thích một câu mặt trời không ở nam bắc đại lục cũng không ở đảo nhỏ nào trên đại dương thành bạc trắng là ở ngoài tri thức hoặc là cực hạn thăm dò của chúng ta gạt người à phớt theo bản năng trong đầu xuất hiện một ý niệm như vậy bất quá biểu hiện của mặt trời cùng mọi người không có khả năng liên hợp lại lừa gạt suy nghĩ của mình làm cho cô ta nhanh chóng tiếp nhận giải thích của Audrey tụ hội bí ẩn này càng thêm không thể tưởng tượng so với mình tưởng tượng ngài kẻ khờ càng thêm lợi hại so với mình tưởng tượng. Phất âm thầm thở ra, cảm khái hai câu. mơ hồ đọc ra ý tưởng của cô ta hiện tại, nhất thời rất muốn khoe ra hạ trung tướng gió lốc Zillingers, Beck Lanh ơn đại sứ Intis, cùng tội phạm lừa đảo Rayners tử vong đều là vì chuyện hội Tarot làm. Đáng tiếc, ba chuyện này nếu như để Phất biết, cô ta lập tức có thể liên tưởng ra Audrey là chính nghĩa, giữ bí mật, giữ bí mật, thực vất vả cũng phải giữ bí mật. Chính nghĩa Audrey bỗng nhiên hít sâu một hơi, bởi vì không biết thành bạc trắng, không biết nên hỏi cái gì, phớt không có nhúng vào giao dịch này, lựa chọn bằng quan. Mà người treo ngược cùng thế giới lần lượt đáp ứng thỉnh cầu của mặt trời Zerak. Vui vẻ nhất lại là Klen, đối với hắn mà nói, cái này ý nghĩa thu hoạch từ một biến thành ba. Khi trao đổi nội dung riêng, kẻ khờ là có thể nghe được. Mà Klen hiển nhiên không tính che chắn bản thân. Mặt trời thật sự là chất phác mà. Hắn ở trong lòng cười một tiếng. Bởi vì tin tức tương quan đến bảy thần rất nhiều, chính nghĩa, Người treo ngược cùng thế giới chỉ có thể mang những gì mà bản thân cho rằng là trọng điểm viết ra. Qua một hồi, bọn họ phân biệt mang miêu tả của bản thân truyền đưa cho mặt trời. Zerek nhanh xem qua một lần, ánh mắt dừng lại ở những từ. Ngoài Chúa sáng tạo tất cả, thần linh xa xưa nhất là mặt trời vĩnh hằng, Chúa tể của gió bão, thần tri thức cùng trí tuệ, giáo hội của họ cũng là giáo hội xa xưa nhất. Mình vì sao chưa nghe nói qua? Thần linh này, mình chưa nghe nói qua một ai cả. Mình cảm giác phương diện này cất giấu một số chuyện rất quan trọng mặt trời Zerek biết tụ hội Taro thời gian có hạn, vì thế vội vàng đọc xong đã, tính sau khi trở về lại khẩn cầu ngài kẻ khờ, xin hắn hỗ trợ nhắc lại ký ức. Ngay sau đó, đầu tiên đưa ra vấn đề là chính nghĩa Audrey. Bởi vì án giết người liên hoàn, nàng cảm thấy rất hứng thú đối với danh sách ác ma này, vì thế bắt trước thế giới, hỏi vấn đề tương ứng. Zerek thuần thục trả lời, cùng bổ sung một câu, người phi phạm con đường vực sâu ở danh sách bảy đối ứng, có thể tiến hành quấy nhiễu hữu hiệu đối với bói toán cùng thông linh. Năng lực ác ma thật sự là đáng sợ, không biết bác sĩ tâm lý danh sách 7 của ta mình có thể mang đến chất biến hay không, hoặc là phải tới danh sách 6. Audrey nghe mà có chút sợ hãi. Vấn đề thứ hai đến từ chính người treo ngược Aegis. Người này tựa như đã suy xét từ lâu, nhìn mặt trời, trầm giọng mở miệng nói, "Tôi muốn hiểu biết thần thoại sáng thế thành bạc trắng." Zerek hơi tỏ ra căng thẳng thả lỏng một chút rồi nói, "Tất cả thần sáng tạo toàn trí toàn năng, tiến nhập ngủ say." Người khổng lồ Vương Onmia, rồng không tưởng Angrwydd, tinh linh Vương Sunier Solim, thủy tổ quỷ hút máu Lilith, ác ma quân Vương Farbauti, thủy tổ chim bất tử Gregory, dị chủng Vương Quahitun, vua Malang Freguera, chia cắt quyền chủ di Lưu, trở thành chúa tể bầu trời, đại địa cùng hải dương, chúa tể hiện thực, linh giới cùng tinh giới, chúa tể thần linh các chủng tộc, thần linh chân chính, thần linh xa xưa Freguera. Klen ở một bên lắng nghe bỗng nhiên chú ý tới một từ quen thuộc mỗi khi hắn thu được tấn thăng, thời điểm trạng thái không ổn định, hoặc thời điểm tiếp xúc ảnh hưởng lưu lại từ bút ký gia tộc Antic Owners, bên tai luôn sẽ quanh quẩn lời vô nghĩa hư ảo không biết đến từ nơi nào. Hon Akis, Freguera, Hon Akis, Freguera, Hon Akis, Freguera. Glenn từ sớm đã biết Hon Akis chỉ tòa sơn mạch di tích quốc gia bóng đêm kia, nhưng Thủy chung không rõ ràng cho lắm từ Freguera này đại biểu cho cái gì. Mà hiện tại, hắn lần đầu tiên ở trong miệng người khác nghe thấy được Freguera. Vua Ma Lang, một vị thần linh xa xưa. Nhưng mà, hắn vì sao lại liên lụy một chỗ với sơn mạch Hon Akis? Glenn vẫn duy trì tư thế không thay đổi, im lặng nghe mặt trời Zerek tiếp tục giảng thuật. Bọn họ có ngã xuống ở trong tranh đấu lẫn nhau, có sau khi Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng thức tỉnh, bị tước đoạt quyền hành. Trước đó là sáng thế thần nói, mặt sau lại là lịch sử chân thật trải qua của thành bạc trắng. Người treo ngược Aages nghe được ý vẫn chưa hết, rất muốn hiểu biết, thêm một bước, nhưng lại ngại ở mặt trời không muốn nhiều lời, chỉ có thể ngừng đúng lúc, chuyển sang tự suy nghĩ. Vua Malang Freguera ở kỷ đệ nhị, cũng chính là kỷ nguyên bóng tối trước đại tai biến rất lâu, đã rời khỏi sân khấu lịch sử. Glenn vừa suy tư, vừa thao túng thế giới đạt vấn đề. Hắn nguyên vốn muốn hỏi, người phi phạm danh sách nào có thể tự do chuyển hoán giữa thân thể cùng linh thể, tựa như tiểu thư Saron vậy, nếu mặt trời không biết tri thức phương diện này, thì mới chuyển sang vấn đề khác. Nhưng hiện tại, hắn đã có chuyện càng quan trọng càng muốn hiểu biết hơn, vì thế âm trầm khàn khàn mở miệng nói, tất cả về vua Ma Lang Freguera. Mặt trời Zerek hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn thế giới một cái, hơi nhíu mày nói, đối với vị thần linh xa xưa này, tôi biết cũng không nhiều. Hắn được xưng hô là hủy diệt Ma Lang cùng hắc dạ Ma Lang. Hắc dạ Ma Lang. Hắc dạ. Lên hơi hơi nheo mắt lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em li Cà Phê nhé. Quốc gia bóng đêm ở ngọn núi cao nhất sân mạch Hon Arkes, tím ngưỡng chúa tể bóng đêm, mẫu thân của trời. Cái đó cùng hắc dạ ma lang Freguera tồn tại quan hệ nhất định. Cho nên, ta nghe lời vô nghĩa hư ảo mới là Hon Akis. Freguera. Hắc dạ ma lang Freguera vị cổ thần này lại có liên hệ gì cùng nữ thần? Dựa theo cách nói của Russell, danh sách không tương đương chân thần, mỗi một danh sách chỉ có một danh sách không nữ thần kế thừa đúng là quyền lực của hắc dạ ma lang đều không phải là thần linh xa xưa nhất đều không phải là tự xưng tạo vật chủ một mắt ừm manh mối phụ như thế cũng không có tính chứng minh người học phái sinh mệnh sùng bái ánh trăng sùng bái tạo vật chủ một mắt diễn hóa mà thành vầng trăng đỏ rực nhưng không tín ngưỡng nữ thần đêm tối lên liên tưởng đến rất nhiều sự việc thao túng thế giới cân nhắc mở miệng không có nội dung khác à không có chuyện vua ma lang freguera ở thành bạc trắng cũng thuộc về thần thoại truyền thuyết Mặt trời Zerek cho rằng mình trả lời gần như là không có, có chút xấu hổ đề nghị, ngài thế giới, ngài có thể đổi vấn đề khác. Đổi vấn đề khác. Mặt trời cậu rất ngay thẳng. Tôi sẽ không khách khí. Lên để cho thế giới khàn khàn nói, sự thành thật cùng thủ tín của cậu làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Tôi trước đó gặp một người phi phàm, hắn có thể tự do chuyển hoán giữa thể xác cùng linh thể, cùng có thể sai khiến sắc sống. Cậu có biết cái này thuộc về con đường nào danh sách nào không? Tuy mặt trời ở nơi thần khí, ở thành bạc trắng, không có khả năng sinh ra liên hệ cùng thủ đô Bách Lân Vương quốc Duen, nhưng Glenn cẩn thận là trên hết, vẫn thay tiểu thư Saron từ nàng đổi thành hắn. Đúng rồi, hắn cũng không phải là cường giả danh sách cao. Thế giới trầm thấp bồi thêm một câu. Mặt trời Jerex tập trung nhớ lại nội dung đã học, nếu không phải cường giả danh sách cao, vậy là có thể bài trừ con đường chim bất tử. Con đường chim bất tử. Glenn cố ý để cho thế giới biểu hiện ra kinh ngạc nhất định. Tham gia nhiều lần tụ hội như vậy, mặt trời Zerek đã cực kỳ rõ ràng. Ở trên con đường danh sách, xưng hô mà thành bạc trắng, quen thuộc có sai biệt nhất định với miêu tả của đám người tiểu thư chính nghĩa, cho nên cũng không kỳ quái mà giải thích, chính là chúa tể tử vong, bộ phận con đường phi phàm nắm trong tay linh giới. Danh sách chính của nó là người nhặt xác, thì ra là con đường tử thần. Như vậy xem ra, thủy tổ chim bất tử Gregory chính là viễn cổ tử thần. Glenn tư thế không thay đổi ngồi ở trên nhất của bàn dài đồng xanh, Thao túng thế giới gật đầu nói, tôi rõ ràng, cậu tiếp tục. Mặt trời Zerek lúc này hồi đáp, tôi có thể nghĩ đến chỉ có hai khả năng. Một là ác ma đặc thù, giống như trước đó tôi đã nói, chủng tộc khác nhau diễn biến ra ác ma có khác nhau, trong đó tồn tại loại hình thân thể cùng linh thể có thể tự do chuyển hoán. Nhưng cái này khá là thưa thớt, hơn nữa vị tất có thể sai khiến sắc sống. Nhân loại có thể chứ? Thế giới hỏi ngược lại. Không được, ít nhất tôi không biết có ví dụ nào tương tự. Mặt trời Zerek thành thực nói, Vậy khả năng thứ hai là gì? Glenn hồi tưởng biểu hiện của tiểu thư Saron lúc bình thường cùng trong chiến đấu, mà thế giới cũng theo đó cải biến tư thế ngồi. Zerak nghiêm túc hồi đáp, dị chủng. Dị chủng? Cái này không phải chỉ quái vật sao? Thế giới khàn khàn hỏi ngược lại. Glenn tinh tưởng nhớ rõ, ngài Azar từng đề cập qua, dị chủng là chỉ nhân loại gọi chung chịu nguyên rùa, bởi vì nguyên rùa khác nhau, nhóm dị chủng hình thành chủng tộc khác nhau. Bọn họ bình thường giống như nhân loại, nhưng trong lòng thủy trung tiềm tàng dục vọng vạn vẹo bị đè nén xuống đợi cho môi trường riêng xuất hiện hoặc là bị sự vật gì đó kích thích sẽ bùng nổ sẽ biến thành quái vật tùy ý khát vọng thỏa mãn giết chóc khát máu vân vân mỗi một lần bọn họ bùng nổ sẽ lạnh lùng một chút cuối cùng hoàn toàn mất đi tình cảm của nhân loại trong đó mang tính đại biểu nhất chính là người sói mặt trời Zerek thản nhiên gật đầu nói đúng vậy dị chủng chính là đặc tính phi phàm nào đó mang đến ảnh hưởng xấu mà từ trong nhân loại phân hóa đi ra các loại quái vật không phải nguyền rủa mà là đặc tính phi phàm nào đó mang đến ảnh hưởng xấu. Kẻ khờ lên ngồi ngay ngắn trong sương mù xám nồng đậm phát hiện cái đó, cùng ngày Asgard miêu tả có khác nhau. Đây là nhận thức đối với dị chủng trước đại tai biến. Thường thức mỗi người đều biết của thành bạc trắng, đối với người phi phàm Nam Bắc Đại Lục mà nói, đều tương đương quý giá. Lên càng thêm nhận thức được chỗ đặc thù của nơi thần khí. Lúc này, Zerach tiếp tục nói, đặc tính mà dị chủng có vừa lúc hình thành một con đường phi phàm. Cho nên, nhân loại bình thường thông qua uống ma dược, cũng có thể biến thành dị chủng. Con đường dị chủng. Đây là chỉ con đường nào? Đối ứng danh sách chín gọi là gì? Glenn cảm thấy tò mò để cho thế giới hỏi. Mặt trời Zerek cũng không để ý đây là vấn đề thứ mấy của đối phương, xem nó là tất yếu mà bổ sung. Ở thành bạc trắng, danh sách chín đối ứng tên là tù phạm. Tâm là tù phạm của thân, thân là tù phạm của thế giới. Cái này chỉ điên cuồng bị trói buộc cùng dục vọng bị áp lực. Tù phạm con đường này nắm giữ ở trên tay hoa hồng học phái. Bọn họ lấy hiến tế đẫm máu mà thành danh, sùng bái cái gọi là thần bị trói. Tiểu thư Saron xem qua cũng không giống người lạnh lùng như thế lạm sát như thế. Đợi một chút, Maric hình như là bị thế lực nào đó truy đuổi. Hắn cùng tiểu thư Saron là kẻ phản bội học phái hoa hồng. Vì không muốn biến thành tà giáo đồ điên cuồng mà phản bội. Glenn có chút suy đoán rồi để cho thế giới nói. Tôi thực hài lòng với trả lời của cậu giao dịch hoàn thành. Kế tiếp, mấy thành viên chia sẻ hiểu biết cùng tin tức. Glenn thì ở trước khi linh tính tiêu hao hầu như không còn, kịp thời kết thúc lần tụ hội Tarot này. Đợi cho phía trên sương mù xám quay về bình tĩnh, ngay cả người giả cũng không còn, hắn bắt đầu qua lại giữa không gian thần bí cùng thế giới hiện thực, mang chìa khóa vạn năng đưa vào trong cung điện xa xưa. Tuy mình từ nhật ký Russell suy đoán con đường học đồ này, đại khái không có danh sách không, nhưng vẫn không thể lỗ mãng, danh sách một cùng danh sách hai nói không chừng đều có thể tiến hành cách không phản kích hữu hiệu hơn nữa vạn nhất thực sự có danh sách không thì sao không thể lấy sinh mệnh đi đánh cược lên thư giãn một hồi viết ra câu bói toán nguồn gốc của nó ngay sau đó hắn cầm chìa khóa vạn năng để tránh cách gọi nó này chỉ hướng sai lầm sau đó tựa lưng vào ghế dựa lên thẩm đọc câu bói toán dần dần tiến vào ngủ say trong thiên địa xám xịt si hư ảo vỡ thành từng mảnh nhỏ hắn thấy một cái chân nến đồng xanh với nhiều ngọn nến bốn phía của ngọn đèn Tựa như là một mật thất, không có ánh sáng từ bên ngoài vào, có đặt một cái bàn dài, ở trên có những thứ như nồi sắt màu đen, bình thủy tinh, bút ký màu nâu vân vân. Một người nam trẻ tuổi mặc trường bào cổ điển màu đen đứng ở phía trước bàn dài, đang ngẩn ra mà nhìn bình thuốc trong tay. "Các tổ tiên, con muốn bước trên đường siêu phàm, con nhất định có thể tái hiện vinh quang gia tộc Abraham." Hắn thì thào tự nói, uống cạn bình thuốc kia. Cơ thịt khuôn mặt hắn vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không ngừng dãy giụa không ngừng bóp lấy cổ của chính mình ngắn ngủn vài giây hắn xé nát quần áo kéo rách ra ra biến thành một quái vật toàn thân máu chảy đầm đìa phanh huyết nhục nổ tung mỗi một mảnh tựa như đều có sinh mệnh lực không ngừng hướng leo lên bốn phía để lại dấu vết ăn mòn cuối cùng chúng nó không có thể rời khỏi mật thất chậm rãi quy về trầm tĩnh từng điểm ánh sáng tụ tập kết hợp cùng một ngon tay gãy hóa thành một cái chìa khóa bằng đồng thao hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa. Cùng lúc đó, Glenn nhìn thấy, trong những mảnh quần áo rách nát có một cái đồng hồ bỏ túi màu bạc được, khảm kim cương. Cảnh trong mơ theo đó chấm dứt, hắn nhìn về phía trước, thở dài nói, thật là, nói muốn khôi phục vinh quang gia tộc Abraham, kết quả bước đầu tiên đã thất bại. Trở thành danh sách chính cũng có phiêu lưu nhất định. Gia tộc Abraham là đại quý tộc vương triều Tudor kỷ đệ tứ, Nghe nói nắm giữ đường phi phẩm học đồ này, nhưng rất có khả năng không hoàn chỉnh. Glenn nhớ lại hình ảnh vừa thấy, ngón tay khẽ gõ mép bàn dài, như lẩm bẩm nói, nói là tiếng duen, nghe không ra là khẩu âm nơi nào. Khảm ở trên đồng hồ là kim cương thuần túy mà không phụ ra bảo thạch khác, là chuyện 10 năm gần đây. Rảnh rỗi lại đi giáo đường Harvard, hỏi U Chavez Sky thần phụ một chút từ nơi nào có được chìa khóa vạn năng. Có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Ngay ở lúc Glenn chuẩn bị rời khỏi phía trên sương mù xám, ngôi sao hư ảo tượng trưng ma thuật sư có bành trướng cùng có rút, đây là Phất đang thỉnh cầu cử hành hiến tế nghi thức. Phất nguyên bản sẽ không mang nhiều tiền mặt như vậy ở trên người, nhưng cô ta trước, đó đã chuẩn bị tham gia tụ hội người phi phàm, cho nên, chuyên môn để lại 500 bảng, xem có mua được vật phẩm mà mình muốn hay không. Ai ngờ, tụ hội tương ứng lại bởi vì vấn đề thế cục bị hủy bỏ, cho nên vừa lúc có tiền để trả cho phối phương dược sư cùng thù lao cách sắm vai, tổng cộng 430 bảng thấy màn ánh sáng xuất hiện, thấy tiền đưa vào đã biến mất, phất ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, thành tâm thành ý cảm tạ ngài kẻ khờ. Phối phương dực sư bán cho tử tước Le Lin 300 bảng là tốt rồi, không thể quá tham, cái này sẽ phá hư quan hệ hợp tác lâu dài. Chỗ tiểu thư Audrey, tạm thời không đi quản, cô ta có hy vọng tiếp xúc hội tâm lý luyện kim, trực tiếp thu được phối phương đối ứng, nếu quả thật không được, ta lại đến tụ hội Tarot cầu mua. Ôi chao, quan sát cách sắm vai có hữu hiệu hay không? Nếu có, thì suy xét vấn đề khẩn cầu ngài kẻ khờ như thế nào. Ô, hu ngu ngốc này, bình thường luôn là người trọng tài, bất chi bất giác phù hợp yêu cầu của cách sắm vai. Phất nghĩ ngợi về tương lai. Đồng thời khi nhận 430 bảng thanh toán, Glenn cũng thu được tiểu thư chính nghĩa khẩn cầu. Cô ta nói, nếu quyến giả ngài kẻ khờ không cần tiền mặt, cô ta có thể dùng nhật ký Rousseau sưu tầm được đổi lấy 200 bảng tiền mặt kia, chắc chắn sẽ làm cho ngài kẻ khờ hài lòng. Mình đã rất hài lòng, chỉ thiếu mấy chục bảng mình đã có một nghìn bảng lên uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của tiểu thư chính nghĩa tiếp theo hắn lại bận rộn giúp mặt trời gọi lại tư liệu đã ghi nhớ làm xong tất cả cái này lên mệt mỏi trở lại thế giới hiện thực kéo màn ra một lần nữa lật xem hồ sơ án giết người liên hoàn tìm kiếm động vật có thể tồn tại kia thành bạc trắng trong căn phòng chật trội mặt trời jerek ngồi ở bên giường im lặng hồi tưởng tư liệu bảy thần hôm nay thu được đó là tên thần linh hoàn toàn chưa nghe nói qua đó giống như là thần thoại viễn cổ, đều cho hắn thấy rõ một thế giới mới vị trí khu vực hoàn toàn khác, với thành bạc trắng. Đó là một mảng đại địa không bị thần vứt bỏ. Hoặc là nói, đại địa được tân thần phù hộ. Zerek không có động tác gì ngồi ở trong bóng tối, ngoài cửa sổ thường thường liền sẹt qua tia chớp, mang đến hào quang mãnh liệt. Hắn chậm rãi mang suy nghĩ tập trung vào quyền lực mà bảy thần phân biệt nắm trong tay, tiến hành đối chiếu so sánh cùng rồng không tưởng ăn các thần linh xa xưa cái gọi là chiến thần, thực tiếp cận người khổng lồ vương ôn mia chúa tể của gió bão quyền lực cùng loại với tinh linh vương Sunia Solim, nữ thần đêm tối, thì tựa như là vua Malang Lang Freguera cùng thủy tổ quỷ hút máu Lilith kết hợp, mặt trời vĩnh hằng, đại địa mẫu thần, thần tri thức cùng trí tuệ, thần hơi nước cùng máy móc đều tìm không thấy chỗ tương tự. Về thần thoại truyền thuyết, mình khi đi học nghe không đủ cẩn thận, quên rất nhiều chỗ. Hô, trong khoảng thời gian này thừa dịp không có nhiệm vụ tuần tra, đi thư viện xem lại tư liệu, Zerek bỗng nhiên đứng lên nghĩ là làm vấn đề của hắn cũng là vấn đề của tuyệt đại đa số cư dân thành bạc trắng thời điểm tiếp nhận giáo dục trọng tâm đều ở trên ác ma học phân loại quái vật học phù chú học siêu phàm cơ sở các chương trình học thực dụng đều ở trên tri thức có thể sử dụng để đối phó quái vật chỗ sâu trong bóng tối cùng gia tăng sản lượng thực vật có thể ăn được mà khi nghe thần thoại học các môn phụ trợ này thường thường không đủ chuyên tâm nếu không phải lịch sử thành bạc trắng có thể làm cho cư dân càng thêm đoàn kết để cao cảm giác vinh dự cùng cảm giác sứ mệnh của mọi người. Nghị sự đoàn sáu người ở phương diện này làm thật sự nghiêm. Zerek tin tưởng mình nhiều lắm chỉ có thể nhớ chuyện đã xảy ra trong hai ba mươi năm gần đây. Mang theo dìu gió lốc, Zerek đi ra khỏi nhà, dọc theo con đường lát đá sạch sẽ mộc mạc mà xa xưa loang lộ, đi tới sông Tử Tháp ở phía Bắc Thành. Sông Tử Tháp có một tòa nóc nhọn là một thư viện công cộng, nơi đổi điểm công huân cùng phát vật tư sinh hoạt ở thành Bạc Trắng một tòa mái vòm, thuộc về nghị sự đoàn 6 người, thuộc về vật phẩm thần kỳ, thuộc về kho phối phương cùng tài liệu trong lời đồn đã chống đỡ thành bạc trắng, hơn 2.000 năm. Vào tháp mũi nhọn, Zerek đi thẳng đến lầu 3, căn cứ ấn tượng, tìm đến giá sách đặt tư liệu thần thoại cùng sách cổ tương ứng. Hắn vừa nhìn chúng một quyển điển tịch đề cập tới thần thoại sáng thế, đang định rút ra, lại phát hiện một bàn tay năm ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, hình thái đẹp mắt chiếm trước một bước, cầm đi cuốn sách nọ, Zerek theo cánh tay nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, đã cúi thấp đầu, lấy tay án ngực, trầm giọng thăm hỏi, ngài khỏe, trưởng lão lốp ra. Lấy đi bản điển tịch nọ là thành viên nghị sự đoàn sáu người, người chăn cừu lốp ra. Lốp ra mặc trường bào màu đen có theo các đường vân tím thần bí, tóc màu xám bạc rậm rạp nhưng hơi xoăn. Mặt bà ta bóng loáng trắng nõn, mặt mày diễm lệ, xem qua cũng chỉ chừng 30, một đôi mắt màu xám nhạt giống như có thể xuyên, thủng linh hồn. Ừm đối mặt Zerek vấn an, lốp ra nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, im lặng cầm bản điển tịch nọ rời đi khỏi hai hàng giá sách. Trưởng lão lốp ra tựa như biến bình thường, không giống trước đây, luôn ở trong trạng thái khác nhau qua lại không có quy luật, có khi khóc, có khi cười lạnh, có khi tức giận hầm hừ, có khi hờ hững. Zerek theo bản năng trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Đột nhiên, hắn không hiểu có chút sợ hãi. Bởi vì trưởng lão lốp ra bình thường. Bình thường. Lật xem hết bộ hồ sơ, Glenn cũng không có tìm được ghi chép lại về động vật. Rõ ràng nhìn ra được, lúc trước điều tra đã xem nhẹ vấn đề này. Ừm, nhớ kỹ ý tưởng trước đó, không thể lỗ mãng tự điều tra, chứ không đề cập tới mình, cũng không đủ đặc thù tránh né cùng nắm chắc dự cảm của ác ma đối với nguy hiểm. Chỉ có khả năng gặp gỡ kẻ gác đêm phụ trách đã là chuyện cực kỳ phiền toái. Mục tiêu của mình vẫn là phụ trợ, phân tích vụ án, đưa ra suy đoán, phán đoán manh mối thật giả. Glenn tự hỏi vấn đề mình nên làm như thế nào, sau khi hiểu biết năng lực của ác ma hắn tạm thời không dám mang chuyện điều tra những người hiểm nghi trước đó có sủng vật hay không giao cho stuart cái này có khả năng không nhỏ hại chết đối phương hiện tại chỉ là điều tra bước đầu không có tính chỉ hướng stuart hẳn có thể sẽ không gặp phải chuyện gì ác ma không phải đám điên hội cực quang kia sẽ không chủ động bại lộ bản thân mai hoặc kia stuart khẳng định có thể đệ trình báo cáo có lẽ bên trong có cất dấu manh mối người khác không thể phát hiện glenn đứng lên hai tay đút túi đi qua đi lại ở trong phòng hắn hiện tại vấn đề khó xử là làm thế nào để cho nhóm điều tra án chủ lực cũng mang động vật nhét vào tầm mắt trực tiếp đề cập khẳng định không được sẽ đưa tới hoài nghi âm thầm dẫn đường quá rõ ràng cũng giống như vậy ai mình không phải người quan sát không có năng lực phi phạm phương diện này lên cẩn thận tự hỏi thật sự cân nhắc rốt cuộc xác định phương án hắn rút ra giấy viết thư cầm bút máy viết ngài stanton tôn, tôn kính tôi nghĩ tới một vấn đề thời điểm nhóm thám tử thảo luận trước đó đều cho rằng hung thủ giết người động tác thực thành thạo nhìn không ra dấu vết trúc chắc cực kỳ lão luyện tin tưởng điều đó không có khả năng là trời sinh tất nhiên có kinh nghiệm phong phú làm cơ sở ví dụ như học sinh ngoại khoa viện y học ví dụ như đồ tể quán thịt tôi lúc ấy thử suy đoán hắn trước kia có lẽ đã gây ra án cùng loại đây là một phương hướng điều tra cũng là trọng điểm tôi hiện tại chú ý nhưng trải qua hai ngày này suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi cho rằng đây vẫn chưa đầy đủ có lẽ hắn không phải dựa vào giết người để thu hoạch kinh nghiệm có một loại khả năng, hắn dùng động vật nào đó để luyện tập hay không? Động vật còn sống, chủng loại khác nhau. Mỗi ngày động vật ở Bách Lơn chết đi không thể thống kê, biến mất ở chỗ sâu trong cống thoát nước lại không có ai biết được. Đây là đối tượng luyện tập rất tốt. Đây là một chút cái nhìn chưa đầy đủ của tôi, hy vọng trao đổi cùng ông. Celoc Moriarty Glenn không có trực tiếp đề cập tới hung thủ có thể là động vật ác ma hóa, mặt khác tìm lý do luyện tập, hy vọng Isengard Stanton sẽ chú ý tới thế giới động vật đã bị bỏ qua từ đó nhắc nhở người phi phàm chính phủ phụ trách. Viết xong, chính hắn bỗng nhiên cảm thấy đây cũng là một phương hướng. Ác ma kia sở dĩ vẫn không bị bắt, là vì đại bộ phận thời gian của nó là săn giết động vật. Mà động vật săn giết động vật, cũng không phải là chuyện gì đáng chú ý. Cứ như vậy đi, hy vọng có thể mang đến linh cảm cho bọn họ. Lên gấp lại giấy viết thư, ăn mặc chỉnh tề đi hòm thư cuối phố. 15 phút sau, luật sư Jogen nhìn thám tử xê lốc cứ đi qua đi lại ở ngoài cửa sổ, rốt cuộc nhịn không được mở ra cửa lớn, lễ phép dò hỏi, ngài Moriarty, anh quên mang chìa khóa à? À, xem như vậy đi. Lên gượng cười nói, không bằng đến nhà của tôi làm khách. Chờ dùng xong bữa tối, sau khi trời tối, anh lại trở về, tôi biết được, thám tử tư các anh cực kỳ giỏi leo trèo. Dua vẻ mặt nghiêm túc mời. Cái này cũng biết. Lên ngẩn ra một giây, thiệt tình thành ý cười nói, cái này là vinh hạnh của tôi. Bà nội luật sư Jorgen là đầu bếp có tiêu chuẩn. Lại có thể thuận tiện chọc con mèo, sau khi sắc trời tối đen, lên ăn uống no đủ ở nhà nghỉ ngơi một hồi, cầm ba tong, rời khỏi phố Minsk. Hắn tính lại đi phố Rose khu South Brick một chuyến, tìm giám mục Uchave Sky hỏi rõ ràng lai lịch chìa khóa vạn năng. Mượn dùng bói gậy, hắn thuận lợi ở thời điểm đêm dài người tĩnh đến giáo đường Harvard, dựa theo lộ tuyến lần trước lẻn vào. Nhưng mà, giám mục Uchave Sky đêm nay cũng không có sám hối ở trong đại sảnh giáo đường, trong im lặng cùng tăm tối chỉ có từng hàng ghế ngay ngắn. Nghỉ ngơi, Glenn hơi cảm thấy nghi hoặc bước vào khu vực sinh hoạt phía sau đại sảnh. Vừa vòng qua góc, hắn đột nhiên phát hiện giám mục Uchave Sky cao lớn giống như người khổng lồ đang dọc theo cầu thang tầng hầm ngầm đi lên trên, cửa đá trầm trọng nơi đó bị người vỗ ầm ầm rung động. Ông ta là giam ai ở trong tầng hầm ngầm? Glenn nháy mắt liên tưởng đến một loạt tin tức không quá tốt. Giám mục Uchave Sky ngẩng đầu nhìn thấy Glenn cũng là ngụy trang giống như lần trước, cảm thấy kinh ngạc, ngẩn ra rồi hỏi, cậu còn chưa tìm được đường về nhà tôi nhìn qua giống người lạc đường lâu như vậy sao? Glenn kéo ra nụ cười nói, thần phụ, tôi không có lạc đường. Ngươi cho rằng phần phối phương nọ là giả. Không có khả năng. Giám mục Uchave Sky nhíu mày, đứng ở giữa cầu thang. Cho dù như vậy, ông ta vẫn cao tương đương với Glenn. Không, đó là thật. Glenn thành thực trả lời. Đúng lúc này, cửa đá tầng hầm ngầm lại bị vỗ vang, càng ngày càng kịch liệt, cùng với giọng nam thả tôi đi ra ngoài. Đây là... Glenn nhịn không được hỏi một câu, Giám mục Uchave Sky cười ôn hòa nói, một vị quỷ hút máu. Ông ta vừa dứt lời, người nam trong tầng hầm ngầm đã cao giọng hô, quỷ hút máu thì làm sao? Quỷ hút máu nên bị ông nhốt ở trong này. Nên mỗi ngày nghe ông lải nhải, nghe ông tụng niệm kinh. Phi, tôi là huyết tộc cao quý, không cần dùng xưng hô thô bỉ như vậy miêu tả tôi. Tôi nói cho ông, tôi sùng bái ánh trăng, tuyệt đối sẽ không đổi sang đại địa mẫu thần. Bỏ qua đi, thần phụ đáng ghét này, Glenn là lần đầu tiên gặp quỷ hút máu chân thật, nhịn không được hỏi một câu, thần phụ, ông là bắt được hắn từ đâu vậy? Giám mục Uchave Sky vẻ mặt có chút cổ quái liếc mắt nhìn Glenn một cái nói, hắn là nguyên chủ nhân của chìa khóa vạn năng. Có một ngày, hắn lạc đường vào tòa giáo đường này. Glenn là thật sự tự hỏi vấn đề về sau có nên tùy thân mang theo chìa khóa vạn năng, hay không? May mắn mình biết bói toán. Hắn may mắn thầm nghĩ. Vừa vặn, hắn lúc ấy tiến nhập trạng thái khát vọng máu tươi, bị tôi phát hiện dị thường, Giám mục Uchave Sky mỉm cười bổ sung. Phi, đừng đề cập tới máu tươi với tôi. Tôi cần là máu tươi của những cô gái xinh đẹp, không phải máu già dơ bẩn như ông. Quỷ hút máu trong tầng hầm ngầm đột nhiên nóng này. Giám mục Uchave Sky tuyệt không tức giận giải thích. Thời điểm hắn khát vọng máu tươi, tôi đã cho hắn ít máu của tôi. Glenn gật gật đầu, cẩn thận nhìn lại, phát hiện trên cửa đá trầm trọng tầng hầm ngầm có khắc thánh, huy sinh mệnh cùng các phù hiệu thần bí, hình thành phong ấn đầy đủ. Đến ban ngày, người cầu nguyện nhiều lên, chỉ sợ ngay cả thanh âm cũng không chuyển được. Glenn đưa ra phán đoán bước đầu. Tôi có gì có thể giúp của cậu sao? Lúc này, giám mục Uchave Sky mở miệng dò hỏi. Glenn thản nhiên trả lời, tôi muốn biết chìa khóa vạn năng sớm nhất đến từ nơi nào. Vậy cậu phải hỏi hắn. Giám mục Uchave Sky chỉ chỉ tầng hầm ngầm. Quỷ hút máu bên trong đột nhiên im lặng, chợt thản nhiên cười nói, bạn à, tôi có thể trả lời vấn đề của cậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu phải giải cứu tôi ra ngoài trước đã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này thật đúng là dám ra giá mà. Nghe được yêu cầu của quỷ hút máu, lên quả thực vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn liếc mắt nhìn giám mục Uchave Sky phía trước một cái, suy tư hỏi, thần phụ, tôi có thể mượn ngọn nến của ông một chút không? Chính là cây lần trước, tôi quên tên của nó là gì rồi. Giám mục Uchave Sky còn chưa kịp trả lời, quỷ hút máu trong hầm ngầm đã ngạc nhiên lên tiếng, Cậu muốn làm cái gì? Cậu muốn làm cái gì? Lúc này, giám mục Uchave Sky ôn hòa mở miệng, nó gọi là ngọn nến ác mộng, cậu mượn nó làm cái gì? Thần phụ, người rất phối hợp, còn biết hỏi tác dụng. Lên khóe miệng nhách lên nói, tôi tính lợi dụng nó, trực tiếp đi vào trong chỗ sâu nhất trong tâm linh người bạn kia hỏi. Cậu có biết, tôi ở phương diện này có chút thiên phú đặc thù, rất am hiểu làm những chuyện như vậy. Hắn còn chưa dứt lời, quỷ hút máu trong tầng hầm ngầm đã cao rộng hô, khốn kiếp, bỏ qua suy nghĩ này đi cái này đối với huyết tộc cao quý là phải chịu nguyền rủa. Này này, này này này. Tôi nói, tôi nói, tôi nói cho cậu nguồn gốc của chìa khóa vạn năng. Glenn nhất thời cười khẽ một tiếng, thực cảm tạ sự phối hợp của cậu. Hừ, bạn bè của tên già dơ bẩn kia quả nhiên cũng không phải người tốt. Làm một huyết tộc, tôi chỉ đi bệnh viện trộm máu trong bình thử máu để uống. Đã là cực kỳ khắc chế, vì sao cũng bị nhốt ở trong này. Mỗi ngày còn nghe thánh kinh sinh mệnh rong dài như ruồi bọ kia quỷ hút máu trong hầm ngầm phẫn nộ oán giận một câu. Thẳng thắn mà nói, nếu chân tướng thực như cậu vừa miêu tả, hơn nữa gặp phải tôi, tôi nhiều nhất là cảnh cáo cậu vài câu. Đáng tiếc, thời điểm cậu lạc đường tiến vào tòa giáo đường này, đối diện là vị thần phụ từng giết người như ma đam mê chiến đấu. Hiện tại thành kính ăn năn cuồng nhiệt với tín ngưỡng này, chỉ có thể nói cậu là quá xui xẻo thôi. Bất quá, bệnh tình giám mục Uchave Sky đã muốn khỏi hẳn, hẳn có thể sẽ không chân chính thương tổn đến cậu, nhiều lắm giam cầm cậu ở bên cạnh, Glenn không tiếng động đáp lại vài câu. Quỷ hút máu trong hầm ngầm rừng vài giây, rồi nói, hơn một tháng trước, ta đi bệnh viện khu nam trộm bình máu để uống, kết quả gặp một tên trộm. Hắn nguyên bản muốn tiến vào phòng tài vụ bệnh viện, ai biết lạc đường, mở ra cửa kho máu, bị tôi bắt lấy tại chỗ. Hắn dùng chính là cái chìa khóa vạn năng này, hắn nói cho tôi biết, đây là trước đó trong quá trình hắn lẻn vào một tòa nhà ăn cắp đã phát hiện, đồng thời còn được có một cái được đồng hồ bỏ túi khảm kim cương, ừm, ở trong hầm ngầm hắn ban đầu nghĩ cái chìa khóa kia đối ứng với căn phòng hoặc là kết sắt nào đó, nhất nhất thử qua, kết quả phát hiện toàn bộ đều có thể mở ra, cái này đối với một kẻ trộm mà nói, quả thực là bất ngờ không thể tưởng tượng, sau đó, hắn liên tiếp thành công, cho đến khi bị tôi bắt lấy, tịch thu chìa khóa. Đáng giận, tôi lúc ấy thế mà không nghĩ tới cái chìa khóa này sẽ làm cho người ta lạc đường. Thực phù hợp hình ảnh mà mình bói toán thấy. Bất quá, cái chìa khóa vạn năng này có phải bị nguyên rùa hay không? Chủ nhân trước đây bởi vì lạc đường mà bị bắt, Chủ nhân trước đó nữa cũng bởi vì lạc đường mà bị người ta bắt tại chỗ. Có lẽ mình thật sự phải mang nó lên phía trên xương mù xám, thời điểm cần mới lấy ra, bất quá như vậy sẽ phiền toái hơn rất nhiều, có lẽ sẽ chậm trễ sự việc. Lên khống chế vẻ mặt biến hóa, không vội không chậm hỏi, vậy kẻ trộm kia có nói hắn trộm được ở nơi nào không? Quỷ hút máu trong hầm ngầm nội than thở nói, cậu đang hoài nghi trí tuệ của tôi đó, tôi sao có khả năng không hỏi chuyện này. Hắn nói là ở số 48 đại lộ bên sông chỗ cầu lớn khu Nam tôi nguyên định rảnh thì đi tra xét một chút, kết quả. Đáng chết. Tốt rồi, tôi trả lời xong rồi, không cần quấy giày tôi nữa. Glenn cũng không có rời đi ngay, mà là chậm rãi lấy ra một xu trị giá nửa penny, thấp giọng nói, hắn đang nói dối. Sau 7 lần, Glenn đôi mắt chuyển sâu búng lên đồng xu, nhìn nó quay cuồng xoay tròn, rơi xuống lòng bàn tay. Lúc này đây, đầu người hương lên, tỏ vẻ khẳng định. Nói cách khác, quỷ hút máu đang nói dối, nội dung về tên trộm cùng hình ảnh mà mình bói toán thấy có rất nhiều chỗ ăn khớp, xác minh lẫn nhau, hẳn là không phải giả. Quỷ hút máu khẳng định là nói dối ở địa chỉ cụ thể. Glenn nhìn về phía giám mục Uchave Sky, cười nhẹ nói, hắn nói dối. Để cho tôi suy nghĩ, hắn vì sao phải nói dối. Giận chó đánh mèo cùng trả thù với người không có quan hệ gì như tôi, là hành động cực kỳ không sáng suốt, cũng rất bất lợi cho tình cảnh của hắn. Cho nên, tôi cho rằng, hắn thật ra là đang thông qua phương thức này cầu cứu địa chỉ kia rất có khả năng thuộc về bạn bè nào đó của hắn thần phụ ông có tính đi xem qua không trong hầm ngầm nhất thời hoàn toàn không tiếng động qua vài giây quỷ hút máu kia ha ha cười nói tôi chỉ là đơn thuần không muốn nói cho cậu một cách đơn giản như vậy cậu vừa rồi uy hiếp tôi tôi nói dối trả thù cậu không phải rất bình thường sao mình nghe ra cảm giác đang gượng chấn định glenn cười cười nói như vậy đáp án chân thật đâu lại nói dối mà nói tôi không ngại mang địa chỉ này đưa cho ba giáo hội lớn nói có liên quan đến án giết người liên hoàn gần đây. Nhân loại thật sự là ác độc mà. Quỷ hút máu kia như nghiến răng nghiến lợi thở dài một tiếng, số 32 phố Uyên Di cầu lớn khu Nam. Lên lại tung tiền xu, nhận được đáp án đối phương không có nói dối. Xem ra quỷ hút máu không có năng lực quấy nhiễu bói toán. Ừm, quay đầu lại đi phía trên sương mù xám xác nhận một chút. Lên lấy tay ấn ngực, đối với cửa đá trầm trọng hầm ngầm, cúi người chào, cảm tạ sự phối hợp của cậu. Hừ, Quỷ hút máu trong hầm ngầm kia tức giận hừ một tiếng. Ngay tại thời điểm Glenn xoay người chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên lại cao giọng hô: Nhớ kỹ, tôi gọi là Emily Tin White. Nhớ kỹ, tôi gọi là Emily Tin White. Nhớ kỹ tên của cậu làm cái gì? Tôi cũng không tính cứu cậu, không có chuẩn bị, không có ưu thế sân nhà, tôi là đánh không lại thần phụ Uchave Sky. Hơn nữa ông ta còn có vật phẩm thần kỳ chuyển máu tươi trở về. Ừm, chẳng lẽ bạn bè của Quỷ hút máu này sẽ treo thưởng tìm người? hắn hy vọng mình bán tình báo này. Glenn ngẩn ra một chút, không nói cái gì cả đi ra giáo đường Harvard. Tùy ý tìm một chỗ yên lặng không người, hắn cởi xuống con lắc ở cổ tay trái, bói toán về chuyện hiện tại đi thăm dò số 32 phố Winzy. Hắn được đáp án là, có nguy hiểm nhất định, nhưng không tính quá cao. Có nguy hiểm nhất định. Nguy hiểm ở nơi nào? Sẽ là loại hình nguy hiểm gì? Glenn tập trung phân tích, hoài nghi học đồ mất khống chế mà chết kia, bởi vì oán niệm mãnh liệt, biến thành quái vật loại quỷ hồn, hơn nữa còn là loại có vẻ khá là mạnh. Cũng không đúng, tên trộm kia rõ ràng không gặp phải chuyện gì đã lấy được cái chìa khóa vạn năng kia, chẳng lẽ nguy hiểm địa điểm bí ẩn khác ở trong phòng. Glenn cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy mình tốt nhất làm đủ chuẩn bị rồi mới đi vào trong đó, miễn cho gặp phải kẻ địch, mà năng lực phi phàm trước mắt khó có thể đối phó lại tìm không ra biện pháp. Ít nhất, ít nhất chờ mình mua được viên đạn có thể tịnh hóa oan hồn u ảnh cái đã. Hắn hơi hơi gật đầu, có quá trình suy xét như vậy, lại kết hợp trải qua đánh nhau, với kỵ sĩ bình minh giám mục Uchave Sky lần trước, Glenn bỗng nhiên cảm thấy mình mơ hồ có thể tổng kết ra quy tắc đầu tiên của ma thuật sư, không được biểu diễn ở thời điểm chưa có chuẩn bị. Đã có một dẫn lối đại khái như vậy, Glenn yên lặng bồi thêm một câu. Sáng sớm thứ ba, Glenn chuẩn bị bơ, sau khi nướng hai lát bánh mì, không vội dùng bữa, mà mở cửa lấy từ hộp thư báo ra báo chí hôm nay. Ồ, oh, có phong thư. Hắn rút ra lá thử kẹp ở trong tờ báo, vừa quay về phòng ăn, vừa xem bên ngoài. Chữ ký của Stuart. Xem ra cậu ta đã hoàn thành điều tra bước đầu. Glenn hơi hơi gật đầu, xé phong thư, lấy ra tờ giấy, một bên đọc, một bên ngồi xuống bàn ăn. Stuart nói hai người hiểm nghi kia không có biểu hiện gì dị thường. Một làm quán tạp hóa cùng vợ con, không khí trầm lặng mà qua ngày. Một bận rộn các loại công tác lâm thời, vì duy trì cuộc sống mà bôn ba mệt nhọc, bọn họ không nóng nảy không xúc động đánh nhau, cũng không tồn tại loại chuyện tự nhốt mình ở trong phòng. Cuối thử, Stuart cảm khái vài câu tình huống ác liệt của khu đông, thề phải giáng tiền, không để khi lớn tuổi lưu lạc tới đó. Cảm tạ sự trợ giúp của anh, sau này nếu có manh mối khác, tôi sẽ chia sẻ cùng anh. Thấy đối phương không thể phát hiện dấu vết hữu dụng, Glenn chỉ đơn giản gửi lại phong thư, không để người này liên lụy càng sâu hơn vào án này, miễn cho bị ác ma nhận thấy được nguy hiểm trước tiên bóp chết tai họa ngầm cất đi giấy bút, lên cầm miếng bánh mì đã phết bơ, cùng hồng trà và báo, nhàn nhã sử dụng thời gian bữa sáng. Trong quá trình này, một điểm hắn có vẻ tiếc nuối là, tụ hội người phi phàm của ông lão mắt trí tuệ kia vẫn chưa có dấu hiệu cử hành. Ai, ác ma này tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người phi phàm bách lơn. Hy vọng ngài Isengard Stanton có thể dựa vào nhắc nhở của mình mà có thu hoạch. Ừm, ông ta hẳn là người phi phàm được chính phủ công nhận. Glenn buông tờ báo, cầm lấy khăn ăn lau miệng, thu thập chuẩn bị ra ngoài hôm nay hắn là thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ tuần trước, đi nhà bảo tàng Vương quốc tham dự triển lãm kỷ niệm Russell. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn. Audrey mặc một chiếc váy dài trắng viền ren, khoác áo lông trắng như tuyết, bên cạnh có nữ hầu Annie giúp nàng đội chiếc mũ mềm khảm chân châu, buông xuống một tầng lụa mỏng. Bên cạnh nàng, Suzy ngồi ở nơi đó, trên cổ mang một chiếc nơ con bướm tơ lụa. Công chúa nhỏ xinh đẹp của ba, con là chuẩn bị đi nơi nào đó. Bá tước hôn từ thang lầu đi xuống, Vuốt hai bên rìa mép của mình hỏi, Audrey đôi mắt sáng ngời hồi đáp, "Ba ba, con tính đi xem triển lãm kỷ niệm Russell, xem nhật ký nguyên bản của đại đế Russell một cái, tìm cơ hội lấy một ít cho ngài kẻ khờ." Nàng ở trong lòng bổ sung một câu, Bá Tước hôn trầm ngâm rồi nói, "Vì sao phải đi hôm nay? Sẽ rất nhiều người, trường hợp sẽ rất loạn." "Ừm, ba tìm người phối hợp một chút với giáo hội hơi nước, sau khi triển lãm chính thức kết thúc, để cho con cùng bạn ở lại thêm nửa ngày." như vậy, con sẽ có thể im lặng không bị quấy dày mà tham quan. Nếu con muốn thưởng thức vật vào đó ở cự ly gần, có thể trực tiếp thương lượng cùng bọn họ. Như vậy, tựa như quá tốt rồi, mình có thể trực tiếp lật xem nhật ký trong lần triển lãm này. Audrey khẽ nhắc váy chào, cảm tạ ba, bá tước hôn anh Tuấn. Khu Tây, số 2 đại lộ quốc vương, nhà bảo tàng vương quốc. Tuy lúc này không phải cuối tuần, nhưng thời điểm lên đến, cửa đã sắp một hàng dài. Căn cứ báo chí cùng tạp chí miêu tả, hắn biết, thế giới này giai cấp trung sản phương thức giải trí khá ít, ngoài xem báo, đọc tiểu thuyết, nghe ca kịch âm nhạc, chơi tên is cùng banh tường, thưởng thức các loại kịch, cử hành hoặc tham gia yến hội vũ hội ra, thì chỉ còn lại có đi công viên, xem triển lãm cùng đi chơi ra ba hạng mục này, mà bởi vì ảnh hưởng của đại đế Russell nghỉ đông đã là hiện tượng tương đối phổ biến tại giai tầng này. 9 giờ đúng, lên đội mũ dạ tơ lụa, cầm ba tăng màu đen, mặc vét hai đuôi cầm vé vào cửa, đi theo hàng người, từng bước một tiến vào nhà bảo tàng. Nơi này có một phần luồng khác, người hướng dẫn khác nhau đều tự dẫn một bộ phận người tham quan đi, vào những lối khác nhau. Glenn cùng mấy chục người đi theo một cô gái dung mạo khá tốt, nghe cô ta giới thiệu cuộc đời Russell. Cái này đối với Glenn thân là nửa học giả lịch sử mà nói, không có ý nghĩa gì, cho nên hắn nhàm chán xác nhận vị trí túi tiền bởi vì tài phú tăng vọt, đạt tới 952 bảng, cách 1.000 bảng chỉ có một bước, cho nên, ví da của hắn đã chưa không được nhiều tiền mặt như vậy chỉ có thể lựa chọn mang theo một bộ phận trong đó. Số còn lại, Glenn lo lắng chúng không được bảo hộ khi để ở nhà, vì thế mang toàn bộ đặt ở phía trên sương mù xám. Đi tới đi tới, bọn họ tiến nhập gian triển lãm đầu tiên, người hướng dẫn nữ kia, giọng điệu hưng phấn nói, các vị, nơi này đều là vật phẩm sinh hoạt hàng ngày của đại đế Russel. Mọi người xem, đó là chăn nhung thiên Nga của ông ta, đó là dụng cụ thủy tinh nạm vàng ông ta dùng để uống rượu nho. Đó là bồn cầu tự hoại ông ta đã dùng qua, bồn cầu tự hoại đầu tiên trên ý nghĩa. Ngay cả bồn cầu đã dùng qua cũng bị lấy đến triển lãm. Glenn bỗng nhiên có chút đồng tình với Russell. Sau đó, hắn nhìn cái bồn cầu tự hoại mặt sau tường thủy tinh kia, phát hiện nó đang lóe ra hào quang màu vàng. Mặt ngoài tựa như có một tầng vàng lá cùng điêu khắc nhiều hoa văn phức tạp khá là, có cảm giác nghệ thuật. Thật sự là xa xỉ mà. Glenn không hề đồng tình với Russell. Chỉ cách một tầng thủy tinh với bồn cầu tự hoại là trang phục hàng ngày của Russell, bao gồm cổ tay áo, áo trong cổ áo có trang trí viền gen. Nhìn ra được, người hướng dẫn nữa kia khá là tán thưởng đối với văn hóa trang phục Intis. Sau phòng triển lãm vật dụng hàng ngày, là nguyên cảo văn kiện quan trọng Russell đã ban bố, bao gồm văn vật lịch sử có giá trị rất lớn như luật dân sự. Ngay ở lúc này, người hướng dẫn nữ kia chỉ vào một cái tủ trưng bày nói, đây là một quyển bút ký mà đại đế Russell lưu lại, mặt trên sử dụng là phù hiệu độc đáo thần bí, mà ông ta sáng tạo ra đến nay vẫn chưa có ai phá giải. Các học giả lịch sử cùng các nhà khảo cổ học đều cho rằng, bút ký này ghi lại hẳn là bí mật mà đại đế Russell không muốn cho ai biết nhất. Là một người lãng mạn, tôi cũng có suy đoán của bản thân, có lẽ đây là phủ hiệu mà đại đế Russell ước định cùng người phụ nữ mà ông ta yêu nhất, bọn họ gửi qua lại lẫn nhau, những vĩnh viễn không có cách nào chân chính cùng một chỗ. Cô rất thích hợp đi viết tiểu thuyết. Lên khóe miệng có rút một cái, tầm mắt theo đó chuyển hướng bản bút ký đang mở ra trong tủ trưng bày. Mặt trên là tiếng trung giản thể hắn quen thuộc tới cực điểm, 63, con mẹ nó, mình thật muốn táo bón khi ăn đồ ăn nơi này. 173, các phu nhân Intis đều thoải mái như vậy sao? Đến cùng là mình chơi họ, hay là họ chơi mình? Cảm giác luôn có chút là lạ. 223, đến lúc chọn lựa tín ngưỡng, một bên là giáo hội mặt trời vĩnh hằng, một bên là giáo hội thợ thủ công. Lựa chọn của mình không hề nghi ngờ, ca ngợi người, thần vạn cơ. Một ngày nào đó mình muốn làm cho giáo hội thợ thủ công đổi tên thành cơ giới thần giáo. Quả nhiên thực lãng mạn. Lãng mạn đến táo bón. Đây là nhật ký lúc ban đầu đại đế Russell xuyên qua. Không một chút tin tức có giá trị nào ông ta còn xấu hơn so với mình. Glenn thu hồi ánh mắt, chật chật vài câu. Đương nhiên, hắn chỉ thấy hai trang mở ra kia, còn lại có nội dung gì, thì không thể biết. Không biết bố trí canh gác nơi này như thế nào, có cơ hội vụng trộm ẩn vào lật xem một lần hay không. Glenn nhìn quanh bốn phía, phát hiện nhân viên bảo an bên ngoài là khá nhiều. Có lẽ còn có người phi phàm giáo hội thần hơi nước cùng máy móc. Hắn nói thầm một câu, đi theo người hướng dẫn nữ kia, xen lẫn trong đám người, tiến vào gian triển lãm sau, nơi đó tên là Russell ấm áp. Đây là bức thư tình đầu tiên đại đế Russell viết, đây là bài thơ tình đầu tiên ông ta sáng tác, khi em già đi. Người hướng dẫn nữ ánh mắt tỏa sáng chỉ vào bàn thảo trong tủ trưng bày nói. Vô sỉ, William Butler Yeats chắc cũng không nằm yên trong quan tài được. Glenn không khỏi oán thầm ở trong lòng. Đây là dây xích tay chính ông ta chế tác. Đây là nguyên cả tiểu thuyết ông ta viết. Người hướng dẫn nữ kia tính dùng giọng điệu cực kỳ sùng bái giới thiệu. Glenn cố gắng không để cho vẻ mặt mình có biến hóa gì. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng đại đế Russell trong chức nghiệp phi phàm có con đường thợ thủ công khẳng định là có năng lực về mặt này rất mạnh. Đây là sách giáo khoa giáo dục cơ sở mà ông ấy cải tiến để giáo dục giới nữ mỗi một từ đều có đồ họa đối ứng. Đây là trò chơi nhỏ mà ông ta phát minh cho con mình, cùng loại với cờ vua Intis, nhưng không biết vì sao lại không có chuyển lưu ra. Đây là đồ chơi xếp gỗ ông ấy phát minh, cũng là cho con mình. Người hướng dẫn nữ bất chi bất giác giọng nói mang theo vài phần ôn nhu. Cái này con mẹ nó không phải là cờ vua sao. Hơn nữa, Lego còn phải tìm ông thu phí bản quyền. Glenn chỉ có thể nhếch lên khóe miệng, lấy cái này che giấu cảm xúc. Hắn liếc mắt đảo qua một cái, phát hiện một cô gái cao chừng 1 mét 7 đang đứng phía trước tủ trưng bày này. Cô gái này có một mái tóc màu nâu dài đến hông, dáng người tỷ lệ rất tốt, vừa không béo, cũng không gầy. Cô ta mặc váy màu vàng đầy nữ tính, lại đội mũ mềm màu đen khá già, thả xuống một lớp voan mỏng, che khuất khuôn mặt của cô ta. Cô ta đứng ở trước tủ trưng bày kia, vẫn nhìn vật phẩm bên trong, đã lâu không có rời khỏi. Đợi cho đám người Clint đi theo người hướng dẫn đến gian triển lãm sau, cô ta vẫn chưa thay đổi tư thế. Lại qua vài gian triển lãm, Người hướng dẫn nữ kia chỉ về phía trước nói, kế tiếp mọi người sẽ thấy, là thư phòng đại đế Russell đã phục hồi nguyên trạng. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận trong đó. Trong khi nói chuyện, đám người lên tiến vào gian triển lãm, trước mắt bỗng nhiên trống trải. Nơi này hầu như biến thành một thư viện, bốn phía là từng hàng giá sách, giá sách cao tới lầu 2, phía dưới chúng nó có thang, có lối đi thông ở giữa, hình thành một thiên đường sách lập thể. Có thể tưởng tượng, chủ nhân nơi này từng dọc theo thang lên xuống, tìm kiếm quyển sách muốn đọc, người hướng dẫn miêu tả một bộ hình ảnh sinh động. Không, Russell khẳng định sẽ để người hầu đi tìm mà không phải bản thân. Glenn yên lặng phản bác một câu. ở giữa các giá sách kia có một cái bàn, ghế dựa, đèn đồng thau một số đồ vật. chúng nó đều được lồng thủy tinh chụp lại, không phát sinh tiếp xúc với bên ngoài. Glenn liếc mắt nhìn một cái, đã phát hiện một sấp bản thảo. Bản thảo trang giấy đã ố vàng. sấp bản thảo nọ cũng không có mở ra, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy nội dung trang đầu. mặt trên miêu tả một vật phẩm hình chữ nhật có thuyết minh chi tiết, đây là ứng dụng thu nhỏ di động của máy điện báo, có thể thông qua nó kết nối đến người đang giữ vật phẩm tương tự, thu phát tin tức muốn trao đổi lẫn nhau, thậm chí trò chuyện trực tiếp. Cái này cần định vị rất tốt, tôi nhận thấy chúng ta có thể lớn mật đưa ánh mắt hướng về bầu trời, nơi đó không có trở ngại, có thể truyền bá tín hiệu rất tốt. Đại đế, ông ngay cả điện thoại di động cũng không buông tha. Glenn nhịn không được đưa tay che gương mặt. Lúc này, người hướng dẫn giới thiệu đến sắp bản thảo nọ. Chúng nó ghi lại là kỳ tư diệu tưởng của đại đế Russell, ghi lại là phát minh còn chưa kịp hiện thực hóa của ông ta, ghi lại là hào quang văn minh nhân loại chúng ta. Glenn không đi nghe lời nói thổi phùng này, tùy ý xem xét những sự vật khác. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong một cuốn sách bìa cứng ở trên bàn có một thẻ dấu trang. Bộ phận thẻ dấu trang lộ ra bên ngoài, miêu tả hình vẽ như là một đứa nhỏ tiện tay vẽ loạn. Đại đế Russell cũng không am hiểu hội họa. Glenn vừa cười nhạo một câu ở trong lòng, đột nhiên nhớ tới một việc. Russell từng mang một tấm thẻ váng bổ ngụy trang thành thẻ giấu trang, kẹp vào trong một cuốn sách nào đó. Sẽ là tấm này sao? Glenn không giấu vết cẩn thận quan sát vài giây, nhưng không có phát hiện manh mối gì. Cũng đúng, đại đế nói thẻ váng bổ phản bói toán phản lời tiên đoán, dưới tình huống bình thường căn bản không phát hiện được đặc thù của nó. Nếu có thể phân biệt ra đơn giản như vậy, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc khẳng định đã lấy đi từ sớm. Glenn rời tầm mắt, đánh giá những cuốn sách khác, phát hiện không hề thiếu sách mang theo một tấm thẻ dấu trang, mà thẻ dấu trang này hình dạng cùng cấu tạo đều không giống nhau. Hắn trầm ngâm một chút, dùng năng lực thằng hề khống chế cơ bắp trên mặt, tò mò hỏi, đây đều là sách mà đại đế Russell đã xem qua sao? Thật có lỗi, ý tứ của tôi là, đây đều là sách nguyên bản sao? Người hướng dẫn nữ gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, đây đều là vật phẩm trong thư phòng đại đế Russell lúc trước, bao gồm sách báo, bản thảo, thẻ dấu trang, đèn, bình mực vân vân. Bất quá, rất nhiều thứ đã bị hủy ở trong vài lần xung đột glenn nhẹ nhàng gật đầu lại xem kỹ thẻ dấu trang này russell đề cập qua ở trong nhật ký hắn sẽ mang thẻ báng bổ kia kẹp ở trong một quyển sách rất có giá trị để cho mọi người không thể tưởng được thứ có giá trị nhất trong quyển sách kia thật ra là một tấm thẻ dấu trang không bắt mắt ừm sách nào mới là rất có giá trị đây glenn nhớ lại chi tiết trong nhật ký lấy cái này tiến hành bài trừ thời đại huy hoàng không giống lịch sử vương quốc intis không giống địa lý Bắc Đại Lục, cái này có khả năng nhất định, nhưng không cao. Nguyên lý cải tiến máy hơi nước giới, giống như cái trên. Lên nhất nhất đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên sắp bản thảo đã nhìn qua sớm nhất. Nơi đó ghi lại các vật phẩm địa cầu, mà Russell muốn phát minh lại không có điều kiện để phát minh. Nơi đó cũng có một tấm thẻ dấu trang, mặt trên miêu tả bộ dáng Russell mặc phục sức hoàng đế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Cà Phê nhé. Bản thảo đạo văn không, bản thảo sáng ý, hẳn xem như là bộ sách rất có giá trị. Tấm này sẽ là thẻ bắn bổ sao. Lên trong lòng trượt động, khẽ gõ răng, lặng yên mở ra linh thị. Nhưng hắn cũng không có phát hiện gì dị thường. Hắn lập tức đảo qua thẻ dấu trang khác, thu được vẫn là đáp án như cũ. Cũng đúng, nếu có thể phát hiện dễ dàng như vậy, cũng không tới phiên mình có ý tưởng như vậy. Lên đóng linh thị lại, một lần nữa dùng những chi tiết hiểu biết từ nhật ký Russell cùng tính cách của vị đại đế kia để tiến hành loại trừ căn cứ hiểu biết của hắn, nếu Russell nói sáng mang theo thẻ báng bổ rất có giá trị, vậy nó sẽ không quá bình thường, nếu không sẽ không thể thỏa mãn cái loại tính cách chơi ác mãnh liệt này, dùng rất nhiều tri thức có giá trị cao đến phụ trợ thẻ giấu trang không bắt mắt này, để cho người thu được gặp, phải trêu đùa trong vô hình. Cho nên, bộ sách có giá trị nhưng không cao có thể không cần quan tâm đến, như vậy, Glenn nhìn quanh bốn phía, cẩn thận phân rõ, hoàn toàn không nghe người hướng dẫn đang nói cái gì. Tổng hợp phán đoán, cả gian thư phòng này phù hợp điều kiện giống như chỉ có sấp bản thảo sáng ý kia, cái khác giá trị cũng chỉ thường thường, lấy tính cách của Russell khẳng định sẽ không lựa chọn chúng. Ừm, Russell là cái loại người ta muốn mang bí mật giấu ở nơi dễ thấy nhất, nhưng các ngươi vẫn không thể phát hiện được này. Glenn vừa nghĩ vừa biên cho đại đế một bộ mặt đại khái. Đương nhiên, hắn không có khả năng khẳng định thẻ giấu trang kia là thẻ báng bổ ngụy trang, bởi vì bộ sách của Russell mà có giá trị cao hiển nhiên còn bao gồm cả các sáng tác lĩnh vực thần bí học, mà bộ phận sách này, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc khẳng định không có khả năng lấy ra để triển lãm. Ừm, trước hết phải xác nhận có phải thẻ báng bổ hay không, mới suy xét vấn đề có hành động hay không. Đáng tiếc, 21 này không thể dùng để loại trừ, không ai biết mỗi tấm thẻ dấu trang là được kẹp vào sách vào ngày nào. Glenn không tiếng động tự nói một câu, rồi nhìn về phía người hướng dẫn đang dừng lại, mỉm cười hỏi, ở trên giá sách này có những đồ vật kẹp thêm vào sách hay không? Ví dụ như, thư mà vị phu nhân quý tộc nào đó viết cho Russell vấn đề này làm cho không ít người nam phát ra tiếng cười hiểu ý người hướng dẫn nữ kia lắc đầu nói không không có những đồ vật kẹp thêm vào sách đều được lấy ra đặt ở nơi này để cho mọi người dễ dàng quan sát cái này chỉ là phục hồi nguyên dạng thư phòng của đại đế russell mà không phải phục hồi nguyên dạng thư phòng vào một điểm thời gian nào đó không cần duy trì trạng thái nhất định không thay đổi klin nhất thời cười cười nói rõ ràng rồi cái này thật sự làm cho người ta thất vọng mà cái này quả thực quá tốt rồi Toàn bộ phòng triển lãm chỉ có một lá thẻ dấu trang cần nghiệm chứng, khó khăn hạ xuống rất lớn. Hắn vui vẻ ở trong lòng bồi thêm một câu. Khi người hướng dẫn giới thiệu sách mà Russell thích đọc nhất, lên lại một lần nhìn quanh bốn phía, quan sát bố cục chỉnh thể phòng triển lãm này. Vì phục hồi gian phòng hơn 100 năm trước, bốn phía gian triển lãm này không có đèn khí ga, chiếu sáng chủ yếu dựa vào cửa sổ nhô ra có lưới sắt, ở ngoài mấy thức cùng đèn thủy tinh thật lớn treo ở trên trần nhà. Về phần ngọn đèn đồng thau trên bàn, không có đặt ngọn nến thuần túy chỉ là bài trí lên nhìn cửa sổ nhô ra xa xa thấy bên ngoài mà mặt cỏ khô vàng cùng một cây cột đèn màu đen thẳng tắp hắn nhớ vị trí một lần nữa đưa tầm mắt về phía người hướng dẫn nữ đang giới thiệu sách kia trong đầu bắt đầu phân tích kế hoạch đánh cắp mang tính khả thi một điều kiện tiên quyết là căn cứ ý của russell các giáo hội lớn cùng các gia tộc xa xưa thân là vương thất đều không muốn nhìn thấy ông ta phát tán thẻ báng bổ phá hư trật tự củng cố hơn một ngàn năm qua cho nên nếu mình là đại giám mục phụ trách xử lý chuyện này mình sẽ trực tiếp phóng hỏa thiêu đi toàn bộ vật phẩm roussel để lại nếu thẻ bắn bổ có thể bị hoàn toàn phá hủy đi vậy kết quả hoàn mỹ phù hợp ý tưởng của thần linh nếu thẻ bắn bổ khó có thể bị phá hư sau khi thiêu xong nó tất nhiên sẽ bại lộ ra dị thường nếu vật phẩm roussel lưu lại điều còn vậy nói lên ông ta đã dùng phương thức nào đó để cho mọi người bao gồm thần linh đều tin tưởng ông ta đã mang toàn bộ thẻ bắn bổ đưa đi ra ngoài không lưu lại một tấm nào Đương nhiên, không bài trừ giáo hội nào đó hoặc gia tộc xa xưa nào đó, ý đồ dựa vào thẻ báng bổ đến bổ sung con đường phi phàm mà họ cần. Nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ, bởi vì cái này sẽ cho Russell cơ hội hợp tung liên hoành thống nhất chiến tuyến, căn bản không cần thiết đi đến một bước phát tán thẻ báng bổ phá hư trật tự này. Nói vậy, nhật ký của ông ta sẽ thể hiện ra lòng tin nhất định cùng lo lắng tương ứng, tuyệt đối không có khả năng chỉ còn bi quan, chỉ nghĩ dựa vào tổ chức bí ẩn xa xưa kia. Hơn 100 năm trôi qua, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc bảo quản vật phẩm lưu lại này đã tìm kiếm, không biết bao nhiêu lần, cho nên, sẽ ít ai còn tin tưởng thẻ báng bổ dấu ở chỗ này. Nói cách khác, cấp bậc bảo an của triển lãm này sẽ không quá cao. Hơn nữa, một điểm rất quan trọng là, toàn bộ Bách Lân đều bị ác ma giết người liên hoàn kia biến thành khắp nơi lo lắng. Người phi phàm ba giáo hội lớn đang điều tra cùng tìm kiếm toàn thành phố, đội ngũ quả tim máy, có thể phân phối nhân viên đến triển lãm không quan trọng này khẳng định cực kỳ có hạn ừm nơi này đáng giá bảo hộ nhất là nhật ký russell rất nhiều người phi phàm hoang dại rất sùng bái đại đế cho rằng phù hiệu sáng tạo độc đáo này có tầng thần bí sâu hơn có động cơ cùng năng lực đánh cắp cho nên người trông coi trọng tâm khẳng định là ở phòng triển lãm bên kia trở về phía trên sương mù xám bói toán một chút xác minh với phân tích của mình bất quá nghiệm chứng có phải thẻ báng bổ hay không trước đã bằng không mạo hiểm như vậy mất nhiều sức lực như vậy kết quả lại trộm về một thẻ dấu trang bình thường mình còn không bằng quay về trong mộ cho rồi. Ừm, nên nghiệm chứng như thế nào đây? Không có khả năng chờ thời điểm mình lại lẻn trở vào mới làm, mà hiện tại cũng không có cơ hội tìm người khác hỗ trợ thôi. Cần phải cẩn thận. Lên vẻ mặt chuyên chú theo ở sau người hướng dẫn, tựa như nghe cực kỳ tập trung. Tiểu thư ma thuật sư, cô ta là học đồ, có thể xuyên tường vượt cửa, không khác gì nắm giữ chìa khóa vạn năng, là một lựa chọn không tệ. Nhưng cô ta mới danh sách chín, nhiệm vụ lẻn vào nghiệm chứng này đối với cô ta mà nói là quá nguy hiểm. Tiểu thư Hu, không được, cô ta căn bản là không phải dạng này, để cho cô ta tìm kẻ trộm hỗ trợ. Không, không được, nơi này có người phi phàm trông coi, kẻ trộm đại khái sẽ bị bắt giữ ngay tại chỗ, từ đó bại lộ ra chuyện có người đang chú ý tới thẻ dấu trang của Russell. Tiểu thư Saron, thực lực của cô ta cũng đủ, trạng thái cũng thích hợp loại nhiệm vụ này, nhưng vấn đề ở chỗ, thẻ báng bổ là thần vật đủ để cho tuyệt đại bộ phận người phi phàm chém giết lẫn nhau, mình hiện tại còn chưa tin tưởng được cô ta lên suy nghĩ xoay chuyển, phân tích những sự trợ giúp mà mình có thể tìm. Dần dần, hắn tập trung một đối tượng, tiểu thư chính nghĩa. Ra thế cô ta bất phàm, thuộc về quý tộc, có khả năng lợi dụng tiền tài cùng quyền thế, lấy cớ cảm thấy hứng thú, để chạm vào tấm thẻ dấu trang kia hay không? Ừm, cơ hội không nhỏ, hơn nữa biện pháp này sẽ không kinh động đến ai, có lợi cho mình sau đó lẻn vào đánh cắp. Glenn càng nghĩ càng cảm thấy tính có thể rất cao. Về phần vấn đề nghiệm chứng như thế nào, bởi vì thẻ báng bổ phản bói toán phản lời tiên đoán, hắn tạm thời chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp, đó chính là thử phá hư thẻ giấu trang kia một chút. Phản bói toán phản lời tiên đoán không phải là nói sử dụng thủ đoạn tương tự đối với vật phẩm cất giấu thẻ báng bổ, sẽ nhận lấy kết quả thất bại hoặc bị quấy nhiễu, như vậy không phải tương đương với chưa đánh đã khai sao. Cái này ý tư chân chính là, cho dù lấy được thẻ báng bổ, bói toán đối với nó cũng tương đương với bói toán một đồ vật bình thường, tương đương với bói toán đồ vật bình thường mà nó ngụy trang dù sao mình đoán không ra đại đế sẽ bố trí mật mã mở ra gì, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy xác nhận, nếu thẻ vắng bổ quả thật có thể bị phá hư, vậy chỉ có thể nói, ta với nó tạm thời còn chưa có duyên phận. Ừm, lấy yêu thích của đại đế, có lẽ mình có thể thử một cái chú văn để mở ra. Ông ta từng ở trong nhật ký đùa giỡn, nói muốn tài bảo của ta sao? Vậy đến cuối biển sương mù mà tìm đi, mà thẻ vắng bổ đúng là một loại bảo tàng. Chú văn mở ra đặt ra là tiếng Hermes cổ đối ứng One Piece. Không đúng, nếu như vậy, sẽ không tồn tại người nào có thể có được nó, trừ khi xuất hiện người xuyên qua thứ hai, cái này không phù hợp ý tưởng chế tạo hỗn loạn phá hư trật tự của đại đế. Cho nên, là từ Hermes hoặc tiếng Hermes cổ đối ứng với vua hải tặc. Glenn chậm rãi xác định ý tưởng, càng thêm chú ý bố cục của phòng triển lãm. Ở dưới người hướng dẫn nữ kia dẫn dắt, bọn họ rời khỏi thư phòng phục hồi nguyên dạng, tiến nhập vào gian triển lãm khác. Đợi cho tất cả chấm dứt, có thể tự do hoạt động, Glenn hơi xấu hổ hỏi một câu, thật có lỗi, tôi muốn biết nhà vệ sinh ở nơi nào. Trên lầu sao? Không, trên lầu là khu văn phòng, anh đi thẳng dọc theo con đường này, sau đó rẽ trái, là có thể thấy. Người hướng dẫn nữ lễ phép chỉ phương hướng. Thừa cơ hội này, lên thăm dò vị trí nhà vệ sinh cùng mấy gian triển lãm lớn, ở trong đầu đã thể hiện ra một bản đồ bố cục bước đầu. Vào giữa trưa, hắn không làm cái gì cả mà rời khỏi nhà bảo tàng Vương quốc, quay trở về số 15 phố Minsk. Glenn nguyên bản muốn trực tiếp lấy kẻ khở phân phó tiểu thư chính nghĩa, nói cho nàng quyến giả của mình cần hỗ trợ nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại cảm thấy cái này có chút phá hư hình tượng của ngài kẻ khờ là một đại nhân vật cao thâm khó lường phải biểu hiện lạnh nhạt một chút không thể luôn thỉnh cầu trợ giúp thay cho quyến giả ít nhất không thể lần não cũng chính miệng đề cập tới chuyện này glenn suy nghĩ một hồi nhanh chóng có biện pháp hắn quyết định mang thanh âm quyến giả khẩn cầu trợ giúp ghi lại trực tiếp truyền cho tiểu thư chính nghĩa trong quá trình này ngài kẻ khờ không nói cái gì cả hô, lên thở hắt ra, kéo bức màn, xoa nhẹ hai má, bắt đầu khẩn cầu với bản thân, kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vua vàng đen chấp trưởng vận may. Tôi khẩn cầu trợ giúp nhất định, khẩn cầu có người trợ giúp tôi tiếp xúc thẻ dấu trang trong bản thảo sáng ý của Russell, trợ giúp tôi làm phá hư rất nhỏ khó bị phát hiện đối với nó, đồng thời nói cho tôi biết có phản ứng gì, trong quá trình đó có thể đọc thầm từ Hermes, hoặc tiếng Hermes cổ đối ứng vua hải tặc mặc kệ là ai cung cấp hỗ trợ, cho dù không xuất hiện phản ứng gì cả, tôi cũng nguyện ý trả 500 bảng làm thù lao, cái này khấu trừ vào 5.000 bảng còn chưa thanh toán. Nếu có phản ứng, tôi nguyện ý trả nhiều hơn. Làm xong tất cả cái này, lên đợi một lát mới tiến vào phía trên sương mù xám, thể hiện ra hình ảnh bản thân khẩn cầu. Sau khi bói toán ra đêm vào nhà bảo tàng Vương quốc đánh cắp thẻ dấu trang có nguy hiểm, nhất định nhưng không tính là quá cao, hắn lấy ra tin tức khẩn cầu này, mang gói này thêm vào giọng nói đã hơi điều chỉnh sai lệch đi, tiếp theo ném vào ngôi sao hư ảo tượng trưng tiểu thư chính nghĩa. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa bá tước hôn. Lúc này vốn nên là thời gian luyện tập đàn dương cầm, Audrey lại vẫn ngồi ở trước bàn trang điểm, nghĩ về chuyện chiều nay sẽ lật xem cùng ghi nhớ nhật ký Russell như thế nào. Đột nhiên, xung quanh nàng mông lung một chút, trào ra sương mù xám trắng vô biên vô hạn. Ở giữa sương mù xám kia, bóng dáng kẻ khở trên cao, hắn đang nghe một người nam mơ hồ căn bản thấy không rõ khẩn cầu. Khẩn cầu trợ giúp nhất định, khẩn cầu có người trợ giúp tôi tiếp xúc thẻ dấu trang kẹp trong bản thảo sáng ý của Russell, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngài kẻ khờ làm sao biết mình hôm nay, sau khi đóng cửa sẽ đi thăm triển lãm kỷ niệm Russell, cùng có cơ hội tiếp xúc đến các sự vật trong đó. Audrey kinh ngạc nghe, tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không thấy kỳ quái, lấy vị cách cùng năng lực của ngài kẻ khờ, nếu muốn nắm giữ một chuyện nhỏ như vậy vẫn rất dễ dàng. Về phần cụ thể là nắm giữ như thế nào, người danh sách bình thường không cần thiết phải lý giải. Audrey đang muốn đáp lại, chợt nghe thấy kẻ khờ trầm thấp bình thản mở miệng, ngươi có thể lựa chọn nhận ủy thác này, hoặc là không nhận. À, Audrey trầm ngâm hai giây rồi nói, ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể thử một lần, nhưng không chắc có thể thành công. Nàng đối với hạn ngạch thù lao thấp nhất chỉ có 500 bảng này, thật ra không cảm thấy hứng thú. Nàng sở dĩ nhận nhiệm vụ này là tò mò thẻ dấu trang, mà đại đế Russell lưu lại kia đến cùng có chỗ nào đặc thù, thế mà để cho quyến giả của ngài kẻ khờ coi trọng như thế từ đó đưa ra cái giá có thể tăng lên như vậy. Dù sao mình hôm nay vốn muốn đi lật xem nhật ký Russell, vừa lúc thuận tiện. Audrey thầm nghĩ, bên trong sương mù xám kẻ khờ lên nhẹ nhàng gật đầu, trả lại một chữ, tốt. Đợi cho ảo giác kia hoàn toàn biến mất, Audrey đưa tầm mắt hướng về kính trang điểm, nhìn như đang thật sự soi bản thân ở bên trong. Nàng vừa cảm thấy khẩn trương bất an, lại hưng trí bừng bừng đưa ra kế hoạch hành động chiều tối nay, không thể bị phát giác dị thường. Sau chuyện nếu quyến giả ngài kẻ khở có hành động gì, mình không thể trở thành đối tượng bị trọng điểm hoài nghi. Chỉ tiếp xúc tấm thẻ dấu trang kia khẳng định không được, một khi mất đi, toàn bộ ánh mắt đều sẽ tập trung lên trên người mình. Ừm. Cho nên, mình phải biểu hiện ra tư thái hứng thú như nhau đối với toàn bộ vật phẩm, không thể để cho người khác nhìn ra mục đích chủ yếu của mình là tấm thẻ dấu trang kia, toàn bộ quá trình nhu hòa, không đột ngột, phù hợp đạo lý cùng logic. Làm thế nào để tạo thành phá hư nhỏ bé không dẫn người chú ý đây? đó chỉ là một tấm thẻ dấu trang. Audrey ánh mắt như không có tiêu cự đảo qua đồ vật đang bày ở trên bàn trang điểm, đột nhiên ngừng lại ở trên hộp trang sức đang mở rộng, ngừng lại ở trên một đôi bông tai bảo thạch có mũi kim làm trang trí. Góc miệng nàng nhếch lên từng chút một, chân mày thoáng cong lại, lẩm bẩm như tự nói, cộng thêm Suzy trợ giúp, hẳn là đủ rồi. 6 giờ chiều, Bách Lân hiện tại rất khó thấy mặt trời đã sập tối, đèn đường khí gas lần lượt sáng lên. Nhà bảo tàng Vương quốc tiễn đi những người tham quan bình thường cuối cùng, lại nghênh đón đoàn khách tạo thành từ những người có thân phận cao quý từ các tiểu thư nhà bá tước trẻ em nhà công tước những người trẻ tuổi nhà tử tước bởi vì biết con em nhà quý tộc này là dạng thường xuyên gây tai họa cho nên đội trưởng mark livermore tiểu đội quả tim máy khu tây phụ trách trông coi triển lãm kỷ niệm không thể không ngụy trang thành nhân viên bảo an thủy chung ở bên cạnh phòng bị ngoài ý muốn hắn đầu tóc chỉnh tề mang mắt kính đơn hào hoa phong nhã như là một vị giáo sư đại học mắt kính đơn nọ thật ra là một vật phong ấn, danh hiệu 31328, gọi thật mật là mắt thủy tinh, thông qua nó, Mark Livermore có thể trực tiếp thấy linh thể, thấy quỷ hồn, thấy u ảnh, không hề sợ hãi người phi phàm sử dụng sự vật bình thường khó có thể phát hiện này, đến quấy rối hoặc trộm cướp. Đương nhiên, vật phong ấn này cũng có chỗ xấu rõ rệt, đó chính là dễ dàng hấp dẫn oan hồn u ảnh các quái vật này đến phụ cận, đeo trường kỳ mà nói, thị lực có thể tụt xuống không thể nghịch chuyển ở trong bách lơn âm trầm, nàng tựa như ánh nắng mặt trời. Lúc này, Mark đang tán thưởng nhìn một cô gái tóc vàng, mắt xanh ở phía bên sườn. Audrey có hưng, chỉ nhìn cái bồn cầu được khảm lá vàng cùng điêu khắc hoa văn rắc rối kia, hỏi người hướng dẫn bên cạnh nói, đây là bồn cầu tự hoại hiện đại đầu tiên trên ý nghĩa. Đúng vậy, cá nhân tôi cho rằng, đây là một trong những cống hiến chắc tuyệt mà Russell làm ra đối với văn minh nhân loại, nó cùng nguyên bộ công trình thoát nước của nó, cải biến hiện tượng đầy đường, ừm, đầy đường dơ bẩn, Người hướng dẫn vốn muốn nói từ phân này, nhưng nhìn nhìn cô gái trước mặt lại cảm thấy không thể mất đi tư thái văn nhã. Audrey cân nhắc hỏi lại, tôi có thể đụng vào một chút không? Nó còn có thể sử dụng bình thường không? Tử tước Lelin ở bên cạnh cười nói, cô vì sao lại tò mò đối với cái này như thế? Mặc kệ nó xa xưa đến cỡ nào, nó thủy chung chỉ là một cái bồn cầu tự hoại. Con em quý tộc còn lại giao tình không tệ với bọn họ đều cười ra tiếng. Không, Lelin, mọi người không rõ ràng, cái này là hào quang văn minh nhân loại. Audrey cười nhẹ đáp lại, ở trong lòng làm vẻ mặt nôn mừa. Nếu không phải vì hoàn thành ủy thác của quyến giả ngài kẻ khờ, mình cũng không muốn như vậy. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Người hướng dẫn phụ họa nói, tiểu thư hôn nói rất đúng, hào quang văn minh nhân loại, không chỉ có thể hiện ở trên hình thức vũ khí súng pháo cải biến chiến tranh, còn lóe sáng ở mỗi một chi tiết trong cuộc sống chúng ta. Tiểu thư tôn kính, tôi cũng không biết nó còn có thể sử dụng bình thường hay không, bởi vì không có ai đi sử dụng nó, Người hướng dẫn vừa nói vừa nhìn mắt Livermore, sau khi được gật đầu khẳng định, mới tiếp tục nói, cô có thể đụng vào một chút, thậm chí mở ra kết nước, nhìn kết cấu máy móc bên trong một cái, nhưng làm ơn cẩn thận. Cảm ơn. Audrey nhìn nhân viên bảo an mở ra tường thủy tinh, bước lên phía trước hai bước, vươn tay phải mang bao tay xa mỏng màu trắng, cẩn thận sờ soạn cái nút bơm nước. Tiếp theo, nàng chậm rãi lui ra phía sau, mỉm cười nói, tốt rồi, như vậy đi, tôi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, không thể lại chạm vào nó nàng thời khắc nhớ rõ phải thể hiện ở trước mặt mọi người là cô gái thiên chân tò mò xem xong nơi này bọn họ tiến vào phòng triển lãm có nhật ký roussel sau khi đi nửa vòng giới thiệu audrey lại hỏi tôi có thể lật xem bản bút ký này không chúng tôi đều cảm thấy rất hứng thú đối với loại phù hiệu kỳ quái này ừm tôi nghe nói giấy vượt qua niên hạn nhất định chỉ cần tiếp xúc không khí thì sẽ bị tổn hại càng miễn bàn tới trực tiếp đụng vào hẳn là không được nàng chớp mắt nhìn để cho con người xinh đẹp tựa như bảo thạch của mình biểu hiện ra cảm xúc thành khẩn khát vọng lại hơi có chút mất mát người hướng dẫn lại liếc mắt nhìn mắc livermore một cái đợi cho đối phương trả lời mới cười nói giáo hội chọn dùng biện pháp bảo tồn đặc thù để cho tờ giấy có thể giống như lúc mới được sản xuất ra hơn nữa cho dù không có loại biện pháp này yêu cầu mà mọi người đưa ra chúng tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn chẳng qua khả năng cần đổi hoàn cảnh đổi quần áo cùng trải qua lưu trình tương đối nghiêm khắc cô có thể lật xem nhưng đừng quá lâu, đừng dùng sức. Audrey đôi mắt nhất thời tỏa sáng, nhìn không rời mắt. Sau khi thành khẩn nói lời cảm ơn, nàng cùng tử tước le lên những người thích thần bí học mở ra lồng thủy tinh, cẩn thận lật bản bút ký kia. Audrey cố gắng ghi nhớ, nhưng bởi vì phù hiệu này phức tạp quá mức, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ được là tương đương có hạn. Nội dung cộng lại là chừng hai trang, không biết có biện pháp nào ghi nhớ thêm được. Nàng suy nghĩ phát tán ra, nhường vị trí cho người khác. Cứ như vậy, mỗi một gian trưng bày nàng đều đưa ra thỉnh cầu cẩn thận thưởng thức sự vật hơn nữa cơ bản nhận được thỏa mãn đi đi rừng rừng bọn họ đi tới thư phòng phục hồi nguyên bản kia audrey vẫn duy trì loại trạng thái lúc trước thường thường đưa ra một số vấn đề biểu hiện ra đầy đủ lòng hiếu kỳ của bản thân đợi thời điểm người hướng dẫn giới thiệu bản thảo sáng ý nàng mắt sáng lên mở miệng tôi có thể lật một lần không tôi muốn xem một cái bản thảo nhà đại phát minh rousseau bộ dáng cụ thể là gì bao hàm kỳ tư diệu tưởng trong đó không có vấn đề tiểu thư hôn xinh đẹp tử tức le linh tôn kính mọi người đều có thể lật xem a à, nếu trong mọi người có tín đồ thành kính của giáo hội thậm chí còn có thể lấy một bản in người hướng dẫn căn cứ mắc ám chỉ hồi đáp thân là tín đồ nữ thần audrey chỉ có thể lấy cười nhẹ để đáp lại không có thuận tiện mở miệng nói chuyện cùng lúc đó nàng giả vuốt tóc đưa tay sờ sờ tay phải lặng yên lấy xuống cái bông tai ngay sau đó thủy tinh bao phủ cái bàn được mở ra audrey tiến lên một bước chạm vào bàn thảo, ra vẻ lơ đãng rút ra tấm thẻ dấu trang kia, rồi tùy ý lật một tờ. Đúng lúc này, Suzy được nàng ám chỉ đột nhiên sủa lên mấy tiếng ở một phương hướng khác. Uông! 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 Ánh mắt mọi người lúc này bị hấp dẫn đi. Audrey để cánh tay xuống, dùng cái bông tai ở trong lòng. Bàn tay, đâm vào thẻ dấu trang đang cầm, cùng với ở trong lòng đọc thầm vua hải tặc. Một lần bằng tiếng Hermes, một lần bằng tiếng Hermes cổ. Mũi châm trang sức bén nhọn chạm vào mặt ngoài thẻ dấu trang, nó vừa muốn xâm nhập vào, xuyên thấu qua một mặt khác, Audrey nhất thời cảm nhận được lực cản mãnh liệt mà hư ảo. Lực cản không bình thường. Lực cản này chợt lóe rồi biến mất, mũi châm đâm ra một vết nhỏ, suýt nữa đâm thủng qua. Thật sự có phản ứng. Thật sự có cổ quái. Audrey mắt ngưng lại, không dám thử nữa, đưa tay lên, mang thẻ dấu trang đặt lên trên mặt bàn. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Suzy, chấn định phân phó nữ hầu Annie, ừm, ngươi đưa nó đi nhà vệ sinh. Vâng, tiểu thư. Annie vội dẫn Suzy rời khỏi gian triển lãm. Khi, nhân cơ hội này, Audrey mang bông tai ở trong tay thả xuống đất, lập tức nghiêng đầu nhìn lại nói, thật xấu hổ, bông tai của tôi bị rớt. Một nữ hầu khác vội đi lại, nhặt bông tai lên, giúp nàng đeo lại. Khúc nhạc đệm này dây lát là biến mất, lực chú ý của mọi người lại trở về bản ghi chép, đợi cho bọn họ đại khái lật xem một lần. Nhân viên bảo an mắc Livermore mang thẻ dấu trang kẹp vào trong, khép lại lồng thủy tinh. Vài gian triển lãm kế tiếp, Audrey vẫn rất là hứng thú, giống y như trước đó, không biểu hiện ra dị thường gì. Đợi cho rời khỏi nhà bảo tàng, về trong nhà, nàng mới tìm cơ hội tụng niệm ra Tôn Danh kẻ khờ, báo cáo kết quả sự việc, tôi dựa theo yêu cầu quyến giả của ngài, tổn thương tấm thẻ dấu trang kia một chút. Nó, nó có phản ứng không bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.